Chương 561. Phương Chính liền vội hỏi Phúc Tiên Sinh, có phải hay không cái này lão ma Phật chỉ cần có một tòa thạch Phật không có mang ra, chẳng khác nào không có cách nào triệt để giết chết lão ma Phật. Phương Chính theo Phúc Tiên Sinh chỗ rất nhanh đến mức đến đáp án. Những này thạch Phật nhìn, càng giống là lão ma Phật còn lưu tại nhân gian phân thân. Cho nên cái này lão ma Phật khẳng định còn không chết. Khẳng định còn sống. Những này phân thân đều là thứ yếu vết chết lão ma Phật chân thân tự nhiên là có thể chung kết đây hết thảy. Nghe xong Phúc Tiên Sinh, Phương Chính đầu tiên nghĩ đến, chính là Sim La Phật tự khác thường mất tích, tử vong sự kiện. Nơi đó hẳn là lão ma Phật bên trong một cái dấu kín địa điểm A. Cổ đại Phật giáo chính tài chi chiến, rất hiển nhiên, lão ma Phật không địch lại, cuối cùng chạy ra đông thổ, đào vong đến hải ngoại mang di chi địa. Mà khả năng còn cho tàn lại cháy, một lần nữa thành lập tha tâm giới. Mà nơi này, tự là Phật quốc khắp nơi trên đất Đông Nam Á. Lại vừa nghĩ tới Đông Nam Á Phật giáo cùng trong nước Phật giáo văn hóa khác biệt, bên kia chú trọng hơn người tu hành, lại lưu hành Phật bài, âm bài, cổ mạng đồng chờ dưỡng quỷ chi thuật, phương chính càng nghĩ càng là kinh hải. Cái này không hãy cùng Phúc Tiên sinh nói tới, tha tầm giới sở trường lấy nhân bì, tiểu hài tử xương cốt các loại, luyện chế pháp khí thủ pháp không sai biệt lắm sao đông Nam Á sẽ không phải thật thành tha tâm giới sao huyệt A. À. Nghĩ đến đây, Phương Chính lặng lẽ ngẩng đầu, dò xét một chút liền gần trong gan tất Phúc Tiên sinh mặt bên trên biểu tình, hy vọng có thể nhìn ra chút ít đầu mối, tốt A. À, Phương Chính thừa nhận chính mình đơn giản chế trượng. Phúc Tiên sinh vốn là trời sinh mặt chết, chỗ nào có thể nhìn ra biểu tình tới? Phương Chính bởi vì nghĩ đến quá chuyên tâm, nửa đường mấy lần đưa giấy phạm sai lầm, đối mặt Phúc Tiên sinh trong lại ánh mắt phương chính không biết giống như nghĩ đến cái gì người kịp phản ứng cười liền vội vàng nói không có việc gì không có việc gì sau đó tiếp tục giúp phúc tiên sinh chia tốt gấp giấy nguyên bảo giấy có người trong nước chết tại dị vực tha hương còn lại là hạng nhất đại minh tinh chuyện lớn như vậy phúc tiên sinh không có khả năng không biết chuyện muốn thật đông nam á sở hữu phật giáo đều là nguồn gốc từ tha tâm giới phúc tiên sinh không có khả năng còn bình tĩnh như vậy đừng nói phúc tiên sinh biểu hiện bình tĩnh trong nước phật giáo cũng là một mảnh tường hòa bao phủ phương chính còn không tự đại đến chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh cũng chỉ có ta một đơn độc cơ trí khám phá sự tình chân tướng cho nên mọi người biểu hiện bình tĩnh như vậy chỉ có một điểm có thể giải thích đông nam á phật giáo không có quan hệ gì với tha tâm giới hoặc là nói phật giáo tha tâm giới đã từng hoàn toàn chính xác tại đông nam á bên kia phát triển qua tín đồ cũng có thành lập được miếu đường, nhưng về sau vì do nhiều nguyên nhân, tha tâm giới tại Đông Nam Á bên kia đồng dạng là phát triển thất bại. Dù sao liền lấy Phật giáo tha tâm giới này đồng một tí liền muốn diệt thế tiểu tính, không có mấy cái người điên chịu bồi bọn họ điên. Mà có thể bồi bọn họ điên, phương chính đoán chừng không được là chân chính người điên, chính là không có đường sống tội phạm giết người, tội phạm truy nã, giả tái nhập Phật giáo kỳ thực được giết người cướp bóc sự tình. Một người không vào miếu cổ đại cũng không thiếu cái này giết người tăng lữ. Đông Nam Á Phương Chính cảm thấy, hắn có cần phải tiến về nơi đó một chuyến, đi điều tra đầu đuôi sự tình. Thật vất vả rốt cuộc tìm được mảnh lão ma Phật một lần nữa nổi lên mặt nước manh mối, bất quản có thể hay không điều tra ra kết quả, hắn đều không muốn cứ như vậy bỏ lỡ lần này manh mối. Đồng dạng, cũng bất quản thổ hào đông nói tới, đề cử hắn diễn viên chính năm nhân số một sự tình, có thể hay không đi qua, hắn cũng sẽ ở gần đây tiến về một chuyến Đông Nam Á. Lần này tại Minh Điếm bên trong, Phương Chính thu hoạch rất lớn, Phương Chính tiếp tục lưu lại giúp Phúc Tiên sinh một hai giờ, lúc này mới đứng dậy tiến về Đại học Thành. Mùa hạ, vốn là khí trời oi bức, người dễ dàng tâm tình bực bội, khó mà ngủ. Đương Phương Chính đi vào Đại học Thành lúc, đã là hơn 9 giờ đêm, nhưng sòng mạc trượt, quay đồ nướng, quà vặt phố, vẫn như cũ có rất nhiều người tại hóng mát, tụ hội. Không phải mỗi trường đại học học sinh túc xá đều lắp đặt có điều hòa. 9 giờ tối đối với mùa hạ ngủ không được người mà nói, thời gian còn sớm, trong phòng che một ngày oi bức còn chưa hoàn toàn bị dạ phong tan hết, những học sinh này cũng còn không muốn sớm như vậy trở về nhỏ hẹp lò nướng bên trong. Phương Chính vừa tới đến đại học thành, liền thấy ăn mặc tổ truyền cổ sư đạo bào lão thần côn, lén lén lúc lúc tại cửa hàng cửa, đang tại vùng trồng sờ sờ, còn kém mặt lên tất chân nói cho mọi người ta là làm tạc tâm hư kẻ trộm. Phương Chính lặng yên gần, sau đó từ phía sau lưng hô to một câu lão thần côn, trực tiếp đem làm tạc tâm hư lão thần côn đại giật mình, kém chút như bị đạp cái đuôi một dạng khiêu. Lão thần côn, ngươi làm gì đâu? Đương lão thần côn xoay người lại, Phương Chính lúc này mới phát hiện, lão thần côn tay chính là nắm lấy một thanh hương dây. Có thể không phải liền là vận thế hương à. Bất quá, thanh này vận thế hương còn không nhóm lửa, cho nên còn không có tác dụng. Nhìn thấy vận thế hương, phương chính ánh mắt sáng lên, truy vấn, lão thần côn, vận thế hương sửa đổi lương thành công rồi. Lão thần côn xoay người lại, vừa thấy là phương chính, đầu tiên là oán trách một câu phương chính kém chút đem hắn hoảng sợ ra cơ tim tắc nghẽn, sau đó nghe được phương chính tra hỏi, bận biểu nháy mắt ra hiệu, lộ ra luồng bị ổi khí chất nói ra, tiểu huynh đệ, đi qua lão đạo ta nửa tháng tới không biết ngày đêm nghiên cứu, ngươi không nhìn lầm, lão đạo ta cuối cùng đem vận thế hương thành công cải tiến, trước tên gọi tắt vận thế hương hai Không phiên bản. Dựa theo lão đạo ta dự đoán, cái này vận thế hương hai Không quy lực, đại khái có thể so với trước phiên bản đề bạc 1 đến 1.5 lần khoảng chừng. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian thúc hỏi có thí nghiệm qua chân thực hiệu quả sao. Lão thần côn có chút không dằn nổi xoa xoa tay trưởng, nói đây không phải vừa định lần thứ nhất thí nghiệm hiệu quả, liền bị Phương Chính từ phía sau lưng giật mình. Phương Chính hỏi lão thần côn có phải hay không có tìm tới thí nghiệm đối tượng, vừa rồi một bộ lén lén lúc lúc dáng vẻ. Lão thần côn hướng Phương Chính nháy mắt ra dấu, cửa trước cửa hàng đối diện chính làm ăn chạy quay đồ nướng, nhô ra miệng, sau đó đè thấp thanh âm nói ra, đầu này trên phố người lưu lượng lớn nhất, không ai qua được đối diện nhà kia hôm nay mới mở quay đồ nướng lão đạo ta theo nhà kia quầy đồ nướng bà chủ bác tự tương xung dự định tại quầy đồ nướng bà chủ trên thân thử một chút cái này tân sửa đổi phần vận thế hương hiệu quả làm sao người ta bà chủ vừa mới đến ngày đầu tiên liền cùng ngươi phát sinh xung đột phương chính vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cửa đối diện quầy đồ nướng lúc này này bà chủ chính hảo đưa lưng về phía hướng hắn tại quay người chào hỏi thực khách trong tiệm còn có nhân viên cửa hàng đang bận rộn thỉnh thoảng mang thức ăn lên di chuyển từng rương đóng băng bia, cái này bia đá uống sản khoái. bà chủ nhà ngươi bia đá uống đặc biệt rét lạnh, uống vào trong bụng có loại hơi lạnh cảm giác. so với mặt khác cửa tiệm bia đá uống đều muốn hóng mát, tại mùa hạ phối hợp thiêu nướng uống cũng càng thêm sản khoái. đều là tủ lạnh cùng bia đá, làm sao bà chủ nhà ngươi tủ lạnh cùng bia đá theo nhà khác không giống nhau? nổi danh thực khách tiếp nhận phục vụ viên đưa tới một thùng bia đá khui rượu nắp bình theo bằng hữu rầm rầm khoát lát một bình bia đá sau, trùng điệp a à ra một luồng lương khí, sẵn khoái thêm tò mò hỏi. Bà chủ không nói gì, xoay người lại tiếp tục thiêu nướng thịt xiên. Tại đây khói dầu quán đồ nhậu nướng, nữ nhân bán đồ nướng vốn là cũng ít khi thấy, cho nên Phương Chính không khỏi nhìn nhiều mấy lần, mà đối phương giả dạ chú ý tới ánh mắt, ngẩng đầu nhìn sang. Khi thấy Phương Chính lúc, bà chủ con ngươi sáng lên, một giây sau, Hướng phương chính lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, thân thể rất nóng, đầu đầy mồ hôi bà chủ, gợi cảm bờ môi im ắng lúc mở lúc đóng, nhìn nàng khẩu hình phản phất tại nói. Em kết nghĩa. Nhìn thấy quầy đồ nướng bà chủ xem ra ánh mắt, lão thần côn cùi chỏ nhẹ nhàng thọc bên cạnh phương chính. Tiểu huynh đệ, lão đạo ta vào năm ra bắc đụng phải hình người dáng vẻ màu sắc, có đoạn thời gian chuyên môn học được mấy ngày câm từ ngữ, lão đạo ta thế nào cảm giác, này quầy đồ nướng bà chủ hình như nhận biết ngươi vừa rồi tự như là đang gọi ngươi em kết nghĩa lão thần côn trong tay còn cầm vận thế hương hai không nhãn thần có chút hồ nghi nhìn lấy bên cạnh phương chính bà chủ rất nóng bà chủ nóng đến đầu đầy đại hán lại gọi hắn em kết nghĩa phương chính chỗ nào còn có thể không biết trước mắt cái này thân phận của bà chủ là ai là hắn nhận cái kia tiện nghi chị nuôi quả nhiên nói là làm tìm tới cửa phương chính không có hướng lão thần côn chủ động thừa nhận mà là bất động thanh sắc nói ra lão thần côn ngươi vừa rồi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu ngươi theo cái này bà chủ có thù cái này bà chủ không có đạo đức rửa rau nước bên đường dội đến trên đường cái phương chính buồn bực này nhiều lắm là xem như không có đạo đức không có tố chất cũng không phải bao lớn sự tình không cần như thế thâm cừu đại hận a à. phương chính thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ cái này vẫn thế hương tính khí đến cỡ nào táo bạo con để lão thần cung nhận cái con gái nuôi. Vạn nhất bà chủ muốn thật cũng thành lão thần cung con gái nuôi, hắn xem như bà chủ em kết nghĩa, chẳng phải là bị lão thần côn bạch gặp tiện nghi, thành lão thần côn con nuôi rồi. Không duyên cớ liền nhỏ đồng lứa. Hắn rửa rau nước dội đến ta trên giày không có xin lỗi. Phương Chính Trúc gật đầu, cái này đích xác là nhất định phải lọc vào đạo đức khiển trách, có thể cái này nhiều lắm là xem như quê nhà xích mít nhỏ, hay là không cần thiết tăng lên đến cừu hận cấp độ a ngươi không hiểu phương chính càng nghe càng mơ hồ cái này có cái gì không hiểu lão thần côn thở dài thở ngắn nói ra chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi không có phát hiện từ khi hôm nay cửa đối diện mới mở nhà quầy đồ nướng chúng ta cái này toán mệnh quán liền không có làm qua một đang làm ăn sao có thể muốn xem bói người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút không muốn bị người ta biết bí mật đều là muốn cầu cái yên tĩnh thanh tĩnh đến tránh tai mắt của người khác. Đối với cửa mở nhà quầy đồ nướng, sinh ý như thế nóng nảy, người đến người đi, xảo xảo nháo nháo, người nói ai còn đến tiệm chúng ta bên trong xem tướng tay, toán mệnh, trực tiếp liền dẫn đến hôm nay không làm được một đan sinh ý. Cái này bà chủ mở tiệm ngày đầu tiên, vừa là dội ước lão đạo dày của ta cùng liều nhiều hơn bên trên 10 đôi chín khối chín vừa mua biết tất, vừa là đuổi đi trong tiệm sinh ý, đây không phải theo lão đạo ta bác tự tương xung sao. Đương nhiên, Trọng điểm không phải cái này, lão đạo ta còn phát hiện, quầy đồ nướng bà chủ đang trọng thuế lậu thuế. Phương Chính ánh mắt kinh ngạc, người khác trốn thuế lậu thuế như thế tư ẩn sự tình, làm sao lại bị ngươi biết được. Lão thần côn vội ho một tiếng, có chút xấu hổ nói ra, tại tiểu huynh đệ còn chưa tới trước, lão đạo trong bụng ta thèm trùng, bị quầy đồ nướng thịt nướng hương khí câu lên, thế là lão đạo ta đi lục một chuỗi rẻ nhất hai khối năm rau xanh, hỏi có thể khai phá phiếu sao. Muốn trang giấy hóa đơn. Theo lý thuyết ta yêu cầu này không quá phận đi Hiện tại nạp tiền năm nguyên tiền quy tệ đều muốn cho hóa đơn Rút cuộc này bà chủ nói tiền mới khai trương Còn chưa kịp đi thuế cục mua hóa đơn Tạm thời khai không ra Để lão đạo ta qua mấy ngày lại đi phát lại bổ sung Tiểu huynh đệ ngươi nói cái này không phải cố ý trốn thuế lầu thuế lấy cớ đó là cái gì Lão thần côn sau cùng nói đến nghĩa chính ngôn từ Hiên ngang lẫm liệt Phương chính ách một tiếng Sau đó hỏi lão thần côn Định dùng vận thế hương Muốn từ quầy đồ nướng bà chủ này tác thủ cái gì? Tiền? Que thịt nướng? Hay là con gái nuôi? Hết chuyện để nói, nghe được phương chính lại với hắn cầm con gái nuôi sự tình Lão thần công nhất thời liền cấp nhãn Lần trước vận thế hương liên tiếp chuyện xui xẻo Để lão thần công tới nay cũng còn canh cánh trong lòng Tiểu huynh đệ, ngươi đây là đang biến tướng nói lão đạo ta không được Lão thần công tại chỗ liền không phục, lột lên đạo bào tay áo nam nhân có thể đỉnh đầu hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Nhưng tuyệt đối không thể bị người nói không được. Lão đạo ta còn cũng không tin cái này tà, lần này cải tiến sau vận thế hương, vẫn như cũ cấp lão đạo ta đưa các móng tay hoặc thức ăn cho chó bác. Lão thần cung lúc này móc ra cái bật lửa, nhóm lửa trong tay một mực nắm lấy một thanh vận thế hương. Phương Chính không có ngăn cản, cũng không có lập tức liên hệ phúc tiên sinh hoặc phí đội trưởng, nơi này có tượng sáp người quỷ vật. Bởi vì hắn cũng rất tò mò, nghĩ kiến thức dưới vận thế hương cải tiến sau hiệu quả đề bạc lớn không lớn. Tới đồng thời, hắn sớm đã đem quán đồ nhậu nướng thực khách dạng đều chụp ảnh xuống tới, đến lúc đó có bao nhiêu người nếm qua tiệm này thiêu nướng, đều trốn không thoát thiên nhãn hệ thống. Làm lão thần côn một điểm bốc cháy vận thế hương, lập tức liền hương hỏa sang tị, chướng khí mù mịt. Phương Chính phát hiện cái này vận thế hương càng cải tiến ngược lại yên khí càng nồng, mùi vị đổi mới hướng khục khụ, khụ khụ khụ. Cách gần đây lão thần côn bị sặc đến không ngừng ho khan, nhưng lần này lão thần côn không có loạn động, hai mắt bị hung đỏ bừng, rất giống bệnh đau mắt, nhưng hắn hay là duy trì bắt lấy vận thế hương hành động, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm đối diện quầy đồ nướng bà chủ. Bên này như thế lớn động tĩnh, tự nhiên đã sớm gây nên đối diện quầy đồ nướng chú ý. Bà chủ chỉ là nhìn một chút lão thần côn, trong tay lão thần côn vận thế hương bên trên dừng lại một giây, sau đó lại quay đầu trở lại nhìn về phía phương chính phương hướng. Tự hồ bà chủ cũng không nhận ra vận thế hương. Mà tại trong lúc này, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, thẳng đến lão thần côn trong tay vận thế hương đốt hết, quay đồ nướng bà chủ bên kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bỗng nhiên, bà chủ nướng ra một bàn thịt nướng, đại khái một hai chục chuỗi bộ dáng, đồng thời để một người sau khi ăn xong chuẩn bị trả tiền rời đi thực khách đưa hướng toán mệnh quán đây là nhà kia tâm địa thiện lương bà chủ, đặc biệt tặng cho các ngươi hai ông cháu ăn. Bà chủ nói các ngươi nhìn chầm chầm vào trong tay nàng thiêu nướng nhìn, hẳn là đói bụng lại không tiền ăn thiêu nướng, cái này cùng thịt nướng là bà chủ thấy các ngươi đáng thương, đặc biệt tặng cho các ngươi màn đêm buông xuống tiêu. Thực khách ánh mắt đáng thương nhìn lấy ngồi sổng ở toán mệnh quán cửa, nhìn chầm chầm vào quầy đồ nướng nhìn một già một trẻ thân ảnh, thở dài một tiếng, đối với hai ông cháu quá đáng thương. Ngay tại thực khách vừa nói xong, vận thế hương cũng vừa đúng lúc này hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Phương Chính cùng lão thần côn nhìn xem đưa tới que thịt nướng, nhìn nhìn lại trên mặt đất rơi xuống tàn hương, đôi người đều là khẽ giật mình, sau đó suy nghĩ nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này que thịt nướng cũng là theo vận thế hương có quan hệ. Lão thần côn, lần này tiến bộ rất lớn, một bàn thịt nướng nói ít cũng có giá trị 3-40 nguyên, so với các móng tay giá cả lật ra mấy cá thể lượng phương chính mang theo chút chế nhạo giọng điệu nói ra lão thần côn không có đi để ý tới phương chính ngược lại là vui mừng nhướng mày đắc ý thu nhận thịt nướng sau tiện tay lại ném một thanh cải tiến sau vận thế hương cấp phương chính tiểu huynh đệ lần trước thật là ngươi thắng lão đạo ta nhưng lão đạo ta hôm nay rốt cục lúc tới vận chuyển lão đạo ta không tin mỗi lần ngươi cũng vận thế áp đảo lão đạo ta lần này lấy được đồ vật giá trị hội vượt qua lão đạo ta cái này cùng que thịt nướng. Lần này lão đạo ta còn muốn tiếp tục theo tiểu huynh để ngươi đánh bạc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói với lão gia môn không được. Lão thần côn còn nhớ lần trước đánh bạc thua sự tình, khiêu khích nói ra. Phương Chính tiếp nhận lão thần côn cường tắt tới vận thế hương cùng cái bật lửa, nhìn xem chủ động đối với hắn dưới thư khiêu chiến lão thần côn, lại nhìn xem tìm đến cửa tới tượng sáp người già tắm nương, mặt bên trên lộ ra cả người lẫn vận vô hại cười ha ha. Phương Chính tiếp nhận lão thần côn cường tắt tới vận thế hương, hắn cũng không lập tức nhóm lửa, mà là đưa tay ngăn trở đang định cầm trong tay thịt nướng hướng miệng bên trong tặng lão thần côn. Lão thần côn, ngươi liền không sợ cái này không duyên cớ đưa tới thịt xiên có độc không, Phương Chính đáng thương nhìn lấy gặp cái gì đều ăn lão thần côn. Không thể nào, thật có độc, lão thần côn nghe xong, nhất thời có chút chần chờ nhìn lấy trong tay thịt xiên liền xem như không có độc, lão thần côn ngươi không phải là hét theo này bà chủ có thù à, dạng này tính không tính ăn đồ bố thí, Phương Chính nói ra. Lão thần côn mấy ngày nay ngươi một mực lưu tại trong tiệm nghiên cứu vận thế hương, đích thật là vất vả đến ngươi, nếu không thì dạng này, ta hôm nay xin ngươi lột xuyên, ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì, khao khao lão thần côn Nói xong, Phương Chính đã hướng đối diện quầy đồ nướng đi đến. Mà nói như vậy công phu, Lão thần côn trong tay thịt nướng đã lạnh rớt Lão thần côn thả tay xuống bên trong đã lạnh rớt que thịt nướng Vội vàng đuổi kịp phương chính bóng lưng Tiểu huynh đệ Ngươi hôm nay thật muốn thỉnh lão đạo ta ăn cái gì Lão đạo ta làm sao cảm giác Tiểu huynh đệ ngươi êm đẹp đột nhiên mời khách Xem như hoàng thử lan cấp kê chúc Tết Vô sự mà ân cần phương pháp Lão đạo ta hiểu được Tiểu huynh đệ ngươi là dự định khoảng cách gần sử dụng vận thế hương nhưng căn cứ lão đạo ta sử dụng vận thế hương một móng tay kéo một chó lương bát một bàn que thịt nướng kinh nghiệm cái này vận thế hương hiệu quả theo khoảng cách không quan hệ lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn một người vận trình cho nên tiểu huynh đệ ngươi làm đây đều là vô dụng công thần mẹ nó hoàng thử lan cấp kê chút tết mắng ai là hoàng thử lan đây phương chính ánh mắt bất thiện nhìn về phía lão thần côn rút cuộc lão thần côn sớm đã chạy vào quầy đồ nướng cao cao hứng hứng chiếm chỗ đầu năm nay, có thể tại thành thị bên trong nhìn thấy đạo sĩ dưới tiệm ăn, hay là rất tươi mới một sự kiện, lão thần côn ngồi xuống liền lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Lão thần côn ngược lại biểu hiện được bình tĩnh thông dong rất nhiều, hướng phương chính không ngừng ngoắc hô tiểu huynh đệ nơi này, nơi này. Phương chính tráng rủ xuống mấy đạo hát tuyến. Đột nhiên cảm giác thật là mất mặt. Không quá cũng may hiện tại thời gian là hơn 9 giờ đêm, ăn thiêu nướng người đã ít đi rất nhiều, dù sao nơi này là đại học thành muốn tại phòng ngủ đóng cửa tiền đề trước trở về trường mà nơi này khu vực bản thân cũng không thuộc về chủ lối loại kia cửa hàng lớn người lưu lượng to lớn phương chính dĩ nhiên không phải thật đến lột chuỗi hắn chỉ là đến tìm hiểu dưới tượng sáp người già tắm nương nội tình cộng thêm thử nhìn một chút cải tiến sau vận thế hương hiệu quả bất quá lão thần côn cũng không nghĩ như vậy khó được phương chính mời khách một lần làm sao cũng phải ăn đủ vốn Lão thần cung nhìn ngay lập tức menu Thịt dê nướng 3.5 nguyên Trâu tiên xuyên 20 nguyên Dê thắt lưng xuyên 15 Cá kiềm xuyên 9 nguyên Món rau xuyên 2.5 nguyên Nấm hương xuyên 1-2 nguyên Ngay tại phương chính đánh giá trong tiệm tình huống lúc Lúc này thiêu nướng cũng đã lên bàn Tiểu huynh đệ Chúng ta không phải đến phá quán sao Ngươi làm sao còn không mau một chút dùng vận thế hương Lão thần côn một bên nuốt nước miếng xoa xoa tay cầm lấy một chuỗi vẩy lên thì là cùng bột hồ tiêu nóng hôi hổi nướng nấm hương không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu ăn một bên hiếu kỳ hỏi phương chính chính mượn cơ hội lặng lẽ quan sát trong tiệm tình huống phương chính nhìn lấy liền ăn đều không chận nổi miệng lão thần côn hắn cảm thấy thời điểm này hắn nhất định phải phải làm những gì để lão thần côn an tĩnh lại phương chính lão thần côn đang ăn nướng nấm hương trước ngươi biết làm sao phân chia độc thân cây nấm cùng đã kết hôn cây nấm không cái gì cây nấm còn chia độc thân cùng không phải độc thân. Lão thần côn biểu thị không tin, hỏi vấn đề này cùng hắn ăn cây nấm có liên quan gì không? Ăn cây nấm vì cái gì còn muốn đi phân biệt có phải hay không độc thân? Phương chính, bởi vì độc thân cây nấm có độc A, cho nên mới kêu độc cây nấm. Quả nhiên, lão thần côn nghe được sửng sốt một chút, tốt một hồi không có kịp phản ứng. Đúng lúc này, khách lưu lượng giảm bớt, dần dần thanh nhàn xuống quầy đồ nướng bà chủ, Nhìn thấy chưa thúc đẩy ăn phương chính cùng lão thần côn Phong yêu uống éo uống éo đi tới Khách nhân đây là ăn đến không cùng khẩu vị à Có phải hay không có cái gì chiêu đãi không chu toàn Để hai vị khách nhân đã mất đi ăn cái gì hứng thú Bà chủ tư sắc không thể nói có tốt không nhìn Nhưng dịu tại phong yêu Trữ nặng hai vật cùng cao thẳng nửa người dưới Đây tuyệt đối có thể bẻ gãy nam nhân eo Có thể làm cho vài đầu trâu cày mệt chết tại ruộng nước bên trong Lại thêm cái tráng Trên gương mặt đều là mồ hôi rịn mồ hôi đem mái tóc dính tại trên da thịt, bị mồ hôi ướt nhẹp trước ngực áo lót, lộ ra một đầu sâu thâm hải rảnh, rảnh biển bên trên có thể nhìn thấy tinh mịn mồ hôi, một màn này phó nhô đằng trước công đằng sau ướt thân dụ hoặc, có thể tùy tiện câu lên nam nhân hùng tính kha ngươi vọt mạnh động. Đáng tiếc, bà chủ hôm nay đụng phải, là hai đầu độc thân cẩu. Trước mắt hai đầu độc thân cẩu ánh mắt cũng không tại ướt thân bà chủ trên thân dừng lại, mà là tại thảo luận một cái kỹ thuật tính vấn đề bà chủ nhà ngươi cái này nướng nấm hương có phải hay không có độc lão thần côn mới mở miệng tự là đến tội nhân bà chủ có chút không rõ vì sao nhìn về phía lão thần côn chỉ thấy lão thần côn cầm trong tay nướng nấm hương làm như có thật nói chẳng lẽ bà chủ ngươi không biết độc thân cây nấm là độc cây nấm chưa bà chủ mặt nổi lên thấy nghi hoặc khách nhân ngươi nói đùa cây nấm tại sao có thể có độc thân cây nấm đây chỉ là trên thị trường tùy tiện liền có thể mua được phổ thông dùng ăn cây nấm, cam đoan không phải độc cây nấm. Bà chủ sau khi nói xong, không tiếp tục để ý lão thần côn, kỳ thật sớm tại ngay từ đầu, nàng liền đã nhận ra lão thần côn, vừa là hỏi nàng mua một chuỗi nướng rau xanh 2.5 nguyên năng không có thể mở trang giấy hóa đơn, hiện tại vừa là hỏi nàng có hay không độc thân cây nấm, bà chủ đã tự động đem lão thần côn kéo vào hắc bản danh sách, nàng cố ý chuyển hướng đề tài, Nhìn về phía một mực không có mở miệng Phương Chính Vị này khách nhân Ngươi vừa là bởi vì nguyên nhân gì không? Cùng khẩu vị đâu? Cũng là bởi vì kia cái gì độc thân cây nấm Sợ tỷ tỷ ta tại thiêu nướng bên trong hạ độc Sử dụng có độc cây nấm không? Phương Chính ách một tiếng Hơi hơi bên cạnh hạ thân tử Vô ý thức trời đi bà chủ một chút khoảng cách Sau đó lộ ra cả người lẫn vận vô hại nụ cười Bà chủ, chúng ta quen biết không? Để để nói đùa tỷ tỷ ta lần thứ nhất mở tiệm buôn bán, có thể là đệ đệ nhận lầm người. Tốt a, à, ta còn tưởng rằng bà chủ đã sớm nhận biết ta, vừa đến đã như thế nhiệt tình tự xưng tỷ tỷ, lần trước cũng có một người giống bà chủ dạng này hô ta đệ đệ, loạn làm người khác tỷ tỷ, bà chủ biết người kia về sau là cái gì kết cục không? Phương Chính nhìn lấy ước thân bà chủ mặt bên trên biểu tình, muốn xem ra bà chủ mặt bên trên phải chăng có cái gì không đúng. Ô, là cái gì kết cục? sau cùng nàng chết rồi, phương chính một mực nhìn lấy bà chủ mặt, rút cuộc bà chủ mặt bên trên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng biểu tình. vậy thật đúng là đáng tiếc. đúng vậy a, à, đáng tiếc, bà chủ ngươi có yêu quá một người không? phương chính chút gật đầu, mắt lộ ra mấy phần nhớ lại cùng cảm khái. đầu tiên là trầm mặt, yêu, nửa tháng trước, tỷ tỷ ta yêu một cái không nên yêu kẻ bạc tình. ước thân bà chủ ánh mắt có chút ai oán liếc mắt một cái phương chính đối mặt bà chủ ai oán ánh mắt phương chính sắc mặt như thường vậy nếu như lại để cho bà chủ ngươi yêu quý một lần bà chủ còn biết giống nửa tháng trước một dạng yêu cái kia kẻ bạc tình không đệ đệ nhưng có nghe qua nữ nhân thường đeo tại bên miệng một câu phương chính hiếu kỳ nói cái gì bà chủ u oán ai tháng nhìn một chút phương chính nữ nhân vĩnh viễn khó quên nhất chính là mối tình đầu bất quản cái này kẻ bạc tình đã từng nhiều thương tổn thấu lòng của nàng chỉ cần mối tình đầu nam nhân một cái điện thoại coi như biết rõ là thiêu thân lao vào lửa cũng sẽ như cũ nhào tới xem ra cái này nhất định là một trận bi kịch phương chính rất là cảm khái nói ra lúc trước phương chính tại tiệm mì gặp được tượng sáp người già tắm nương lúc này bà chủ cũng là luôn miệng nói yêu hắn phương chính để bà chủ nếu như yêu hắn liền đứng yên đừng nhúc nhích để hắn chém chết rút cuộc gặp được bà chủ đổi mới kịch liệt phản kháng thế là bà chủ bất ngờ trước mắt cái này tượng sáp người già tấm nương đáp án rất rõ ràng nàng lần này còn biết như lần trước một dạng phản kháng không chỉ là phản kháng còn muốn đem phương chính cũng chế tác thành tượng sáp người vĩnh viễn lưu tại nàng bên người bởi vì phương chính là nàng mối tình đầu a à. ngồi ở một bên lão thần cung nhìn xem bà chủ nhìn nhìn lại phương chính mặt bên trên biểu tình là mộng ép trước mắt cái này đôi người tại đánh cái gì bí hiểm vì cái gì đều là mọi người nhận biết chữ hán đơn độc mở ra một chữ lúc lão đạo ta biết nhưng làm bị trước mắt đôi người tổ hợp đến cùng một chỗ sau lão đạo ta một câu đều nghe không hiểu rồi tiểu huynh đệ ngươi theo bà chủ nhận biết lão thần côn hỏi hướng phương chính không biết không biết phương chính cùng bà chủ cơ hồ là có ăn ý trăm miệng một lời nói ra lão thần côn rõ ràng là không tin ánh mắt nhìn lên trước mặt đôi người thoại âm rơi xuống sau bà chủ cùng phương chính liếc mắt nhìn nhau Bà chủ bỗng nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, triệu nặng bộ ngực cũng đi theo rung lên một cái, để để nói chuyện cùng thần thái, càng lúc càng giống tỷ tỷ mối tình đầu cái kia kẻ bạc tình. Người không biết, còn tưởng rằng bà chủ là tại tán tỉnh một chút thịt tươi. Đang thông đồng phương chính, chỉ có phương chính mới biết được. Bà chủ đây là tùy thời đều nghĩ lấy mạng của hắn. Gặp nhau tức là duyên, để để mau thừa dịp còn nóng ăn đi, không đủ ăn tiếp tục hô tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ vui vẻ, đống này tỷ tỷ mời, không thu đệ đệ tiền của ngươi. Giống như lần thứ nhất tại tiệm mì tràn cảnh một dạng, bà chủ lại bắt đầu nỗ lực khuyên Phương Chính ăn nàng tự mình làm đồ ăn. Phương Chính, bà chủ, ta gần đây dạ dày không tốt, thân thể hư, ăn không được chất béo quá nặng đồ ăn, lão thần côn, ngươi ăn đi. Chết đạo hữu bất tử bần tăng, đang ăn cùng không ăn trước mặt, Phương Chính quả quyết bán đứng lão thần côn. Có hắn tại lão thần côn nhiều lắm là tự là nhận chút ít đau khổ chỉ cần đừng duy nhất một lần ăn lượng quá nhiều ngô sau đó cấp lão thần côn tính toán tai nạn lao động để vài ngày nghỉ xem như đền bù tổn thất đã sớm nhẫn nhịn không được trong bụng thèm trùng lão thần côn lập tức bắt đầu hắn miệng lớn cắn ăn đệ đệ dạ dày không tốt sao cần không cần tỉ tỉ phí dưới cấp ngươi ăn bà chủ quan tâm nhìn lấy phương chính còn không đợi phương chính từ chối bà chủ đã vòng eo uốn éo uốn éo đi tới mặt. Nhìn lấy thật đi tới mì sợi bà chủ, lão thần công tâm tình có chút buồn bực vụng trộm hỏi phương chính, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đã nhóm lửa vận thế hương rồi? Muốn không phải vậy cái này bà chủ làm sao lại vừa là mời khách, vừa là tự mình cấp ngươi phía dưới mảnh ăn. Phương chính nắm tay theo dưới mặt bàn lấy ra, vận thế hương vẫn còn, cũng không nhóm lửa. Mà lúc này đây, Phương Chính nhìn lấy đưa lưng về phía hắn đang chuyên tâm cho hắn phía dưới mảnh bà chủ, quả quyết nhóm lửa trong tay vận thế hương. Đã cự tuyệt quá một lần bà chủ. Chờ dưới bà chủ thật khởi đầu lên mì sợi, hắn lần thứ hai cự tuyệt, không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên dự định vận dụng vận thế hương. Lớn nhất chủ yếu là đem quầy đồ nướng bên trong mấy tên thực khách đuổi đi, hắn mới tốt động thủ. Lúc này bóng đêm dần dần sâu, thực khách đã không nhiều, tăng thêm hắn theo lão thần cung bàn này mới hết thảy ba bàn người, hắn chỉ cần đem mặt khác hai bàn người đuổi đi là đủ. Tới đồng thời, phương chính chân tại dưới đáy bàn đã lão thần cung một chân, hiện tại bà chủ không tại, để hắn đừng có lại ăn. Cẩn thận thật hội ngộ độc thức ăn. Cùng cục, nhựa plastic giảm dần âm thanh, cái bật lửa nhảy lên lên một sợi ngọn lửa. Phương chính nhóm lửa vận thế hương sau, đem trong tay ba thanh vận thế hương làm ba phần, sau đó phân biệt cắm ở ba xuyên nướng nắm hương bên trên nhất thời liền khói đặt cuồng cuộn đem thật tốt quầy đồ nướng lấy đến chướng khí mù mịt lập tức dẫn tới mặt khác thực khách bất mãn coi như bọn họ quay đầu nhìn lại thời điểm vừa mới bắt gặp phương chính đem vận thế hương làm ba phần cắm ở nướng nắm hương bên trên một mạng cái này tràn cảnh rõ ràng tựu là tại lễ tế người chết đồng thời dây kia hương thật vừa đúng lúc liền chính hảo đối bọn họ bên này Người không biết còn tưởng rằng Phương Chính là tại lễ tế bọn họ, lúc này liền sắc mặt thay đổi. Đây là đốt cấp người chết hương, lại đối bọn họ đốt, cái này cũng quá không có hậu nói đi, còn có để hay không cho người vui sướng lột xuyên. Có thể nghĩ đến đây là đốt cấp người chết, là tại tế bái người chết, những này thực khách mặc dù có tính khí cũng phát tác không. Dù sao từ xưa đến nay, người trong nước đối với người chết sự tình vẫn luôn rất kiên kỵ. Sợ hãi bị mấy thứ bẩn thiểu cấp cuốn lên các ngươi lên đường bình an, hôm nay ngày dỗ của các ngươi, ngày này năm trước các ngươi tự là chết ở chỗ này, ta hàng năm nay ngày đều lại ở ngươi môn tử địa phương, cho các ngươi lễ tế dân hương. Phương Chính nói thanh âm, không lớn không nhỏ, vừa vặn bị này hai bàn người nghe được. Quả nhiên, này hai bàn người sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, thế mà thật là tại tế bái người chết, đều là cảm thấy suối quẩy. Lại thêm phương chính là hướng về phía bọn họ bên này tế bái, liền càng thêm cảm thấy rủi ro lại tăng thêm vận thế hương có độc, thuốc hỏa khí hơi thở quá lớn, khiến cho phụ cận đều là chướng khí mù mịt, quả nhiên như phương chính sở liệu, này mấy tên sinh viên tâm lý mắng lấy suối quẩy, đem đồ vật đóng gói mang đi sau, vội vàng liền rời đi. Lập tức người đi cửa hàng không trung, chỉ còn lại có phương chính theo lão thần côn một bàn này. Những này sinh viên nhưng lại không biết, phương chính đây là đang cứu mạng của bọn hắn. Thẳng đến bà chủ khởi đầu lại một bát nóng hôi hổi mì sợi, đến gần phương chính bên người, nàng một tay khởi đầu bác, một thủ hạ ý thức sở trường phải phải trước mắt có chút ô yên chướng khí khói lửa, đệ đệ, ngươi cái này hương một điểm, nhìn đem tỷ tỷ trong tiệm khách nhân đều đuổi chạy. Bà chủ ai oán bạch một chút phương chính. Đệ đệ cái này hương mùi vị rất sang tị, thuốc thật lớn, có phải hay không bị ẩm không có hông khô. Đệ đệ đến, đây là tỷ tỷ vừa mới vì ngươi nấu trâu tiên mặt, đệ đệ ngươi không phải nói gần người nhất giả dối à, mau mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Nghe tới trâu tiên mặt, Phương Chính mặt lộ cổ quái. Hắn còn trẻ. Hiện tại liền ăn cái này, có phải hay không quá bổ? Rút cuộc, bà chủ vừa nói xong, Phương Chính còn chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt, một tay phiến sang tỳ khói lửa, một tay khởi đầu bác bà chủ, trong tay không có khởi đầu vững vàng, âm. Một tô mì ngã xuống mặt đất, nước canh hỗn hợp có mì sợi bốn phía nước bắn. Phương Chính trong lòng nhất động, chẳng lẽ là vận thế hương bắt đầu tạo nên tác dụng. Nguyên bản đến gần bà chủ, nhìn lấy vẫy ra một chỗ nước canh mì sợi, mặt bên trên biểu tình một chút trở nên có chút lạnh, để đệ, đệ chờ tỷ tỷ một hồi. Tỷ tỷ lại đi cấp đệ đệ phía dưới ăn. Ngay tại bà chủ rời đi thời điểm, có nhân viên cửa hàng đã cầm cái hốt rác cùng cây chổi, tới thanh lý trên đất mì sợi. Phương Chính nhìn lấy vòng eo uống éo uống éo rời đi, thật một lần nữa đi tới mì sợi, bóng lưng bận rộn bà chủ, hắn trong lòng nghĩ, xem ra thật sự là vận thế hương đang có tác dụng. Bất quá, có vẻ như chưa từng cường hóa vận thế hương, không quá bà chủ, cho nên chỉ có thể khi dễ yếu nhược mì sợi. Không có vài phút, bà chủ đã một lần nữa dưới tốt mì sợi, trong tay bừng ngưu tiên diện, triểu nặng bộ ngực trung lên một cái đi tới. Rút cuộc. Mặt đất phía trên có nhân viên cửa hàng chưa dọn dẹp sạch sẽ mì sợi, bà chủ dưới chân trượt đi, người mặc dù đứng vững, có thể trong tay bưng mì sợi lần nữa liền bác cùng một chỗ ngã nát trên mặt đất. Vốn là sắc mặt biến đến hơi có chút lãnh bà chủ, phía dưới này màu sắc càng lạnh hơn, mặt bên trên nụ cười dần dần biến mất. Bà chủ, lão đạo ta hội nhìn tướng mạo, lão đạo ta quan mặt ngươi bạch, mồ hôi trộm, tay run rẩy bất lực bắt không được bác, bà chủ thế nhưng là từ nhỏ thận dương hư, lão thần côn bị bà chủ lần thứ hai đánh ngã bác giật mình. Bà chủ có thể đừng tưởng rằng nữ nhân liền sẽ không có thận hư, liền không làm cho coi trọng nữ nhân đồng dạng theo năm nhân một dạng hội thận hư nữ nhân thận dương hư thậm chí nghiêm trọng hơn sưng vụ béo phì thấp xuất hiện không dừng một béo hủy sở hữu cho nên nữ nhân thận dương hư đổi mới nên gây nên coi trọng mới đúng lão thần côn nói đến lời nói thấm thía cẩn thận vì bà chủ phân tích sinh bệnh đủ loại nguy hại bà chủ ánh mắt lạnh như băng trừng mắt về phía còn tại điệp điệp không nghĩ lão thần côn này nhãn thần giống như là muốn giết người, đem lão thần côn nhất đau nhất đau tróc thịt giống như, lão thần côn bị bà chủ cái này đột nhiên xem như ánh mắt muốn giết người hù sợ, ngậm miệng lại. Nhìn lấy bà chủ lần thứ ba lại đi nấu bát mì mảnh. Lão thần côn thấp giọng hỏi ngồi cùng bàn phương chính, tiểu huynh đệ, bà chủ cái này liên tục hai lần đánh ngã bác, lão đạo ta nhìn không giống như là phổ thông đánh ngã bác, có phải hay không vận thế hương có tác dụng? Cũng không đúng thế, vận thế hương êm đẹp, tại sao phải đánh ngã bác? Tiểu huynh đệ ngươi đây rốt cuộc là được xem là đến ngưu tiên diện, hay là tính toán không có đạt được ngưu tiên diện? Cuối cùng, lão thần côn đau lòng nhìn lấy ngưu tiên diện bị nhân viên cửa hàng rót vào thùng rác, mặt bên trên biểu tình đau lòng nói ra, đáng tiếc cái này ngưu tiên diện, không đúng, là đáng tiếc cái này hai bác ngưu tiên diện. Phương Chính cũng không có nói tỉ mỉ quá nhiều, chỉ là nhúng nhúng vai mơ hồ nói ra, có lẽ là đi, có thể là vận thế hương ăn không quản mì sợi, thích ăn cơm cũng khó nói. Người có gặp qua nhà ai hương là cắm ở mì sợi bên trong, đều là cắm ở cơm trắng bên trên. Lão thần cô nghe được sửng sốt một chút, thật là có như vậy mấy phần đạo lý. Có câu nói rất hay, quá tam ba bận, không bao lâu, bà chủ lắc mông chi, trong tay bưng lấy chén thứ ba ngư tiên diện đi tới. Đích thật là bưng lấy, lần này cải thành hai tay dân. Thậm chí, nhìn bà chủ mặt bên trên này như trước khi đại địch trịnh trọng lãnh sắc này một bước một bước rơi xuống đất cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng bà chủ tại lội mình khu. Rốt cục, bà chủ yên ổn đi qua mình khu, lần này không có lại ném bát hoặc dẫm lên mì sợi, thuận lợi cầm trong tay mảnh đặt vào phương chính trước mặt. Mà xui quỷ khiến, bà chủ rốt cuộc làm ra khinh buông lỏng một hơi hành động, sau đó mặt bên trên lần nữa lộ ra long lanh nụ cười. Đệ đệ, ăn đi, nếm thử tỷ tỷ thủ nghệ, cũng không biết là tỷ tỷ dưới đây ăn ngon, hay là đệ đệ ngươi dưới đây ăn ngon? Bà chủ đứng đấy bất động, xem như muốn nhìn tận mắt Phương Chính ăn vắt mì này. Phương Chính cảm giác Hương Huynh không tác dụng. Thế mà không lần thứ ba đánh ngã chén. Đệ đệ làm sao không động đũa? Là tỷ tỷ dưới đây ăn không ngon sao? Có phải hay không tựu đệ đệ cũng tin không được tỷ tỷ, lo lắng tỷ tỷ sẽ cho ngươi hạ độc, tại mì sợi bên trong đang thân ma nắm. Bà chủ gặp Phương Chính một mực không ăn, người đứng đấy không đi, thúc phương chính mau thừa dịp còn nóng ăn mì chỉ có lão thần côn cực kỳ hâm mộ nhìn lấy phương chính cùng trên bàn ngưu tiên diện đây chính là ngưu tiên diện a đại bổ chi vật người đến già tuổi liền dễ dàng đau lưng đi đứng không được tiền tiền hậu hậu ba bát mì thời điểm này trên bàn vận thế hương sắp bốc cháy đến cuối cùng nhưng lần này rất rõ ràng vận thế hương có chút gan bất động lão bản nương dù sao đây là phổ thông vận thế hương hay là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu liều tịch tịch bản, không bằng từng cường hóa sau vận thế hương liền hai đoạn thi thi vương đều có thể gan đến động. Phương Chính ánh mắt mang theo đáng tiếc, ngay tại suy nghĩ vừa dứt lúc, cũng không biết ở đâu ra đột nhiên một luồng tà phong, lối đi bộ bên trên bóng cây xa xa lay động. Quay đồ nướng là tại lối đi bộ bên trên chiếm đường kinh doanh, bà chủ sợi tóc bị gió thổi lộn xộn, nàng làm cái đưa tay khẽ vuốt thái dương tóc hành động, đồng thời vô ý thức quay người mắt nhìn xa xa rung động bóng cây. Làm nàng một lần nữa quay đầu trở lại tới, nguyên bản khẽ vuốt tóc hành động thu hồi, bởi vì có một cái nữ nhân thật dài tóc, công bằng, chính hảo liền rơi vào phương chính trước mặt trên vắt mì. Cây kia tóc dài là như vậy chướng mắt, giống như là đang dãy dùa, muốn nỗ lực tránh thoát ra mặt mảnh. Bà chủ Phương chính Tự phương chính cũng không nghĩ tới, cái này vẫn thế hương như thế chấp nhất đã không quá bà chủ, liền đi khi dễ càng nhỏ yếu hơn mì sợi, đã không quá bà chủ một đầu ngón tay, dứt khoát liền đi bà chủ một cái đầu phát xuống đến. Tóc này ti hẳn là cũng xem như chiến lợi phẩm A. Dù sao cũng là vận thế hương hào đến tóc. Cái này bất quản có đánh hay không qua được, đánh trước cái đánh thắng một cộng tóc tia, không đạt mục đích thề không bỏ qua chấp nhất cùng liều mạng tinh thần, tự phương chính đều tự giác hổ thẹn không bằng. Rụng tóc, mặt trắng, sưng vù, bà chủ, Ngươi quả nhiên là thần dương hư thể chất Lão thần cung lần nữa thiện tâm nhắc nhở Bà chủ nguyên bản một lần nữa chuyển vì long lanh nụ cười mặt bên trên Lần nữa biến trở về đến sắc mặt hơi hơi lạnh xuống tới Mì sợi bên trong ăn có lẽ phát Ai còn có muốn ăn ăn được đi Ai biết có hay không dính vào da đầu mảnh Mắt thấy tự là lại phải nấu chén thứ tư mì sợi tiết tấu Nhưng bà chủ lần này không có xoay người đi loại kém bốn bát mì Nơi nào có cái gì tóc nhất định là các ngươi nhìn lầm. Nói, bà chủ thế mà trực tiếp đưa tay liền muốn đi lấy đi trên vắt mì tóc, đây là dự định đến cái hủy thi diệt tích. Rút cuộc, ba. Bà chủ đưa qua tới tay, bị Phương Chính bắt lấy, ngay tại Phương Chính vừa muốn nói điều gì thời điểm, hả? Phương Chính ánh mắt kinh ngạc hơi hơi kinh dị một tiếng. Hai cái thủ trưởng da thịt tiếp xúc nháy mắt, bà chủ thủ thường cũng không có tầm thường quỷ vật cái chủng loại kia băng lãnh cùng âm khí thật trét cảm giác thế mà mang theo bình thường người bình thường nhiệt độ cơ thể. Phương Chính rung lên. Hoắc. Phương Chính bỗng nhiên đứng dậy, trước mắt cái này bà chủ không phải quỷ vật, là tam trạng đang chưa diệt đại người sống. Đệ đệ, ngươi nắm đau tỉ tỉ tay. Bà chủ muốn nỗ lực tránh thoát tay, có thể Phương Chính thủ trưởng, tựa như một cái kìm nhổ đinh, chăm chú bóp chặt bà chủ cổ tay. Phương Chính mắt điếc tai ngơ, cũng không có thương hoa tiết ngọc ý tứ, hắn không do dự, một sợi chân khí theo da thịt tiếp xúc, tiến vào bà chủ thể nội. Chân khí xác địch. Hắn ngược lại muốn xem xem, trước mắt cái này bà chủ đến cùng là quỷ vật hay là người sống. TS, thật có lỗi, gần đây cũng thức đêm, hôm nay nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay không có đổi mới, mọi người không cần chờ. Lão thần công nhìn lấy bà chủ đang dãy dụa, phương chính một mực nắm lấy suy yếu nữ tử bà chủ cổ tay không chịu để, mặt bên trên biểu tình kinh ngạc đến ngay người nói không ra lời. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết trước mặt mọi người cưỡng chế bị ổi, vũ nhục phụ nữ, là muốn ngồi 5 năm tới nhà tù sao? Lão thần côn vừa định muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Tiểu huynh đệ, lão thần côn vừa hô lên mấy chữ, đột nhiên, phương chính đáp lấy tại tràng sở có người không có kịp phản ứng thời khắc, đột nhiên bạo khởi. Hô, quyền phong gào thét, áp bách lấy phong cương, thấy không rõ hư ảnh, quyền ấn tượng như một cái trọng chù y, đã hung hăng đập trúng bà chủ bụng. Âm. Một cái trầm muộn tiếng va đập, bà chủ thân thể không chịu nổi trọng chù y, thân thể cung thành tôn hình, người trực tiếp bị nện thành N hình, tại chỗ bay ngược mà lên. Nhưng bởi vì trong đó một cái tay bị phương chính chăm chú bóp chặt, làm bà chủ N hình thân thể bay đến tối cao lúc, răng rắc, một tiếng cốt cách giòn vang, cánh tay trật khớp, người lại bị hung hăng kéo về, phanh, ngửa mặt trùng điệp rơi xuống đất thân thể thống khổ cuộn rút thành một đoàn, mặt lộ thống khổ, thủ trưởng chặt án lấy bụng, miệng thống khổ lớn lên đến lớn nhất, muốn hô lại cái gì đều không kêu được, hai mắt trắng giả, khóe miệng miệng sùi bọt mép đồng thời tràn ra máu tươi. Đây là thương tổn tới nội tạng bộ phận. Cho tới giờ khác này, Phương Chính mới buông ra một mực nắm lấy bà chủ một cái tay khác, trật khớp sau cánh tay bất lực rơi xuống đất. Lão thần côn, ngươi vừa rồi nghĩ nói với ta cái gì? Thời điểm này, Phương Chính mới phản phất là hậu tri hậu giác giống như, sắc mặt có chút lạnh lùng, quay người nhìn về phía đã hoàn toàn bị trước mắt một màn hù đến quên phản ứng lão thần côn. Tiểu huynh đệ, ta mặc dù theo bà chủ bác tự tương xung, nhưng còn không đến mức xuất thủ đánh người trình độ đi, người không biết trí người bị thương nhẹ, là muốn nhập hình ba năm phía dưới tù có thời hạn à, lão thần côn vội vàng chạy tới cứu người. Đây hết thảy đều tới quá đột nhiên. Phương Chính nói ra tay liền xuất thủ, không chút nào cho người ta phản ứng thời gian. Hồi đổ máu. Quả nhiên là người sao. Khó trách dám xuất hiện tại Đại học Thành. Phương Chính có chút để cho người ta nghe không hiểu nói một mình một câu, ánh mắt của hắn có chút hiện ra lãnh quan nhìn trên mặt đất thống khổ cuộn rút thành một đoàn bà chủ. Đại học Thành nơi này, thế nhưng là trụ thành phố đặc thù hành động bộ sao huyệt. Chỉ cần có quỷ vật vừa xuất hiện tại Đại học Thành, lập tức liền sẽ bị phát hiện, tiêu diệt cũng chỉ có người sống mới có khả năng giải thích được đây hết thảy nguyên lai like, ngay tại vừa rồi phương chính đi qua chân khí sát địch liền đã phát hiện bà chủ thân thể có cốt cách có huyết nhục là sống sờ sờ đại người sống chỉ là thể nội có một luồng mịt mờ âm khí tản mát tại toàn thân huyết nhục ở giữa che đậy người sống dương khí dương suy âm thịnh chỉ là không nghĩ tới xuất thủ của hắn thăm dò bà chủ không chịu được như thế nhất kích Hắn lúc trước từng xem qua liên quan tới thi dầu cơm địa án hồ sơ, trên hồ sơ ghi chép có sai ăn thi dầu người, sẽ xuất hiện mấy loại bệnh biến quá trình. Ngày đầu tiên là trong máu xuất hiện không bị tiêu hóa dầu trơn. Ngày thứ hai là trong máu thần bí vật chất bắt đầu ở não trong tổ chức chồng chất, đồng thời đại não xuất hiện héo rút. Ngày thứ ba là đại não tiến một bước héo rút, người biểu hiện ra bạo lực khuynh hướng, bắt đầu giống độc nghiện một dạng đối thi dầu cơm điển nghiện. Thứ tư thiên tính cách đại biến xuất hiện dở hơi hành vi. Ngày thứ năm dở hơi hành vi tăng thêm, người bắt đầu mất nước chứng. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, đi qua đồ ăn đến bổ sung thân thể mất nước chứng dở hơi hành vi, càng ngày càng nghiêm trọng, đối với người biểu hiện ra rất rõ ràng ý đồ công kích. Mà đủ loại này hết thảy, đều chỉ là vì tại trong thân thể dưỡng quỷ. Những cái kia không bị nhân thể tiêu hóa nến dầu, tự như là người không chú ý ẩm thực vệ sinh, ăn nhầm nhập thể nội dung đũa, ký sinh trùng, không ngừng hấp thụ người chất dinh dưỡng làm những cái kia nến dầu tại trong thân thể chồng chất tới trình độ nhất định sau chính là dưỡng quỷ thành công làm nến dầu chủ động tróc rời người thể một khắc này chính là người tử vong thời điểm đây là một cái rất tàn nhẫn tràn đầy bệnh biến quá trình phương chính đi qua chân khí sát địch phát hiện hắn tại bà chủ trong thân thể phát hiện âm khí che đậy dương khí chính là tới từ huyết dịch não tổ chức trong kia chút ít càng để lâu càng nhiều không bị tiêu hóa nến dầu dựa theo bà chủ trong thân thể nến dầu chồng chất trình độ lại thêm biểu hiện ra đủ loại dở hơi hành vi phương chính đoán ra được cái này bà chủ hẳn là vô tội người sống ăn nhằm thi dầu mới biến thành hiện nay cái bộ dáng này bị quỷ vật khống chế bệnh biến trình độ hẳn là tại ngày thứ ba hoặc là ngày thứ tư nhân thể còn không có xuất hiện mất nước chứng còn chưa tới dựa vào đồ ăn đến gắn bó sinh mệnh trình độ thời điểm này tiệm khác nhân viên rốt cục kịp phản ứng bọn họ muốn tới cứu bà chủ, rút cuộc bị phương chính nhất quyền một chân liền tùy tiện đánh ngã. Nhưng vào lúc này, lão thần côn bỗng nhiên kinh hô một tiếng, tiểu huynh đệ cẩn thận sau lưng ngươi. Nguyên bản một mực thống khổ cuốn rút vào trên đất lão bản, thế mà biểu tình quỷ dị đứng. Lúc này nàng, mặt bên trên biểu tình quỷ dị, mang theo dị dạng trắng bệt, không phải loại kia sắc mặt tái nhật tái nhật, mà là giống loại kia ngọn nến dầu trắng bệt trắng bệt, mặt bên trên hiện ra trắng bệt bóng loáng tự hành động cũng có chút cứng ngắc. Bộ dáng này giống như là trong thân thể rót đầy nến dầu, đến mức thân thể hành động cứng ngắc, mở theo thể biểu trong lỗ chân lông tràn ra, để cho người ta nhìn qua mặt bên trên đều là bóng loáng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi luôn cảm thấy tỷ tỷ muốn hại ngươi, tỷ tỷ như vậy thương yêu quý đệ đệ, đệ đệ lại liên tiếp phụ tỷ tỷ một mảnh tâm ý. Lúc này bà chủ tinh thần trạng thái rất không đúng, ánh mắt ai oán, u oán thẳng câu câu nhìn chầm chầm phương chính hô nháy mắt bà chủ trong nháy mắt dết tới mặc dù bà chủ xuất thủ đánh lén trước đây nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú phương chính thời khắc đó đề phòng đối thủ hắn xuất thủ tốc độ càng nhanh tay phải kết thành quyền ấn phục ma kim cương ấn đông một đạo mảnh mai thân ảnh liền phản phất bị đầu tàu lớn đại lực đạo đụng vào hung hăng bị nện bay ra ngoài âm Mảnh mai thân ảnh tự như là một khỏa bị đập bay đi ra vải rách Hung hăng đập bay tiếng quầy đồ nướng trong tiệm Truyền đến từng đợt cái bàn đụng nát thanh âm Cái này bà chủ cũng không phải là tượng sáp người bản tôn Thật sự là quá yếu Thời điểm này, Phương Chính móc ra điện thoại di động Bấm một cái dãy số sau Còn không đợi đầu bên kia điện thoại có người kết nối Phương Chính đã đem điện thoại di động đẩy cho một bên nhìn ra hai mắt trừng thẳng lão thần côn Lão thần côn, đem chúng ta ở vị trí báo cấp trong điện thoại người, để hắn đuổi tại cảnh sát trước khi đến, sớm đuổi tới, ta vừa rồi nhìn thấy có người qua đường đã tại đánh điện thoại báo cảnh sát. Phương chính chỗ bấm điện thoại, chính là phí đội trưởng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không cần phiền đến phút tiên sinh. Phương chính sau khi nói xong, bất quản lão thần côn có nghe hay không rõ ràng hắn, đã dẫn đầu đi vào quầy đồ nướng trong tiệm. Xoạt. So trước khi vào cửa, thuận tiện đem cửa hàng cuốn kéo cửa kéo xuống, triệt để ngăn cách ngoại giới sở hữu ánh mắt. Âm. Âm. Đông. Lão thần côn bưng lấy điện thoại di động, nhất thời đang lúc có chút mờ mịt, không biết làm sao, chỉ có thể nghe được trong tiệm truyền đến liên hệ có cái gì ngã nát, và chạm thanh âm. Đệ đệ, tỷ tỷ thân thể đau quá. Ngươi, làm đau tỷ tỷ. Đồ vật ngã nát thanh âm bên trong, còn nương theo có bà chủ bị đau, u oán thanh âm. uy Là phương chính sao? Phương Chính ngươi tại sao không nói chuyện? Vừa đúng lúc này, Phương Chính đẩy cho lão thần côn điện thoại di động trong ống nghe, truyền ra một người nam nhân thanh âm. Chính là phí đội trưởng thanh âm. Âm âm. Lão thần côn cầm điện thoại di động còn chưa kịp nói chuyện, quầy đồ nướng chỗ thuê tầng lầu lầu hai khu dân cư cửa sổ, đột nhiên nổ tung, có một đạo nữ nhân thân ảnh, một thân là máu tươi, đâm đầy pha lê toái phiến, muốn đoạt cửa sổ mà chạy. Chính là tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi bà chủ. Rút cuộc, bà chủ vừa mới trốn tới, theo đụng nát cửa sổ sau, như quỷ lấy tay giống như đột nhiên vươn ra một cái tay, bắt lấy bà chủ một chân mắt cá chân, lần nữa đem bà chủ kéo ngược lại công trình kiến trúc bên trong. Bà chủ làm ra dãy dùa, song tay nắm lấy cửa sổ, song thủ bị toái sắc bén pha lê cắt đứt đến đầy tay máu tươi, máu thịt be bét. Có thể đây hết thảy đều là phí công, nàng thân thể, vẫn như cũ còn tại từng chút từng chút bị kéo ngược lại gạt bỏ. Một giây sau, bà chủ thân thể liền theo cửa sổ biến mất, bị kéo lại tiếng kiến trúc bên trong, sau đó vang lên một tiếng phanh vang lớn, phản phất cảm nhận được công trình kiến trúc đều rung động xuống, tự như là lầu hai có một bức vách tường sụp đổ. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, vậy liền đứng yên đừng nhúc nhích, để ta đánh chết ngươi. Yêu ta, cũng không cần tránh. Để ta như lần trước một dạng đánh chết ngươi. Ngươi nhìn, Ngươi không yêu ta, ngươi lại tránh qua, tránh né, tới tới tới, ngươi không phải nói muốn đem ta chế tác thành tượng sáp ngươi, bối phận đều bồi tại bên cạnh ngươi à, ta người bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi làm sao một mực tại trốn, nhìn, ngươi căn bản cũng không yêu ta. Uy. Uy. Là phương chính à, ngươi bên kia truyền đến chiến đấu động tĩnh, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Lão thần côn bị trước mắt một màn cả kinh tạm thời quên hồi âm điện thoại đầu điện thoại bên kia phí đội trưởng, một mực tại hô. Mấy phút đồng hồ sau. Trong phòng động tĩnh dần dần quay về yên bình. Lúc này Đại học Thành đã sớm bị chói tai tiếng còi cảnh sát đánh vỡ bóng đêm yên bình. Có không ít người nghe được động tĩnh vây quanh tụ tới, nhưng đều bị phụ trách bên ngoài cảnh giới cảnh sát, ngăn ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Xoạt. Quay đồ nướng cuốn kéo cửa một lần nữa kéo, một đạo thân ảnh, dẫm lên một chỗ phế tích cùng cái bàn mẫu thủy tinh toái phiến chậm rãi dạo bước mà ra chính là phương chính trên vai của hắn còn khiêng một bộ y sam rách rưới tóc tai bù xù vết thương đầy người nữ nhân thân thể chính là quầy đồ nướng tuổi trẻ bà chủ lúc này bà chủ hai mắt trắng giả thân thể mềm mại không có tri giác đã bất tỉnh đi người còn có yếu ớt khí tức đồng thời không có tử vong mà sau lưng phương chính trong tiệm là một mảnh hỗn độn giống như long quyển phong quét ngang qua phế tích, ngã sắp xuống cái bàn, sụp đổ vách tường, còn có sập rơi xuống trần nhà, đầy đất gạch đá cùng xi măng khối, bụi mù đầy trời, cái này dọa người tràn cảnh, tự như là vừa bị bom nổ tung quá một dạng. Phương Chính khiêng bà chủ đi ra cửa hàng sau, để nhất nhãn lại nhìn thấy một mực chờ tại ngoài tiệm phí đội trưởng này trương người quen cũ gương mặt. Phí đội trưởng vừa nhìn thấy Phương Chính đi ra, lập tức quan tâm hỏi thăm Phương Chính phí đội trưởng ta không sao, có việc hẳn là nàng mới đúng. Phương Chính buông xuống trên đầu vai khiên bà chủ, thời điểm này, phí đội trưởng bên người lập tức có người tiến lên một bước, chủ động tiếp nhận bà chủ thân thể. Phương Chính chỉ là dương mắt nhìn một chút đối phương, sau đó đem bà chủ truyền cho đối phương. Khổ cực, Phương Chính lễ phép tính mỉm cười. Đối phương cũng là rất hòa thuận gật đầu. Sau đó, Phương Chính bắt đầu hướng phí đội trưởng giao phó nơi này phát sinh tình huống. Nàng hẳn là ăn nhầm thi dầu, sau đó bị quỷ nhập vào người, vì lẽ đó trên thân mới có thể xuất hiện dở hơi hành vi. Nàng thân phận bị ta vạch trần sau, đột nhiên sớm tăng tốc bệnh biến, trên thân âm khí tăng nhiều, đối ta khởi sướng tập kích. Phương chính, nửa thật nửa giả, tận lực giấu giếm rất bộ phận chi tiết, nhưng lời nói bên trong chủ chốt ý tứ cũng không có giấu giếm, cái này đích xác là cùng một chỗ theo thi dầu cơm địa án liên quan lại cùng nhau vụ án nghe xong là cùng thi dầu cơm địa án có liên quan vụ án, quả nhiên, phí đội trưởng trên mặt thần sắc, lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng. Cái này thi dầu cơm địa án tượng sáp người, vẫn luôn rất giảo hoạt, chưa bao giờ hiện thân quá, hết lần này tới lần khác lại cực kỳ ẩn nấp, dễ khuếch tán, nguy hại lại miệng lớn. Đã trở thành trụ thành phố một hại. Phí đội trưởng, cái này bà chủ thể nội ăn nhầm thi dầu, đều đã bị ta xua tan sạch sẽ, không quá nàng thân thể thụ thương có chút nghiêm trọng vì phòng ngừa máu chảy quá nhiều bị sốc mà chết đề nghị hay là mau chóng đưa trong bệnh viện cứu chữa nói đến đây lúc phương chính ngón tay chỉ sớm đã chờ ở bên xe cứu hộ đối với đặc thù hành động bộ mà nói đối với xử lý giống trước mắt cái này tràn cảnh bọn họ đã sớm trải qua không ít vì lẽ đó ngay từ đầu liền có xe cứu hỏa xe cứu hộ xe cảnh sát tất cả đều trình diện thời điểm này sớm đã có cảnh sát kéo cảnh giới tuyến phòng cháy quan binh bắt đầu tiến vào trong tiệm bài trừ an toàn ẩn tình phòng ngừa tạo thành hai lần ngộ thương xe cứu hộ cũng đã kéo lên bà chủ chạy như bay hướng bệnh viện trên đường phí đội trưởng nghe được phương chính đã xua tan sạch sẽ bà chủ trong thân thể nến dầu lúc này trương lâu dài chiến đấu tại thứ hạng nhất cương nghị trên gương mặt lúc này thế mà xuất hiện giật mình cùng rất là ngoài ý muốn biểu tình phương lão đệ ngươi nói một mình ngươi liền xua tán đi trong cơ thể nàng thi dầu đúng vậy a à, làm sao cái này thi dầu rất khó xua tan sao Phương Chính không hiểu nhìn về phía phí đội trưởng Hắn chỗ tu luyện nội khí Vốn là những này quỷ vật trời sinh khắc tinh Vừa có chân khí sát địch Hiểu rõ hết thảy Như kính hiển vi dưới bị phóng đại cắt miếng Để u ám chi vật không chỗ có thể ẩn nấp Lại có những này tà ma âm độc chi vật khắc tinh nội khí Vì lẽ đó Đối với hắn người mà nói xem như bệnh giữ giống như Dung nhập người huyết dịch Tại trong thân thể rất khó xua tan đến dầu đối với Phương Chính mà nói, ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao trong cơ thể hắn khí huyết cùng thần cương chân khí, đối với những này quỷ vật, tự là một tòa hừng hực thiêu đốt đại hỏa lô. Hắn vừa rồi không chỉ có xua tán đi bà chủ thể nội nến dầu, thuận tay còn cắt trao hẹ đến một sợi phổ thông hồn khí. Lấy nhân thể dưỡng quỷ, bản thân liền là một cái quỷ vật. Bất quá, Phương Chính cũng không có trị liệu bà chủ thân thể, lo lắng hội bại lộ quá nhiều bí mật phí đội trưởng không phải rất khó xua tan mà là giống tay ngươi nhanh nhanh như vậy cơ hồ không ai có thể làm được phí đội trưởng cảm giác chính mình mỗi lần theo phương chính gặp mặt phương chính luôn có thể mang đến cho hắn không nhỏ giật mình lần thứ nhất giật mình là phương chính thay phúc tiên sinh kim chức đi âm về sau giật mình càng là liên tục không ngừng xuất ngoại rút lui kiều bào trong thời gian ngắn trở thành già du sứ cùng lần này mỗi một lần gặp mặt thật đúng là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn không nhỏ a à? có thể nào không một lần nữa xem kỹ phương chính đồng thời phí đội trưởng cũng càng phát minh uổng phí đến phương chính vì sao lại bị phúc tiên sinh coi trọng như vậy phương lão đệ không biết ngươi gần đây có thời gian hay không phí đội trưởng bỗng nhiên ánh mắt có chút chờ mong nhìn lấy phương chính phương chính trong lòng nhất động làm sao hắn mặc dù đã đoán được phí đội trưởng lời kế tiếp muốn nói gì nhưng vẫn là muốn tiến một bước chứng thực nếu như phương lão đệ ngươi gần đây không bận rộn, có thể hay không tới giúp một cái tay, thay chúng ta trị liệu một đám đặc thù bệnh nhân, phí đội trưởng thành khẩn đưa ra mời. Phí đội trưởng là dự định để ta hỗ trợ trị liệu những cái kia ăn nhầm thi dầu người. Đúng vậy. Phương Chính vừa được đến phí đội trưởng khẳng định trả lời chắc chắn, hắn không có quá nhiều da mồm. Mấu chốt là trị bệnh cứu người đồng thời, còn có thể thuận tiện quan minh chính đại nhổ lông cừu. Đây là nằm trong nhà, đều có hồn khí tự động đưa đến cửa trên đời này không còn so với đây càng nhẹ nhõm kiếm tiền phương chính đồng ý phí đội trưởng mời phí đội trưởng cái này đôi ngày ta tùy thời có rảnh không biết phí đội trưởng thời gian nào cần ta phương chính đáy lòng chờ mong không kịp chờ đợi liền muốn trong đêm nhổ lông cừu phí đội trưởng ngày mai ban ngày có rảnh không ách chẳng lẽ không phải là buổi tối hôm nay lập tức cứu người sao phương chính một mặt chờ mong Phí đội trưởng nghe xong cảm động, cảm xúc rất nhiều, chân thành đạo tâm địa phương lão đệ, ta trước thay các bệnh nhân cảm tạ phương lão đệ có lòng. Ta bên này trước muốn xin, vì phương lão đệ xử lý một tấm thông hành chứng, đại khái tại buổi sáng ngày mai 7 giờ khoảng chừng, ta tự mình đi qua tiếp phương lão đệ ngươi. Phương Chính trong lòng nhất động, nhìn giống như lơ đãng hỏi một chút, không biết những cái kia ăn nhầm thi dầu người bình thường, hiện tại cũng ở nơi nào tiếp nhận trị liệu phí đội trưởng thành thật trả lời trụ thành phố thiết lập có mấy chỗ khu cách ly bởi vì trụ thành phố bệnh viện nhân dân chữa bệnh thiết bị tân tiến hơn vì lẽ đó một bộ phận người bị cách ly khống chế tại trụ thành phố quân phân khu an bài cứu chữa một nhóm người khác bị ngăn cách bởi trụ thành phố bệnh viện nhân dân chờ ta sau khi trở về liền lập tức vì phương lão đề xin một tấm thông hành chứng đến lúc đó phương lão đề trợ giúp chúng ta phụ trách trụ thành phố bệnh viện nhân dân có phương lão đề tương trợ trụ thành phố Bệnh viện Nhân dân Tư Nguyên liền có thể phân ra nhất đại bộ phận chi viện quân chia khu. Đến lúc đó hai bút cùng vẽ, hai đầu nở hoa, nhất định có thể sớm ngày chữa trị tốt những cái kia chịu đủ ống đau tra tấn bệnh nhân. Nghe xong phí đội trưởng, Phương Chính trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên. Những này ăn nhầm tượng sáp người nến dầu người, ngay tại Bệnh viện Nhân dân bên trong. Nằm viện trong đại lâu súng ống đầy đủ võ cảnh, tự là tại phụ trách cách ly những đặc thù đó bệnh nhân ta hấp thu đến nhân sinh luồng thứ nhất hồn khí, tự là tại trụ thành phố bệnh viện nhân dân. Này sợi hồn khí hẳn là đến từ bệnh viện nhân dân ở đây lấy cái đám kia đặc thù bệnh nhân Tại phí đội trưởng đặc thù chiếu cố xuống Phương Chính đơn giản kết thúc xong khẩu cung Đang chuẩn bị muốn cách lái thời điểm Hắn nhìn thấy trên mặt bàn chén kia đã lạnh rớt, nổ mặt Cùng xem như báo án người Tạm thời bị cảnh sát khống chế Một mực ngồi tại bên cạnh bàn không có rời đi lão thần côn Lão thần côn vừa thấy được phương chính Tự vội vàng đứng dậy quan tâm hỏi thăm Tiểu huynh đệ ngươi không có sao chứ Vừa rồi tìm ngươi nói chuyện những người kia Làm sao không có mặt cảnh phục Bọn họ cũng là cảnh sát sao Phương chính chỉ là mơ hồ ừ một tiếng Sau đó tại bên cạnh bàn ngồi xuống Lão thần côn không hiểu nhìn lại Hắn coi là phương chính làm tốt khẩu cung Liền có thể lập tức trời đi Tại sao lại lần nữa ngồi xuống tới Sau đó, lão thần côn liền hai con mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn thấy Phương Chính Nâng, lên đã lạnh rớt, nổ mì sợi, hấp trượt ăn một miếng. Chờ nhắm nuốt nuốt vào trong miệng mì sợi sau, Phương Chính rồi mới lên tiếng, lãng phí lương thực là cái không tốt thói quen, lão thần côn đến, ngươi giải quyết thiêu nướng, ta đến giải quyết mì sợi. Lão thần côn vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc, tiểu huynh đệ, ngươi liền không lo lắng bà chủ cho chúng ta hạ độc. Vừa rồi tiểu huynh đệ ngươi không phải còn nói này Nướng nấm hương là tự cây nấm à Làm sao này lại lại chính mình ăn được Lão thần công phiền muộn nói ra Phương chính cũng không biết Nên làm sao theo lão thần công giải thích Trong này phức tạp tình huống Liền nói để lão thần công yên tâm ăn Kỳ thật Khi biết được bà chủ không phải tượng sáp người Còn chưa hoàn toàn biến thành tượng sáp người Lúc phương chính liền đã biết Mặt này bên trong cũng không có nến dầu Nửa tháng trước Lần thứ nhất ăn vào chén kia mặt có hay không nến dầu Cũng là chính thi dầu Phương Chính cũng không biết Nhưng lần này Phương Chính lại biết Trong mì cũng không có nến dầu Bà chủ là thật hạ bát mì cho hắn trễ Bởi vì đồ vật đều sớm đã lạnh rớt Ăn tự nhiên không có cái gì cảm giác Phương Chính cùng lão thần côn hai ba lần lại giải quyết ăn Sau nửa đêm không nói chuyện Sáng sớm hôm sau 7 giờ Một cổ chính phủ bản số SUV đến trong thời gian làm việc, thành thị giao thông hỗn loạn trước, lái vào trụ thành phố bệnh viện nhân dân bên trong. Mặc dù trên xe treo chính là chính phủ biển số xe, nhưng trụ thành phố bệnh viện nhân dân thẩm tra nghiêm ngặt, xe tại nơi cửa bị chặn lại kiểm tra giấy chứng nhận. Mà thật vừa đúng lúc, hôm nay ngăn lại xe thông lệ kiểm tra, thế mà tự là mấy tháng trước, từng ngăn lại phương chính tên kia 1 mét 8 đôi chân dài binh ca ca. Hắn nhìn chầm chầm vào phương chính nhìn, cũng cảm giác phương chính gương mặt này có chút quen mắt có thể bị hắn khắc sâu nhớ mặt khẳng định là không lâu mới gặp qua mà khẳng định tại hắn trên thân phát sinh qua cái gì mới có thể để cho hắn vẫn nhớ đối phương gương mặt kia bất quá thân là quân nhân tốt đẹp tính kỷ luật để hắn không hỏi không nên hỏi vấn đề kiểm tra xong giấy chứng nhận sau lại cho đi xe cộ một mực đến chờ suv lái vào trong bệnh viện sau này danh binh ca ca giống như nghĩ đến cái gì kinh ngạc trở lại nhìn một chút sau lưng chạy nhanh viễn SUV. Lúc này, có đồng bạn nhìn ra bọn họ mặt bên trên biểu tình biến hóa, hỏi có phải hay không có cái gì dị thường phát hiện. Xe kia bên trên có một người ta hình như lần trước gặp qua, ta nhớ được hắn lần trước tìm đến khoa tiêu hóa tống kiệt chủ trị bác sĩ. Đồng bạn thấp giọng hỏi, ngươi không có nhận lầm. Chiếc xe kia thông hành chứng là đến từ đặc thù hành động bộ, những người kia liên hệ đồ vật, không phải người, mà là nằm viện lầu bên trong những đặc thù đó bệnh nhân khoa tiêu hóa theo đặc thù hành động bộ người một có phải hay không lại là cái gì đặc thù bệnh nhân được đưa tới nằm viện lầu đôi người vừa thảo luận xong vô ý thức cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau rút cuộc đôi người trực tiếp trầm mặt, bọn họ quả nhiên thấy phương chính theo phí đội trưởng một đoàn người tiến nhập nằm viện lầu phí đội trưởng đi phía trước phương chính theo sau lưng phí đội trưởng đi tại cái khác mấy tên đặc thù hành động bộ thành viên bên trong, có thể không phải liền là xem như bị giam giữ bộ dáng. Còn kém đeo lên còng tay thêm chân còng. Đây là phương chính tự linh khí khôi phục sau, lần đầu tiến vào bệnh viện nhân dân, tại quá trình này, không khỏi liền có chút hiếu kỳ dò xét chung quanh. Đầu tiên ngay tại nằm viện lầu cửa, đại sảnh, nhìn thấy một tên súng ống đầy đủ vỏ cảnh, ánh mắt sắc bén giống một cây đao, cảnh giác đánh giá ra ra vào vào mỗi người phí đội trưởng, nơi này phòng thủ nghiêm mật như vậy là bởi vì những cái kia ăn nhầm nến dầu đặc thù bệnh nhân liền đều bị cách ly khống chế tại nằm viện trong đại lâu sau, Phương Chính hỏi. Tại mấy tháng trước, nằm viện cao ốc vẫn chỉ là mấy tên võ cảnh phụ trách cảnh giới, chủ muốn phòng bị có người bình thường đi loạn. Nhưng từ lần trước có một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, tại phòng khám bệnh cao ốc đăng ký, kém chút bị hắn vùng trồng xâm nhập nằm viện cao ốc, kém chút bị hắn phát hiện đến khu cách ly bí mật, về sau nằm viện trong đại lâu phòng bị cường độ trực tiếp tăng cường mấy cái đẳng cấp, phí đội trưởng vừa đi vừa nói chuyện, một đám chúng nhân tiến bước chân tại nằm viện đại lâu trống trải hoàn cảnh xuống, càng rõ ràng. Có người kém chút xâm nhập, Phương Chính hơi kinh ngạc. Nói đến đây, Phương Chính bỗng nhiên mặc lộ mấy phần cổ quái thần sắc, bởi vì hắn trong đầu vô ý thức hiện ra tên kia tại leo tường diễn đàn bên trên, thời gian thực theo dõi đưa tin trụ thành phố bệnh viện nhân dân tình huống thiếp chủ cái này sẽ không phải thật là cùng một người a à. phí đội trưởng người kia tại phòng khám bệnh cao ốc đăng ký ý đồ lẫn vào nằm viện cao ốc hắn treo phải là cái gì khoa bệnh gì phương chính sở dĩ hỏi phòng là bởi vì hắn nghĩ tới phiên tường diễn đàn bên trên người kia tiểu thuyết lúc trước người kia đã từng tại diễn đàn đã nói đến là đến bệnh viện nhân dân đăng ký làm kiểm tra sức khỏe thừa cơ tìm hiểu thăm tàn tại bệnh viện nhân dân bên trong bí mật rút cuộc bí mật không có dò thăm chính mình ngược lại bị thầy thuốc kiểm tra ra có tới bệnh này đức quản trị liệu hơn một tháng lại một mực khó mà mở miệng từ trước tới giờ không nói mình bị tra ra chính là bệnh gì tiểu trương ta nhớ được lần trước người kia là người phụ trách theo vào hắn lúc ấy là treo cái gì phòng bệnh gì tới phí đội trưởng quay đầu hỏi hướng một người đồng đội được xưng tiểu trương là tên da thịt có đen một chút, 27-28 tuổi khoảng chừng nói ít nam tử. Tiểu Trương vốn là muốn há miệng nói chuyện, nhưng mắt nhìn trong đội ngũ có nữ tính thành viên tại, hắn trầm mặt xuống, lúc này mới nói một câu, 90% nam nhân tại trước khi kết hôn đều muốn đi một bộ lưu trình cái kia bệnh. Liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Nghe xong Tiểu Trương, đội ngũ bầu không khí lâm vào ngắn như vậy tạm mấy giây xấu hổ. Tê hô. Phương Chính hít sâu một hơi, Quả nhiên, chủ thuyết bệnh bị giới bằng hữu nhóm đều đoán trúng. Đội ngũ trong kia tên duy nhất nữ tính đội viên, nhìn xem tiểu trương, nhìn nhìn lại phí đội trưởng theo những người khác, nhìn mọi người một chút xa vào chỉnh tề trầm mặt, nàng không hiểu ra sao. Như vậy đến cùng là bệnh gì, nhu cầu 90% nam nhân tại trước khi kết hôn đều muốn đến bệnh viện trị liệu. Chẳng lẽ là buộc ga Hình như cũng không đúng. Vừa nói xong, cái này nữ tính đội viên kịp phản ứng, cũng cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hà Lệ, làm việc cùng trách nhiệm mặc dù trọng yếu, xem như một người nữ hài tử, ngoại trừ làm việc bên ngoài, còn có rất nhiều người sinh lộ cũng muốn đi nếm thử đi một chút, tình cảm thế giới sung mãn người, mới đổi mới có xã hội trách nhiệm tâm, người nên tại sau khi làm việc, thử giao một người bạn trai, phong phú chính mình tình cảm thế giới. Phí đội trưởng hướng danh nữ đội viên, lời nói thấm thiết căng dặn một câu. Bị gọi là Hà Lệ đặc thù hành động bộ nữ thành viên, người đứng tại nguyên chỗ mặt bên trên biểu tình càng thêm mờ mịt tại trong lúc này phương chính ngược lại một mực bảo trì rất yên tĩnh giả tái nhìn hai bên một chút không nói gì đây là người khác trong đội ngũ nội vụ phương chính cũng không thuộc về chi này trong đội ngũ người vì lẽ đó ngược lại không thể tùy tiện nói tiếp đi khó xử trò chuyện một hàng mấy người tiếp tục tiến lên cái này trên đường đi phương chính đều là hiếu kỳ dò xét chung quanh toàn bộ nằm viện trong đại lâu đều là cảnh giới xâm nghiêm. Rất nhanh, Phương Chính lại chú ý tới một cái chi tiết, làm tiến vào thang máy sau, trong đó F-18, F-19 hai tầng lầu thang máy ấn phím, là màu xám, vô pháp ấn xuống. Mà cái này 18 tầng, 19 tầng vị trí, liền đúng tại cả tòa nằm viện đại lâu bên trong hai tầng. Trong thang máy có dán tầng lầu bản vẽ mặt phẳng, Phương Chính ánh mắt thoáng nhìn, Phát hiện đó là bản vẽ mặt phẳng đã bị đổi quá, thay đổi thành mới bản vẽ mặt phẳng, bởi vì màu sắc nhìn qua còn rất tân. Tại mới bản vẽ mặt phẳng bên trên, F18, F19 hai tầng đều là viết thi công cải tạo mấy chữ, ngược lại là F17 cùng F20 có chút kỳ quái. F17, phổ ngoại khoa 2, phổ ngoại khoa 3. F20, tiêu hóa nội khoa, nội tiết khoa. Không có so sánh, nhìn như vậy đi lên, tự hồ rất bình thường có thể trái lại những tầng lầu khác đến tiến hành so sánh, liền có thể phát hiện đến vấn đề. F16, phổ ngoại khoa 1. F15, khối u ngoại khoa. F14, bí tiểu ngoại khoa. Như thế xem xét, liền lập tức nhìn ra vấn đề. Những tầng lầu khác đều là một phòng lầu một tầng. Duy chỉ có đến tầng 17 cùng tầng 20 là hai cái phòng lăn lộn hợp nhất cái tầng lầu. Đồng thời tầng 18 cùng tầng 19 thế mà lấy thang máy không đến được. Thoáng một suy tư, lại không khó nghĩ đến, đây là có phần ngoài lực lượng, đem tầng 18 cùng tầng 19 hai tầng phòng, hợp nhất đến còn lại hai tầng. Phổ ngoại khoa 3, hẳn là nguyên bản thứ tầng 18. Nội tiết khoa, hẳn là nguyên bản thứ tầng 19. Lúc này, Phương Chính đâu còn có thể không biết, chỉ sợ hắn chuyến này chỗ cần đến, hẳn không phải là tại tầng 18 tự là tại tầng 19. Phương Chính suy đoán này, rất nhanh lại đạt được nghiệm chứng. Làm bọn họ ngồi thang máy đi vào tầng 20 sau, một đoàn người bắt đầu đi dưới bậc thang lầu Thông hướng tầng 19 hành lang cũng tương tự có võ cảnh thủ vệ Đi qua tầng tầng kiểm tra Một đoàn người mới rốt cục thành công tiến vào chân chính thứ tầng 19 Tiến vào tầng 19 Đầu tiên là cửa bị một đào thật dày đánh bóng pha lê tường ngăn cách Làm ngoại giới không cách nào thấy rõ đánh bóng pha lê sau tình huống Phương Chính cảm thấy những này pha lê cũng đều là cương hóa đánh bóng pha lê. Mà tại cương hóa đánh bóng pha lê trước, còn có một cái bảo vệ thất, mọi thời tiết đều có ít nhất ba tên bảo đảm vệ nhân nhân viên tại giá trị cương vị. Phương Chính ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía ba người này. Hắn tại ba người này trên thân, đã nhận ra đến từ người tu hành bàn bạc sinh mệnh tinh nguyên chi khí. Tại trải qua rừng ra kiểm tra sau, một đoàn người mới được cho đi, chỉ thấy trong đó một tên bảo đảm vệ nhân nhân viên tại bảo vệ thất đưa vào mật mã sau, cương hóa đánh bóng pha lê tường bên trong một cái kính cường lực mở ra. Để Phương Chính đi theo phía đội trưởng tiến vào bên trong sau, mới phát hiện, phía sau là có khác thiên địa. Đây là một cái đi qua chuyên môn cải tạo, bị cô lập ra từng cái phòng đơn pha lê phòng cách ly trị liệu khu. Theo đi qua kính cường lực môn bắt đầu, lọt vào trong tầm mắt chỗ liền đều là những này phòng đơn pha lê phòng, lít nha lít nhít, cô lập ra rất nhiều phòng đơn. Vẹn vẹn là trước mắt chỗ nhìn ra, liền vượt qua không xuống thập đang lúc pha lê phòng đơn là tứ phía tất cả đều là kính cường lực chế tạo kiên cố như sắt thép pháo đài viên đạn đều khó mà đánh xuyên thì càng không nói đến lấy nhân lực phá hủy mà tại những này kính cường lực phòng đơn bên trong để đặt lấy từng trương giường bệnh mỗi tấm trên giường bệnh đều nằm một người bệnh nhân những này bệnh nhân có nam có nữ trẻ có già có giờ phút này tất cả đều bị đánh thuốc an thần đồng thời trói buộc tại trên giường bệnh giường bệnh bên cạnh còn để đặt có từng đài tinh vi máy móc trên dụng cụ biểu hiện đều là chút ít phương chính xem không hiểu chuyên nghiệp số liệu, xem như tại thời khắc đó giám thị lấy trên giường bệnh bệnh nhân thân thể khỏe mạnh tình huống. Bất quá, rất hiển nhiên, những này bệnh nhân tình trạng cơ thể đồng thời không tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì đánh thuốc an thần quan hệ, hai mắt ngốc trệ, sắc mặt rất tái nhợt, không phải phổ thông tái nhợt, là loại kia nến dầu bôi mặt tái nhợt. Trong lúc đó, còn có không ít nhân viên y tế vội vàng mà qua, đứng tại kính cường lực bên ngoài, cầm máy tính bản ghi chép mỗi cái bệnh nhân tình trạng cơ thể. Đi qua nội bộ Internet, hợp thời thượng truyền đến kho số liệu giám sát. Mà lúc này, Phương Chính cũng phát hiện đến một cái chi tiết, đó chính là mỗi cái phòng đơn kính cường lực hình như đều là đơn hướng thấu thị kính cường lực, nhân viên y tế đứng tại pha lê bên ngoài, trên giường bệnh bệnh nhân thế mà không có chút nào phản ứng. Phương Chính trên đường đi đều là lặng im đi theo, cũng không có hỏi nhiều vì cái gì. Một đoàn người một đường hướng tầng 19 càng thâm nhập khu vực tiến về. Những nhân viên y tế kia, khả năng đối với phí đội trưởng đám người gương mặt sớm đã quen thuộc, cũng không có người tiến lên chào hỏi, mà là các ti kỳ chức, yên tĩnh làm lấy riêng phần mình làm việc. Ưm. Ừ. Bỗng nhiên, Phương Chính hơi hơi kinh ngạc kinh hãi ồ lên một tiếng, xem như nhìn thấy cái gì làm hắn cảm thấy kinh ngạc tràn cảnh. Tại Phương Chính trước mắt, xuất hiện một cái pha lê phòng đơn này pha lê phòng đơn bên trên, bày khắp huyết trưởng ấn, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Tứ phía đơn hướng thấu thì kính cường lực bên trên đều là huyết trưởng ấn, kéo ra thật dài dấu vết, tàn nhẫn, huyết tinh, khủng bố, cho người ta mang đến mãnh liệt thị giác trung kích. Phòng đơn bên trong giường bệnh, chữa bệnh thiết bị đổ một chỗ, bị nện thành một chỗ nhựa plastic toái phiến, còn chưa kịp thanh lý, mà nguyên bản phòng đơn bên trong bệnh nhân đã không thấy. Đây là phương chính từ trước đến nay đến F19 sau, cái thứ nhất nhìn thấy không có bệnh nhân pha lê phòng đơn, chẳng lẽ là có bệnh nhân trốn ra khu cách ly. Chuẩn bị adrenaline, bệnh nhân nội tạng bộ phận suy yếu nghiêm trọng, đã tiến vào sắp chết trạng thái. Bệnh nhân huyết áp quá thấp, đã tiến vào mất huyết tính bị sốc, huyết tương tới rồi sao, bệnh nhân lập tức nhu cầu tiến hành truyền máu, nếu không không cần chúng ta tiêm vào adrenaline, bệnh nhân chính mình liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nguyên Thanh, Lão Văn, chúng ta cùng một chỗ phối hợp, chúng ta nhất định phải theo tử thần thi chạy, các ngươi phụ trách xử lý bệnh nhân ngoại thương bộ vị, kịp thời cầm máu, ta đến ổn định bệnh nhân nội tạng bộ phận tiếp tục suy yếu. Huyết tương, huyết tương, đáng chết, làm sao huyết tương còn chưa tới? Từng tiếng gấp rút thanh âm, truyền vào phương chính mạng nhĩ. Phương chính thần sắc kinh ngạc, nghe cái này lời thoại nội dung, nơi này ngoại trừ cách ly bệnh nhân bên ngoài, còn có phụ trách cứu chữa mặt khác bệnh nhân. Phí đội trưởng nghe được này từng tiếng dồn dập thanh âm, nhíu mày lại, mặt bên trên có lãnh sắc, tăng tốc cước bộ. Những người còn lại bao gồm phương chính ở bên trong, cũng tăng tốc cước bộ đuổi theo. Phí đội trưởng mấy người tự hồ đối với tình huống nơi này rất quen thuộc, cũng đối loại này đột phát tình huống có chỗ quen thuộc, chỉ gặp bọn họ không hỏi nhân viên y tế, trực tiếp hướng đồng một cái phương hướng chạy tới. Đó là một cái có khác với pha lê phòng đơn phòng phẫu thuật. Đi qua phòng phẫu thuật pha lê, có thể nhìn thấy bên trong đang có 6-7 người đang toàn lực cấp cứu một người. Được cấp cứu người kia, mặc trên người quần áo bệnh nhân, thế mà theo phương chính trước đây nhìn thấy, pha lê phòng đơn bên trong những cái kia bệnh nhân trên người quần áo bệnh nhân giống như đúc. Cái này được cấp cứu thân phận của bệnh nhân, đã miêu tả sinh động. Này bệnh nhân toàn thân đều là máu tươi, máu me đầm đìa quần áo bệnh nhân, bị thầy thuốc cắt bỏ sau tiện tay ném xuống đất, mà chảy nhiều như vậy huyết này bệnh nhân đã sớm sa vào bị sốc hoàn toàn không có tri giác này mấy cái danh y sinh cùng y tá đang toàn lực cấp cứu đây chính là một cái mạng bọn họ tại cùng tử thần thi chạy cứu người bên trong tình huống như thế nào phí đội trưởng đi vào bên ngoài phòng giải phẫu mắt nhìn trong phòng giải phẫu tình huống sau tìm đến một người phụ trách người nhìn lấy trước mắt cái này tại phí đội trưởng trước mặt không dám thở mạnh một cái địa trung hải lão nam nhân Phương Chính cũng cảm giác đối phương gương mặt này rất quen thuộc, hình như tại chỗ nào gặp qua. Tự như là bệnh viện nhân dân phó viện trưởng. Sở dĩ có ấn tượng là bởi vì những này lãnh đạo thường thường sẽ xuất hiện tại tin tức hoặc bản địa công chúng hào. Địa Trung Hải đầu phó viện trưởng vội vàng giải thích, hiện tại nằm tại trên bàn giải phẫu bệnh nhân, là hôm qua vừa chuyển qua tới, chuyển tới cũng đã là ăn nhầm nến dầu ngày thứ bảy, bệnh tình cực kỳ không ổn định. Lúc đầu ngay từ đầu, chúng ta đã khống chế lại cái này bệnh nhân bệnh tình đi qua một đêm khống chế bệnh tình đã ổn định lại sau đó dự định hôm nay liền an bài nhập cưỡng chế trị liệu trong danh sách nhưng ngay tại sáng nay cái này bệnh nhân có thể là thân thể sức miễn dịch mạnh hơn thường nhân theo thuốc an thần trong giấc ngủ sớm tỉnh lại bởi vì người đã tiến vào ngày thứ bảy giai đoạn bạo lực công kích khuynh hướng đều mười phần nghiêm trọng đã hoàn toàn đánh mất lý trí cùng cảm giác đau hắn theo trên giường bệnh tránh thoát bắt đầu không muốn mạng tự mình hại mình, muốn theo cách ly đang lúc trốn tới. Dựa theo phó viện trưởng tiếp xuống nói, mỗi cái pha lê phòng đơn đều có chuyên môn giám sát hệ thống cùng cảnh báo hệ thống. Bên kia vừa có động tĩnh, bên này lập tức phát hiện, lập tức áp dụng khẩn cấp biện pháp. Nhưng bọn họ chế phục bệnh nhân lúc, hay là đã chậm một bước, bệnh nhân bởi vì mất máu quá nhiều, lại thêm bệnh tình tiến vào ngày thứ bảy, nến dầu cơ hồ bám vào toàn thân tất cả đại bộ phận cùng huyết dịch, huyết dịch ứ lấp nội tạng suy yếu nghiêm trọng cái này liên hồi bệnh nhân sinh mệnh nguy hiểm tình huống hiện tại là bệnh nhân mất máu quá nhiều lại thêm nội tạng bộ phận suy yếu nghiêm trọng bất lợi cho thương thế khép lại người có thể hay không đoạt cứu lại được hay là hai chuyện cho dù cấp cứu trở về tiếp xuống cưỡng chế trị liệu có thể hay không gánh chịu được cũng là một ấn số nghe xong phó viện trưởng phí đội trưởng không nói gì chỉ là yên lặng đứng tại phòng phẫu thuật cửa sổ thủy tinh bên ngoài yên lặng quan sát đến trong phòng giải phẫu tình hình. Phương lão đệ, có lòng tin sao, ước chừng trầm mặt mấy giây, phí đội trưởng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương chính. Lúc này, một bên địa trung hải đầu phó viện trưởng, nghe được phí đội trưởng đối với mới 20 tuổi có lẽ phương chính, xưng hô đến như thế thân cận, rốt cục kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lên phương chính tới. Người tiếp xúc đến tầng diện là cùng thân ở vị trí tương quan. Người bình thường tiếp xúc không đến phú thương, thôn cấp phú thương tiếp xúc không đến thị trưởng khất cái tiếp xúc không đến hoàng đế chính là bởi vì chỗ thân ở vị trí phó viện trưởng mới càng rõ ràng hơn phí đội trưởng những người này quyền lợi lớn đến bao nhiêu ở cái này đặc thù thời đại xuất phát từ xã hội duy vững vàng cân nhắc những người này là có được chém trước tâu sau đặc quyền bộ môn huống chi là phí đội trưởng loại này tại đặc quyền trong bộ môn có được không nhỏ quyền lợi người vật bình thường không biết có bao nhiêu xã hội tinh anh nhân sĩ muốn trèo lên cái này khỏa đại thụ. Vì lẽ đó, khi biết được Phương 9 tuổi còn trẻ như thế, liền bị phí đội trưởng như thế thân cận xưng hô, phó viện trưởng trong lòng có thể nào không kinh hãi. Đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ. Đối mặt phí đội trưởng xem ra ánh mắt, Phương Chính lập tức hiểu được phí đội trưởng dụng ý, phí đội trưởng đây là dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống, đã người cứu cùng không cứu đều phải chết, không bằng đánh cực một lần, để phương chính sớm xuất thủ kỳ thật phí đội trưởng một mực rất coi trọng phương chính có thể nhanh chóng khu ma thủ đoạn muốn không phải vậy cũng sẽ không trong đêm vì phương chính xin thông hành chứng ngày thứ hai lập tức mang phương chính đến trụ thành phố bệnh viện nhân dân nếu phương chính nhanh chóng khu ma thủ đoạn thật có thể đạt được thực chiến nghiệm chứng không dám tưởng tượng này đem có thể cứu sống bao nhiêu mảnh vô tội tánh mạng là bực nào công đức một kiện vì lẽ đó phí đội trưởng muốn đánh bạc cái này một thanh nếu như phương chính thật có thể nhanh chóng khu ma, tương đương với chậm lại bệnh nhân nội tạng bộ phận suy yếu tốc độ, biến tướng giảm bớt giờ phút này trên bàn giải phẫu cứu chữa độ khó khăn, vì thầy thuốc tranh thủ đến đổi mới quý giá thời gian. Tổng hợp tới đủ loại nhân tố, phí đội trưởng mới có trước đây một câu kia. Ta có thể thử một lần, phương chính không có chối từ, cũng không có cho ra trăm phần trăm trả lời chắc chắn, nhưng hắn nguyện ý xuất thủ cứu người. Phí đội trưởng, có mấy thành nắm chắc. Phương Chính nghĩ nghĩ, chín phần đi. Phương Chính không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. chín phần. Không chỉ là phí đội trưởng, bao gồm ở đây mỗi người, đều là kinh ngạc nhìn về phía Phương Chính. chín phần, này không thì tương đương với thừa nhận trăm phần trăm nắm chắc. 90% bốn bỏ năm lên sau không phải liền là 100% chưa? Chuẩn bị xuống, ngươi lập tức hạ tràng cứu người, phí đội trưởng không có nói thêm nữa, chỉ là thủ trưởng vỗ phương chính đầu vai, đó là đem tín nhiệm cùng hy vọng, ký thác vào phương chính trên vai. Còn có một phần triểu nặng cứu người sứ mệnh. Lập tức thông tri trong phòng giải phẫu người, ta muốn đưa một người đi vào. Phí đội trưởng trầm giọng nói ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ngay tại phí đội trưởng dứt lời, trong phòng giải phẫu này mấy cái danh y sinh cùng y tá cũng đều đình chỉ cấp cứu. Dẫn đầu đi ra là tên tuổi đã 70, tóc trắng xóa lão nhân lão nhân một bên lấy súng khẩu trang vừa thở dài nói ra bệnh nhân sinh mệnh thể trưng thu đã ổn định lại nhưng là các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng suy yếu quá nghiêm trọng lại thêm mất máu quá nhiều dẫn đến cơ quan nội tạng tiến bộ một suy yếu cho dù chúng ta có tân tiến nhất chữa bệnh thiết bị có thể hay không chèo chóng đi qua đêm nay cũng là một ấn số đi qua mấy người đang lúc nói chuyện với nhau phương chính biết trước mắt cái này lão nhân họ lâm tự liền địa trung hải đầu phó viện trưởng, đều muốn tôn xưng bọn họ một tiếng lâm lão. Có quan hệ với lâm lão thân phận, mấy người nói chuyện với nhau đều là chỉ lời phiến ngữ, chỉ biết phó viện trưởng rất tôn sùng vị này lâm lão, đề cập tới một câu đối phương tự như là đến từ tỉnh thành y học viện trứ danh lão thầy giáo. Sở trường lĩnh vực là nội khoa, thần tạng tật bệnh. Vốn là có thể an tâm lưu tại trong đại học làm học thuật nghiên cứu, không cần hối hả ngược xuôi, nhưng vì bệnh viện nhân dân bên trong nhiều như vậy cách ly bệnh nhân Vị này lão học giả cam nguyện buông xuống yên bình sinh hoạt Chạy đến trụ thành phố tham dự vất và cứu nhân công thực hiện Từ khi đi vào trụ thành phố Thường ở tại nằm viện cao ốc khu cách ly sau Tăng giờ làm việc Đêm khuya đối mặt đột phát tình huống Sớm đã thành tại tràng sở có nhân viên y tế chuyện thường ngày Đây là tên đáng giá tôn kính lão học giả Ngay tại nói chuyện thời khắc Phí đội trưởng bên kia đã để phương chính chuẩn bị xuống tràn tiến bàn giải phẫu mới từ trong phòng giải phẫu đi ra mấy người nhất thời có chút không rõ vì sao người trẻ tuổi kia là ai hắn là theo phí đội trưởng cùng một loại người hắn có biện pháp có thể cứu trị trên bàn giải phẫu bệnh nhân phó viện trưởng hợp thời thấp giọng vì lâm lão bọn họ giải thích một câu cái gọi là theo phí đội trưởng một loại người chính là chỉ phương chính là người tu hành khi đi đến hiện nay cái này tận diện người chỗ nào còn có thể không biết toàn cầu linh khí khôi phục sự tình. Lâm lão sau khi nghe quả nhiên đầu tiên là biến sắc, sau đó là mắt lộ ra kinh hỉ. Tại sinh mệnh trước mặt, không có người có thể làm được yên tâm thoải mái cùng không đến xỉa đến. Phương Chính bắt đầu đi vào phòng phẫu thuật. Nguyên bản, những người còn lại cũng muốn theo nhập, nhưng Phương Chính còn không đợi những người này theo nhập, liền đã dẫn đầu đóng lại cửa phòng giải phẫu. Hắn trên người có quá nhiều bí mật, vẹn vẹn là hắn không phải giác tỉnh giả, lại có thể tu luyện tới dạ du sứ tầng thứ, cái này rất khó giải thích được rõ ràng. Cho nên có thể tránh tai mắt của người khác lại tránh tai mắt của người khác. Ách! Vốn là muốn theo nhập những người khác, ăn một cái xử trí không kịp đề phòng bế môn canh, nhất thời có chút không có kịp phản ứng, theo đến gần đây người thậm chí kém chút không có kịp phản ứng, kém chút liền muốn đụng vào trên cửa. Mấy người có chút xấu hổ, nhưng là không có người nói thêm cái gì, cũng không có lòng người sinh đa nghi. Bọn họ chỉ cho là là cứu người trong lúc đó tránh cho bị quấy rầy, vì lẽ đó phương chính mới có thể đem bọn họ tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây là rất hợp tình hợp lý cách làm. Phòng phẫu thuật Phương chính vừa vừa tiến vào, đầu tiên chính là ngửi được rất nồng nặc huyết tinh mùi vị. Trên mặt đất còn vứt bỏ lấy từ trên người bệnh nhân cắt xuống, lây dính đại lượng vết máu quần áo bệnh nhân. Trong thùng rác cơ hồ chất đầy vừa bị thay thế nhuốm máu băng gạc tự liền trên mặt đất cũng tàn tật có lưu không ít vết máu hẳn là tại vận chuyển bệnh nhân hoặc cấp cứu bệnh nhân trong lúc đó từ trên người bệnh nhân giọt rơi trên mặt đất máu tươi những này tất nhiên là có chuyên môn nhân viên quét dọn nhân viên đến thanh lý phương chính không có trì hoãn đi thẳng tới bàn giải phẫu trước thời điểm này hắn mới phát hiện bệnh nhân trên người có rất nhiều vừa khâu lại cầm máu vết thương nghiêm trọng nhất không ai qua được tay phải xương ngón tay cùng bụng một đạo trưởng đạt gần 10cm đáng sợ vết thương. Tay phải bốn cái xương ngón tay, tất cả đều đánh lên đinh thép, giống như là bệnh nhân từng điên cuồng tự mình hại mình, điên cuồng đem quyền đầu phá bỏ cứng trắng chi vật, dẫn đến xương ngón tay tất cả đều toái, thế là đánh lên đinh thép tiến hành cố định. Cho dù đánh đinh thép, cái này tay phải sau này cũng là phế đi. Trừ cái đó ra, trên thân còn có đại lớn nhỏ vết thương nhỏ, nhiều đến mười mấy nơi cái này tất cả đều là tại khu cách ly phòng đơn bên trong điên cuồng tự mình hại mình rút cuộc mà giờ khắc này trên bàn giải phẫu bệnh nhân bởi vì mất máu quá nhiều thêm cơ quan nội tạng suy yếu nghiêm trọng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh bên trong nhìn lấy trên bàn giải phẫu vẫn còn đang hôn mê bệnh nhân phương chính sâu hô hấp một hơi hắn mắt nhìn phòng phẫu thuật ngoài cửa sổ chính mang theo hy vọng ánh mắt nhìn tới từng khuôn mặt hắn tận lực đưa lưng về phía sau lưng cửa sổ thủy tinh, bắt đầu cứu người. Thủ trưởng khinh thiếp lòng ngực. Âm dương đại thủ ấn chân khí sát địch. Hết lần này tới lần khác chân khí, theo da thịt chạm nhau, xuyên vào bệnh nhân thể nội. Sau đó tại to lớn tinh thần lực, cùng kín đáo chân khí thao khống thuộc phía dưới, chân khí phân hóa nguyên luồng, bắt đầu xem xét lên bệnh nhân thể nội tình trạng cơ thể. Đầu tiên, Phương Chính lại điều tra đến bệnh nhân trái tim héo rút nghiêm trọng tiếp theo là nội tạng bộ phận cũng tất cả đều héo rút một vòng suy yếu lợi hại đã nguy hiểm cho đến sinh mệnh an toàn trình độ chân khí điều tra vẫn còn tiếp tục càng là xâm nhập hắn càng là phát hiện bệnh nhân trong thân thể tràn ngập một luồng âm lãnh giống như thân hãm đầm lầy bên trong cản trở cảm giác tiến lên khó khăn rất nhanh hắn lại rõ ràng nắm giữ đến loại này cản trở cảm giác là đến từ bệnh nhân thể nội huyết dịch hắn trong máu trộn lẫn có thật dày một tầng nến dầu, chính là những này nến dầu bám vào huyết dịch tế bào bên trên, trở ngại huyết dịch lưu động, tại trong mạch máu càng để lâu càng nhiều, mạch máu càng đổi càng nhỏ. Tới đồng thời, những này nến dầu còn tại không ngừng hấp thu trong máu chất dinh dưỡng. Đây là một cái giống như lăng trì tra tấn giống như cực kỳ tàn nhẫn quá trình. Phương Chính cũng không có một lên tựu lập tức lỗ mãn khu ma, hắn bởi vì đã từng có một lần khu ma nến dầu kinh nghiệm, vì lẽ đó trước tiên cần phải hiểu rõ toàn bộ tình trạng cơ thể Mới tốt áp dụng đối ứng biện pháp Từ ở trong quá trình này Bên ngoài phòng giải phẫu mấy người Lại một mực tại im ắng chờ đợi Loại này im ắng chờ đợi nhất là dày vò Có thể phí đội trưởng không ra Mặt khác cũng không dám lên tiếng Không khí phản phất xa vào giọt nước ngưng kết tại Trong không khí nặng nề cùng kiềm chế Vừa là hai phút đi qua Rốt cục có người chịu đựng không nổi loại này kiềm chế bầu không khí tên kia địa trung hải đầu phó viện trưởng nhịn không được mở miệng hỏi, trong này hình như một mực không có động tĩnh. Chờ một chút, phí đội trưởng hai tay vẫn ôm trước ngực, cách pha lê, một mực nhìn chăm chú lên trong phòng giải phẫu phương chính bóng lưng. Vừa là hai phút đi qua. Phương chính hay là duy trì đứng thẳng tư thế bất biến. Địa trung hải đầu phó viện trưởng lần nữa nhìn không được nói, vẫn là không có động tĩnh. Trước kia cưỡng chế trị liệu những này đặc thù bệnh nhân thời điểm, trên mặt bọn họ biểu tình đều sẽ rất thống khổ, hồi kịch liệt dãy dùa, có thể thấy trong này cũng quá an tĩnh a. À. Chờ một chút nhìn, phí đội trưởng lần này nhiều lời một chữ, tứ tự chân ngôn nói ra. Có thể trong phòng giải phẫu, từ đầu đến cuối đều là yên bình, không có mọi người trong tưởng tượng thống khổ gào thét cùng kịch liệt dãy dùa. Hai phút sau, địa trung hải đầu phó viện trưởng vừa định muốn mở miệng lần nữa, bỗng nhiên, một mực không có yên bình trong phòng giải phẫu, rốt cục có động tĩnh chỉ gặp trên bàn giải phẫu bệnh nhân, đột nhiên lòng ngực cao cao cong lên, cái cổ như con cóc giống như phồng lên, xem như có đồ vật gì, chính theo lòng ngực hướng cái cổ tuôn ra. Sau một khắc, qua một tiếng, theo trong miệng thốt ra đại lượng dầu trân dịch thể. Bên trên kéo thêm chở chương sau ép. Người ở chỗ này đều bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện một mạng kinh hãi đến. Làm trên bàn giải phẫu bệnh nhân, sau khi ói xong, người lại lần nữa yên bình nằm nhất động bất động. Sau đó bọn họ cách pha lê nhìn thấy Trên mặt đất đoàn kia dầu trơn vật chất Mô phỏng Phật tượng là vật sống giống như Bắt đầu nhúc nhích Muốn hướng phòng phẫu thuật cốc tường bài đầu gió chạy trốn Có gan tiểu y tá vừa định muốn kinh hô lúc Trong phòng giải phẫu phương chính Phản ứng càng thêm nhanh chóng xuất thủ Hắn chỉ là hời hợt nhất trưởng Phản phất vân đạm phong khinh lơ đảng Liền đem trên mặt đất đoàn kia dầu trơn vật chất Tại chỗ đốt thành tro bụi Cái này năng lực giống như là hỏa hệ năng lực giác tỉnh giả trên bàn tay mang theo nóng rực vô cùng cao nhiệt độ có thể đốt vật hết thảy đến từ nến dầu phổ thông hồn khí một thời điểm này phương chính vừa mới bắt gặp bên ngoài phòng giải phẫu trên mặt mọi người kinh ngạc cùng thật không thể tin biểu tình hắn hơi hơi làm cái gật đầu hành động thu dọn một chút sau dạo bước đi ra phòng phẫu thuật kỳ thật phương chính không phải cái gì hỏa hệ năng lực giác tỉnh giả đó bất quá là thể nội tiên thiên thần cương thuộc về chí dương đem trên mặt đất nến dầu hóa thành tro tàn hắn là tận lực bắt chước giác tỉnh giả bên trong hỏa hệ năng lực không phải vậy tự vô pháp giải thích hắn năng lực vấn đề phương lão đệ như vậy liền thành trước tiên mở miệng là phí đội trưởng không đơn thuần là phí đội trưởng những người khác cũng là có chút biểu tình có chút choáng váng trước đây sau mới vài phút tự bình tĩnh như vậy giải quyết một người đặc thù bệnh nhân Phương Chính nhìn lấy trước mắt những người khác trên mặt biểu tình, hắn bỗng nhiên có loại ảo giác, hắn cho dù tận lực thả chậm tốc độ, tận lực bất bại lộ chính mình tránh thức thực lực, vừa vặn rất tốt giống, cho dù tận lực thả chậm tốc độ hắn, như trước vẫn là tạo thành không nhỏ bạo động. Phương Chính ách một tiếng, ngược lại không có thái hương ngụy hoặc già mồm, trực tiếp gật đầu xem như thừa nhận. Dù sao muốn tránh là không trốn mất, còn không bằng dứt khoát thoải mái chút ít thừa nhận. Một trận lộn xộn tiếng bước chân, này mấy cái danh y sinh thậm chí không kịp biểu đạt vui sướng tâm tình, người đã không kịp chờ đợi xong vào trong phòng giải phẫu. Tại một trận rường ra các hạng máy móc kiểm tra sau, trong phòng giải phẫu vang lên từng đợt kinh hô thanh âm, hô to thật không thể tin. Phí đội trưởng cười. Nhìn ra được, Phí đội trưởng tâm tình rất không tệ. Mà những người còn lại thì càng là kinh ngạc đến giảm lớn nhãn kính, nhất thời liếu lưỡi đến có chút nói không ra lời. Ba Phí đội trưởng cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là một cái thủ trưởng, trùng điệp đập vào phương chính đầu vai. Phương lão đệ, cảm ơn. Tuy chỉ là mấy chữ, lại là muôn vàng ngôn ngữ cùng cảm tạ đều đã dung nhập trong đó. Sau đó, phương chính rốt cuộc biết, vì cái gì những người khác hội kinh ngạc như vậy nhìn lấy hắn. Nguyên lai, dĩ vãn cưỡng chế trị liệu, tự như mặt chữ bên trên lý giải ý tứ một dạng. Ăn nhầm nến dầu, chẳng khác nào tại trong thân thể dưỡng quỷ cưỡng chế trị liệu, tự là cưỡng ép khu trục bệnh nhân thể nội nuôi âm ma mấy thứ bẩn thiểu. Quá trình này phi thường thống khổ. Bởi vì nến dầu đã xâm nhập huyết dịch, nội tạng mỗi một chỗ, mỗi một lần cưỡng chế khu trục, liền giống với là cạo xương trừ độc, trong đó thống khổ tất nhiên là không vì ngoại nhân chỗ nói. Nào giống phương chính, có chân khí sát địch, lại có bàn bạc chí dương huyết khí, hắn đi là con đường võ đạo, võ giả có thể luyện võ cường thân, luyện đến về sau, Huyết khí phương cương, dương cương huyết khí, tự thân huyết khí hừng hực thiêu đốt như đại hỏa lô, võ giả chỉ cần hướng này vừa đứng, có thể trực tiếp giết tà ma âm ma hướng bên ngoài mấy dặm, như mùa xuân băng tuyết nung chảy. Đương nhiên, lấy phương chính hiện nay cảnh giới, hắn còn làm không được bên ngoài mấy dặm đánh chết quỷ vật, nhưng làm hắn đứng được gần lúc, giống như hỏa lò thiếp thân, đối với âm ma tà vật mà nói tựu là trời sinh khắc tinh, phổ thông quỷ vật chịu không được trong cơ thể hắn hừng hực thiêu đốt huyết khí liền sẽ tự động tránh hại. Vì lẽ đó tự có lúc sau tràn cảnh, bệnh nhân thể nội nuôi quỷ vật, cũng là chính đoàn kia nến dầu, tự động thoát liên người sống, ý đồ muốn chạy trốn, rút cuộc sau cùng bị phương chính đánh cái hồn phi phách tán. Vì lẽ đó, người khác cưỡng chế trị liệu, nhu cầu thời gian nửa tiếng, đến phương chính trong tay, lại là 10 phút đồng hồ không đến, lại thuận lợi khu ma thành công, có thể tưởng tượng được phí đội trưởng bọn họ vì hà biểu thấy đến kinh ngạc như vậy. Bất quá, nếu để cho bọn họ biết, Phương Chính Kỳ thật liền 5 phút đồng hồ đều không cần, không biết là có hay không muốn ngoát mồm kinh ngạc. Phương Chính chỉ cần thoáng khuấy động huyết khí, nhóm lửa dương cương huyết khí, liền có thể giống hỏa lò gián đi lên, quỷ vật tự động trả tán. Kỳ thật, Phương Chính còn có thể thuận tiện giúp tên kia bệnh nhân liệu thương, chữa cho tốt đối phương bị vỡ nát gãy xương xương ngón tay, bất quá hắn không có làm như thế. Cái này liên quan đến hắn tự thân bí mật cùng ác chủ bài. Đến từ nến dầu phổ thông hồn khí 1 Đến từ nến dầu phổ thông hồn khí một. Phương Chính phát hiện F19 càng giống là trọng chứng giám hộ phòng giống như Nơi này đặc thù bệnh nhân Đều đã biểu hiện ra rõ ràng bạo lực khuynh hướng Đối độ ăn có được khát vọng Mà F18 đặc thù các bệnh nhân Ngược lại trong coi đến không có nghiêm khắc như vậy Đều là sơ kỳ bệnh nhân Ăn nhầm thi dầu còn không có bao nhiêu ngày Cuối cùng, Phương Chính hết thảy thu hoạch đến 21 sợi phổ thông hồn khí. Mà lúc này mới chỉ là trị liệu một phần năm bệnh nhân, chủ yếu là trị liệu những cái kia trọng chứng bệnh nhân. Còn có 4 phần năm bệnh nhân, chờ đợi cứu chữa. Phí đội trưởng, cái này liên tục trị liệu xong đến, ta thân thể bắt đầu có chút không chịu đựng nổi, còn lại bệnh nhân, đằng sau mấy ngày ta lại lục tục ngon ngoe đến trị liệu, làm đem sau cùng tên trọng chứng đặc thù bệnh nhân chữa trị sau, phương chính lặng lẽ lấy chân khí chấn thương nội phủ làm sắc mặt nhìn qua tái nhợt hư nhược nói ra kỳ thật phương chính hoàn toàn có thể trong một ngày đem tất cả mọi người chữa trị nhưng hắn không có làm như thế dự định một bước một bước đến tận lực không nên quá làm cho người chú mục nghe tới phương chính rốt cục mệt mỏi phí đội trưởng theo những người khác là khẽ thở phào trong lòng đều là đang suy nghĩ còn tốt phương chính không phải thật sự động cơ vĩnh cửu nguyên lai like phương chính cũng giống như chúng ta cũng sẽ có nhục thể mệt mỏi thời điểm phí đội trưởng hướng phương chính nửa đùa nửa thật nói ra phương lão đệ ngươi hôm nay đem đến cho ta kinh hỷ càng ngày càng nhiều ngay tại vừa rồi ta còn kém chút coi là phương lão đệ ngươi hôm nay muốn đem trong bệnh viện sở hữu đặc thù bệnh nhân tất cả đều một ngày hoàn thành tính chữa trị còn tốt phương lão đệ ngươi là phàm nhân không phải thần linh câu nói sau cùng phí đội trưởng khó được mang theo chút khôi hài ngữ khí nói ra dựa theo phí đội trưởng nói trước mắt bọn họ tìm tới tương đối ổn thỏa bảo thủ phương thức trị liệu chủ yếu vẫn là lấy đi qua hoáng huyết thẩm tách cùng tăng tốc bệnh nhân tân trần đại tại dược vật bảo thủ trị liệu làm chủ khiến cho chứng bệnh khinh những đặc thù đó bệnh nhân chậm rãi bài xuất thể nội có độc vật chất tận lực giảm bớt bọn họ thống khổ cùng thân thể gánh vác chỉ có những cái kia chứng bệnh nặng người mới có thể không thể không dùng đến cưỡng chế trị liệu, tin tưởng ngươi cũng đã hiểu được, cưỡng chế trị liệu sẽ cho bệnh nhân thân thể mang đến cực lớn gánh vác cùng thống khổ. Dù sao đến giai đoạn này, những cái kia nến dầu đã xâm nhập đến nhân thể tất cả đại bộ phận chỗ sâu, dược vật trị liệu đã vô hiệu. Nếu như phương chính tới ngày đầu tiên, liền đem tất cả mọi người chữa trị, có thể không phải liền là thần linh sao? Mà lúc này đây, thời gian đã nhanh đến giữa trưa 11 giờ vị kia địa trung hải đầu phó viện trưởng biết làm người, khách khí đưa ra mời, muốn giữ lại phương chính cùng phí đội trưởng bọn họ lưu tại bệnh viện căng tin ăn cơm, phương chính khách khí từ chối nhã nhặn. Hắn chịu không được những này khách sáo trường hợp, còn không bằng trở về nhiều tu luyện một giờ. Phương chính rời đi bệnh viện thời điểm, không sai biệt lắm là nhanh đến một một chút khoảng chừng. Làm phí đội trưởng tự mình tiễn hắn trở lại chỗ ở lúc, đúng lúc là buổi trưa một một chút. Nhắc tới cũng là tinh ý, phương chính vừa xuống xe theo phí đội trưởng tạm biệt vừa vặn đụng phải một người chuyển phát nhanh tiểu ca lái xích lô điện ra tiểu khu cửa này chuyển phát nhanh tiểu ca một bên đánh điện thoại một bên một tay nắm tay lái tay phải kỳ lân tí lực lớn vô cùng vững vàng nắm vững tay lái tay xích lô điện lái vừa vội lại vững vàng toàn bộ nhờ nằm nhân tay phải kỳ lân tí phương chính vừa định nhắc nhở một câu để chuyển phát nhanh tiểu ca chú ý an toàn rút cuộc Chuyển phát nhanh tiểu ca mới vừa cùng Phương Chính sự qua người thời điểm, Phương Chính đặt ở trong túi quần điện thoại di động, vang lên tiếng chuông. Uy! Người tốt, xin hỏi là Phương Ngọc Y à, ta là đưa chuyển phát nhanh, người có một cái bao lớn, bởi vì tắc không tiến tủ chuyển phát nhanh bên trong, ta cấp cất giữ trong phòng bảo an. Điện thoại trong ống nghe, lờ mờ còn có thể nghe thấy phong thanh nhanh chóng quay ngược lại gào thét thanh âm. Phương Chính vô ý thức quay đầu mắt nhìn đã sớm đi xa bị thân ảnh chuyển phát nhanh tiểu ca Phương hướng rời đi, sau đó dạ, nói một tiếng cảm ơn sau, dập máy điện thoại. Phương Ngọc Y Lần này Y Y lại tại trên Internet mua cái gì? Vừa là cấp tiểu hát mua đồ ăn cho mèo, thay mới khẩu vị đồ ăn cho mèo. Làm Phương Chính đi vào phòng bảo an thời điểm, phát hiện lưu đội trường ban ngày không tại, hắn theo cái khác bảo an lên tiếng chào hỏi sau, rất mau tìm đến Y Y chuyển phát nhanh. Bao quanh là hát sắc chuyển phát nhanh cái túi phong chứa, bao quanh tìm tòi mềm mại, có co giãn, giống như cũng không là đồ ăn cho mèo, ngược lại càng giống là y phục. Làm phương chính ra thang máy, đi vào nhà cửa lúc, vẫn là như cũ, hắn tiến bước chân vừa tới nhà cửa, đã sớm quen thuộc hắn tiến bước chân y y, đã trong phòng lạch cạch lạch cạch chạy đến cửa trước chỗ, tự thân vì hắn đẩy mở cửa. Trong tay còn cầm một đôi đại nhân dép lê. Phương Chính từng mấy lần thuyết phục qua Y Y, nàng không cần như thế không qua y y mỗi lần hay là chủ động cấp phương chính đưa dép lê trên một điểm này y y biểu hiện ra rất cố chấp mỗi lần như thế phương chính chung quy trong lòng hơi ấm có lẽ đây là y y một loại báo ân phương thức hoặc là nói tới nhu thuận hiểu chuyện nghĩ hết khả năng đến giúp phương chính bởi vì nơi này cũng là nhà của nàng y y nhỏ gầy thân thể gian nan đẩy mở cửa khi thấy phương chính cầm trong tay gói đồ chuyển phát nhanh lúc Phương Chính rõ ràng có thể cảm giác được, y y trong hốc mắt này hai đoàn quang mang, bỗng nhiên sáng lên. Đó là thật hai mắt sáng lên. Sau đó tiểu gia hỏa một bộ muốn hỏi, lại không dám hỏi, cúi thấp đầu, tự như là tiểu học tăng số học khảo thí thi rất chỉ thi đến ba chia bị phụ huynh phát hiện, sợ chịu của trách dáng vẻ. Phương Chính an ủi sờ lên y y cái đầu nhỏ, cười nói, mua đều mua, tới đi, chúng ta một mở ra bao quanh nhìn xem, chúng ta y y lần này lại mua cái gì khẳng định vừa là đồ ăn cho mèo có đúng hay không. Phương Chính cố ý đoán sai, đùa y y nói ra. Sau đó, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, bắt đầu cùng một chỗ động thủ, phá giải lên bao quanh tới. Làm mở ra băng dán giấy tầng tầng cuốn quanh chuyển phát nhanh đại, Phương Chính phát hiện trong bao đích thật là y phục, phân biệt ba cái trong suốt túi nhựa bịt kín lấy y phục. Trừ cái đó ra, lại không có cái khác. Phương Chính mở ra trong đó một cái trong suốt túi nhựa sau, phát hiện đây là một bộ mỏng kiểu khủng long áo ngủ. Cái này khủng long áo ngủ, lớn nhỏ vừa vặn theo y y hình thể không sai biệt lắm, Phương Chính lúc này ách một tiếng, sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn lấy y y, người cấp chính mình mua sáu tạp thông áo ngủ. Chật chật, dương quan không tệ, còn rất đáng yêu. Y y trong hốc mắt quan mang lóe lên lóe lên, ngẩng đầu nhìn Phương Chính, phản phất tại vui sướng hỏi là thật sao? nhìn ra được tiểu gia hỏa rất ưa thích bộ này khủng long áo ngủ. Phương Chính mở ra cái thứ hai trong suốt túi nhựa, phát hiện đây là một bộ khủng long áo ngủ, nhưng bộ này khủng long áo ngủ tự rõ ràng nhỏ hơn nhiều, liền cấp trẻ sơ sinh mặt đều có chút chê bé, rõ ràng là cấp sủng vật mặt sủng vật chứa. Cái này, Phương Chính trong tay nhấc lên một lớn một nhỏ hai bộ khủng long áo ngủ, có chút im lặng nhìn lấy y y. Đây là cấp tiểu hắc, Ngươi môi chủ sủng giống nhau như đúc khủng long áo ngủ Y y, ngươi quả nhiên thay đổi Ngươi tại mèo nô trên đường càng chạy càng xa Phương Chính liền biết Hai cái này tiểu gia họa cả ngày dính cùng một chỗ Sớm muộn muốn chơi đùa ra cái cái gì động tỉnh tới Liền giống với lần đầu tiên là chơi đùa ra mua được một đống lớn đồ ăn cho mèo Miêu trảo bản Mà lần này chơi đùa đi ra là chủ sủng áo ngủ Nhưng làm Phương Chính nhìn lấy cái thứ ba trong suốt túi nhựa nhìn lấy rõ ràng so với y y bộ kia còn lớn thêm không ít, xem như người trưởng thành khủng long áo ngủ lúc, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Làm mở ra trong suốt túi nhựa, nhìn lấy cùng hắn thân hình không sai biệt lắm khủng long áo ngủ lúc, phương chính nhất thời nghẹn ngào cười. Bộ này khủng long áo ngủ là mua cho ta sao? Y y, con mèo nhỏ, ca ca. Chúng ta, một người nhà. Nàng hưng phấn bưng lấy thuộc về nàng bộ kia khủng long áo ngủ, sau đó gật gù đắc ý, tâm tình rất tốt tại máy tính bản bên trên đưa vào văn tự cấp phương chính nhìn. Sau đó lại thêm một câu, y y, tiền tiêu vặt mua. Sau cùng câu nói mang theo tiểu hại tử cảm giác thỏa mãn cùng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Phương chính nhìn ra cái mũi có chút mỏi như, đau lòng ngồi sổng người xuống, khinh khinh nhu nhào nặng y y não đại. Y y thật trưởng thành. Nhưng là, để ta một cái đại nam nhân, mặc như thế điểm khủng long áo ngủ đột nhiên cảm giác thật xấu hổ dáng vẻ. Lúc này, y y chờ mong nhìn lấy phương chính, hai tay vây quanh ở phương chính cánh tay, chờ mong nàng theo phương chính thân tử chứa hiệu quả. Mùa hạ luôn luôn ngày dài đêm ngắn, buổi tối 7 giờ qua đi, sắc trời mới bắt đầu tối xuống. Khí trời càng ngày càng oi bức, trực ca đêm lưu đội trường theo mấy tên bảo an ngồi tại tiểu khu cửa, mấy người chính tại thiên nam địa bắc nói bừa, lưu đội trường nói mệt mỏi, Thế là cầm lấy giữ ấm chén khinh toát một thanh hắc cẩu kỹ. Bỗng nhiên, lưu đội trường giống như thấy cái gì giật mình hình ảnh, phốc, một thanh nước ấm theo miệng bên trong bỗng nhiên phun ra. Sau đó là một trận chật vật ho khang thanh âm. Hướng, phương chính, các ngươi hôm nay đây là, quả nhiên là tình cảm thâm hậu. Chỉ gặp theo trong khu cư xá đi ra phương chính, ăn mặc một bộ khủng long áo ngủ, trong tay còn nắm đồng dạng ăn mặc khủng long áo ngủ bảy tám tuổi nữ đồng y y. Tiểu hài tử ăn mặc khủng long áo ngủ bước đi, phủ lấy hết sức khủng long khăn trùm đầu, này ngốc manh bộ dáng, đơn giản muốn manh hóa người qua đường. Tự liền trên chân, thủ thượng đều mang theo khủng long trảo chụp, xa xa xem xét, thật tưởng rằng một cái đáng yêu tiểu khủng long chạy tới. Mà đi tại trước người hai người, là bành trướng mèo tiểu hắc, đồng dạng ăn mặc khủng long áo ngủ, chỉ lộ ra tứ chi theo não đại bên ngoài, cũng không ảnh hưởng nó hành động, giống như nữ vương huyền diệu bộ đồ mới, ánh mắt liếc xéo, cái đuôi ngạo kiều đến độ muốn vẫn lên trời. Lúc này đại nhân, tiểu hài tử, sủng vật mèo, đều mặc bên trên khủng long y phục. Không qua phương chính bởi vì lòng xấu hổ quấy phá, hắn không có đeo lên khủng long đầu đội, sợ bị cảnh sát thúc thúc xem như sợ tập kích người nhân viên, vì lẽ đó lưu đội trường mới có khả năng một chút tự nhận ra phương chính. Cái này thân tử chứa rất tốt, một người nhà trọng yếu nhất chính là cái gì? tự nhiên là chỉnh chỉnh tề tề, ho đến cả khuôn mặt đều đỏ lên lưu đội trường, thật vất vả ngừng ho khan sau, mắt lộ ra hâm mộ nói ra. Nha! Đối bọn họ những này vì con gái có thể có tốt hơn tương lai, không tiếc ngàn dặm vào thành vụ công việc người mà nói, thật quá xa xôi, cũng quá trân quý. Làm ăn mặc khủng long ngủ y phục y y, nhúng nhảy một cái chạy vào tả thiên hộ trong tiệm thời điểm, tả thiên hộ đầu tiên là sững sờ. Sau đó thoải mái cười to nhất là sau lưng còn kéo lấy mảnh cái đuôi nhỏ, thì càng xem như tiểu khủng long, ngốc manh ngốc manh đáng yêu. À, tốt đáng yêu, đơn giản muốn manh hóa, có thể làm cho ta đập đoạn đoạn clip sao? Ta có dự cảm, ta đoạn clip khẳng định hội hỏa. Trong tiệm còn vang lên một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm. Ngay lúc này, tiểu hắc dẫm lên ô vân đạp tuyết bạch thủ sáo, cũng đi vào trong tiệm. Cho tới nay, tiểu hắc vừa đến phố cũ tựu đàng hoàng hơn cái này kêu là chân thực. Quá manh. Đây là mới nhất lưu hành chủ sủng trang sao. Cho đến lúc này, Phương Chính mới đi vào trong điếm, vừa vào cửa hàng, hắn liền thấy người quen cũ, ăn mặc cương thi đạo cổ phục, là tên kia cũng diễn người chết còn già thất bại cương thi đạo cổ phục ba muội Nàng hôm nay, vẫn là như cũ, ăn mặc cương thi đạo cổ phục. Tự hồ trăm năm đều bất biến. Các ngươi đây là thân tử trang, cương thi đạo cổ phục ba mùi trừng lớn một đôi mắt đẹp, có chút bất khả tư nghị nhìn lấy đi vào trong tiệm Phương Chính. Bởi vì lúc này Phương Chính, đồng dạng là ăn mặc khủng long áo ngủ. Sau khi nói xong, nàng một mặt mong đợi nhìn lấy Phương Chính, ta có thể cho các ngươi cùng một chỗ chụp tấm hình chụp ảnh chung sao? Có câu nói rất hay, khách hàng tự là thượng đế. Khách hàng nói lên hết thảy quá phận yêu cầu, liền muốn phần trăm hai trăm đi hoàn thành à. Đối với đập ảnh gia đình, Phương Chính tự nhiên là không ý kiến, ánh mắt của hắn trưng cầu nhìn về phía y y y y nghe được cương thi đạo cổ phục ba muội sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng đó là thật hai mắt tại tỏa ánh sáng không phải chảy chuốt từ y y vui vẻ chạy trước chạy sau an bài mọi người làm như thế nào chỗ đứng cuối cùng là phương chính đứng ở giữa nắm y y khủng long móng vuốt nhỏ tiểu hắc làm đứng tại phương chính một bên khác nhãn thần liếc xéo phản phất tại nhìn chế trường biểu tình nhìn lấy đang muốn xoay người ý đồ đối với nó lột đầu phương chính. Tự là trong chấp nhoáng này một màn, theo răng rắc một tiếng, bị điện thoại di động chụp hình đến. Ảnh chụp vỗ xong, y y quên đi sợ người lạ, đã không kịp chờ đợi chủ động chạy hướng cương thi đạo cổ phục ba mùi bên người, nhìn lấy điện thoại di động album ảnh bên trong ảnh chụp. Phương Chính cũng một thủ trảo lấy trong tay hắn làm lấy treo lơ lửng giữa trời bất lực dẫy dù tiểu hắc, đụng quá não đại đến xem, không biết lúc nào, tự liền tiểu hắc cũng quên dãy dùa, vùng trộm hiếu kỳ nhìn về phía điện thoại di động album ảnh. Ảnh chụp bên trong là một lớn một nhỏ một mèo thân ảnh, phương chính lột mèo, tiểu hắc liếc xéo nhãn thần, y y không muốn xa rời nắm phương chính đại thủ. Cái này cãi nhau ầm ý, chẳng những không có để ảnh chụp nhìn qua rất loạn, ngược lại là hạnh phúc ấm áp một màn. Giờ khắc này, y y nhìn ra rất mê mẩn, rất chuyên trị tự liên tiểu hắc cũng yên tĩnh trở lại mặc cho bị phương chính treo lơ lửng giữa trời chập trong tay lẳng lặng nhìn lấy điện thoại di động album ảnh bên trong ảnh gia đình này trương mập phì mặt mèo bên trên phản phất tài cười y y giống như nghĩ đến cái gì vội vàng xuất ra nàng máy tính bản truyền cho cương thi đạo cổ phục ba mùi hy vọng có thể phát một phần ảnh gia đình cho nàng đôi người vùi đầu nói nhỏ rất nhanh lại tăng thêm tốt hảo hữu thuận tiện truyền một phần ảnh chụp Vô hình đang lúc, y y không hề nhát gan sợ hãi đối phương, đôi người thành một lớn một nhỏ hai cái tính trẻ con bằng hữu. Nhìn lấy máy tính bản bên trong ảnh chụp, nhìn ra được, y y rất vui vẻ, một hồi đưa cho Phương Chính nhìn, một hồi lại đưa cho Tả Thiên Hộ nhìn. Khi đi tới Tả Thiên Hộ bên người lúc, y y giống như suy nghĩ gì, nàng muốn theo Tả Thiên Hộ cũng chụp tấm hình ảnh chụp. Tốt, hôm nay chúng ta sư đồ cũng tới một tấm chụp ảnh chung. Tả Thiên Hộ cười ha ha tâm tình phi thường vui sướng. Tả thiên hộ đứng có trong hồ sơ trước bàn, y y có chút cật lực ôm lấy nàng tiểu công cụ thùng, nàng muốn đem một mực yên lặng làm bạn nàng tiểu công cụ thùng cũng cùng một chỗ đập đi vào. Đập xong cái này trương sau, y y lại kéo tới phương chính cùng tiểu hát chụp ảnh chung. Nàng ôm tiểu công cụ thùng, bên cạnh ngồi sổng tiểu hát. Sau lưng là đứng đấy phương chính cùng tả thiên hộ hai đạo đại nhân thân ảnh. Sau cùng, tại y y ngửa đầu chờ đợi dưới ánh mắt, Phúc Tiên Sinh cũng tới, Yến Xích Hà cũng tới, y y phân biệt cùng mỗi người bọn họ chụp ảnh chung một tấm. Đáng tiếc, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Trương Đồ Phu còn chưa theo hao thành phố trở về. Náo nhiệt như vậy hình ảnh, duy chỉ có vắng mặt Trương Đồ Phu ở đây. Nơi này nhiệt nhiệt nháo nháo một màn, thậm chí về sau, tự liền đô giáo đầu cũng không mời mà tới, ha 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 a à mặt dày mày dạng, nhất định phải cũng theo y y chụp ảnh chung một tấm. Sau cùng, phương chính y y tiểu hắc tả thiên hộ phúc tiên sinh yến xích hạ đồ giáo đầu tới một tấm tập thể chụp hình nhóm mọi người như chúng tinh cũng nguyệt những người lớn chỉnh tề một loạt đứng tại y y sau lưng y y này nhỏ gầy thân ảnh cố hết sức ôm trong tay tiểu công cụ thùng tiểu gia họa rất vui vẻ rất vui vẻ rất vui vẻ khó được gặp nhau một lần sau đó mọi người một mực cao giọng đàm tiếu đến sau nửa đêm mới cuối cùng rời sân mà tên kia cương thi đạo cổ phục ba muội đang quay xong chụp hình nhóm sau, người không biết lúc nào đã yên lặng rời đi. Phương Chính đều quên hỏi nàng, hôm nay tại sao lại mặc cương thi đạo cổ phục, hôm nay vừa là ở nơi nào quay phim diễn người chết. Bất quá cũng may, Y, -Y đã tăng thêm đối phương vì hảo hữu. Phương Chính để Y Y online hướng đối phương nói một câu cảm ơn, cảm ơn đối phương hôm nay hỗ trợ. Y Y muốn khắc một cái tỷ tỷ, tự mình đưa cho tỷ tỷ, Y, y đã nói với tỷ tỷ tốt Y Y giờ lên máy tính bảng, Cấp Phương Chính nhìn Phương Chính sau khi xem xong Khen một câu Y Y thật hiểu chuyện Làm người nhất định phải tri ân đồ báo Phúc tiên sinh Tả huynh bọn họ đối với chúng ta trợ giúp rất lớn Tiếp xuống đôi ngày Hết thảy yên bình Phương Chính mỗi ngày ban ngày Đều sẽ đi bệnh viện nhân dân trợ giúp trị liệu Mỗi ngày đều sẽ có hai mươi mấy xanh phổ thông hồn khí doanh thu Ban đêm là nhà trẻ, đại học thành hai đầu chạy. Một mực đến ngày thứ ba, Phương Chính lúc này mới rốt cục chữa cho tốt bệnh viện nhân dân sở hữu bệnh nhân, làm chữa trị xong sở hữu người thời điểm, hắn thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phương Chính cảm giác ý nghĩ này của mình rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian trong lòng mặc niệm vài câu 24 chữ chân ngôn. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân mật. Làm người, muốn thiện chí giúp người Quả nhiên, nỗi lòng bình thản yên tĩnh rất nhiều So với đạo gia cửu tự chân ngôn, Phật môn thanh tâm chú còn có tác dụng nhiều Ngay tại phương chính mặt niệm 24 chữ chân ngôn lúc, hắn chuông điện thoại di động vang lên Điện báo biểu hiện là thổ hào đông Phương chính trong lòng nhất động, chẳng lẽ nói là cái chuyện lần trước có kết quả Phương chính vừa mới vừa tiếp thông, tự lập tức nghe được thổ hào đông hưng phấn la to thanh âm, thành, hướng hướng, ngươi chuyện này thật thành, ha ha. Nghĩ không ra ta lã đông bên người bằng hữu bên trong, cũng rốt cục muốn xuất một người đại minh tinh. Hướng hướng, ngươi về sau xem ra muốn cải danh tự, kêu ta thật sự là đại minh tinh. Phương chính mặt bên trên biểu tình sững sờ, sau đó là đột nhiên hít sâu một hơi. Hắn mặc dù đã đoán được thổ hào đông lời nói bên trong là có ý gì, nhưng hắn lo lắng là chính mình nghe lầm, có chút ngạc nhiên cùng không dám tin lại xác nhận một lần, có phải hay không sim la đoàn làm phim bên kia có hồi âm rồi. Quả nhiên, phương chính rất nhanh đến mức đến khẳng định trả lời chắc chắn. Trong điện thoại, Thổ Hào Đông ngữ khí ghen ghét nói ra, mau nói, người cái này gia hỏa có phải hay không theo đạo diễn có cái gì nhận không ra người pi giao dịch. Muốn không phải vậy đạo diễn vì cái gì tại Long Đầu Hồ thôn bắt đầu, vẫn rất xem trọng ngươi. Ngươi biết đạo diễn là thế nào đánh giá ngươi sao? Ngươi là trời sinh chính là vì diễn kịch mà sinh làm đạo diễn nhãn quan rất trọng yếu phải học được xem ai diễn thật ai diễn giả đạo diễn theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi tự nhìn ra ngươi tiểu tử toàn thân bên trên dưới đều là làm trò từ khi bên trên lông đầu hồ thôn lần đó bị cự đạo diễn đối ngươi một luôn nhớ mãi không quên kỳ thật làm nam chính nhân tuyển một mực vô pháp xác định thời điểm đạo diễn cũng cho rằng ngươi là hiện tại lớn nhất thích hợp nhân tuyển ngươi có hy vọng tinh thiên phú lại có đạo diễn lúc trước tự xem trọng dương cương xinh đẹp cùng kết thực thể loại hình điển hình hành động phim nam nhân chủ nhân thiết lập. Ta làm sao càng nói càng cảm giác đạo diễn đây không phải tại khen ngươi. Mà là giữa các ngươi thật sự có nhận không ra người ti giao dịch. Thổ hào đông không có nghiêm chỉnh đông kéo tay giật vài câu sau, lúc này mới lại tiếp xuống nói tiếp. Đạo diễn mặc dù coi trọng ngươi, ngươi rất phù hợp nam nhân một nhân vật, bất quá, lần trước đạo diễn muốn mang ngươi tiến vào ảnh thị giới, ngươi cự tuyệt đạo diễn, đạo diễn không biết ngươi có nguyện ý hay không đi qua, không phải sao, liền không có liên hệ ngươi hướng hướng ngươi nên may mắn may mắn ta có bằng hữu tại đoàn làm phim bên trong mới có khả năng thăm dò được như vậy nhiều tình huống không phải vậy ngươi liền muốn vạch trần bỏ lỡ quá cái này một lần cơ hội thổ hào đông có chút đắc ý huyền diệu nói ra phương chính hay là cảm giác giống như thân ở trong mộng giống như bất chân thực đây chính là quốc tế biết rõ danh tiếng đạo diễn hạng nhất hạng hai ngôi sao tụ tập hạ tuế đương phim bom tấn lại có một ngày ngày rất để bánh vừa vặn nện vào tại trên đầu của hắn chỉ cần là chính thường nhân đệ nhất phản ứng đều là không thể nào không tin coi là hôm nay là cả tháng tư như là tiểu tử nghèo cưới được thiên kim đại tiểu thư cố sự dù sao chỉ sống ở đồng thoại cùng thanh xuân thần tượng kịch bên trong đóng phim không phải làm từ thiện đầu tư thương cùng các minh tinh là muốn kiếm tiền bác danh lợi dựa vào cái gì để một cái gì danh khí đều không có vai diễn quần chúng vừa đến đã huyên tân đoạt chủ, làm nam chính. Dựa theo phân biệt đối xử, đừng nói hạng nhất ngôi sao hạng hai minh tinh, dù là liền 18 đường lối ngôi sao đều không phục phương chính. Thổ hào đông rốt cục nghiêm túc, thở dài một hơi, kỳ thật, hiện tại đoàn làm phim cũng lâm vào khốn cục. Không đủ tư cách ngôi sao, hội kéo thấp phim chỉnh thể chất lượng, ngươi cũng không thể thỉnh gia mình thịt mềm đô thị ái tình kịch nam chính đến diễn dương cương phim hành động A. À. Đủ tư cách đây này, trong nước hành động vũ đại ngôi sao cho tới nay đều là kinh tế đình trệ, lát đác không có mấy tựu mấy cái như vậy lão diễn viên tại chống đỡ trang tử. Hiện tại tạm thời tìm người cũng tìm không đến người, mỗi người bọn họ đều là có studio ở đây. Dù sao đoàn làm phim là tại quốc ngoại quay phim, không phải tại trong nước quay phim, hai đầu bay đến làm trò cũng bất hiện thực. Hiện tại phim đã đập tới hậu kỳ, lập tức liền sắp tiến vào sát thanh, chỉnh lý, xét duyệt, bài phiến đẳng khâu, muốn không phải vậy tự không đuổi kịp xuân tiết hạ tuế đương. Thời điểm tổn thất có thể không chỉ là đầu tư thương tiền đổ xuống sông xuống biển đơn giản như vậy, liên lụy đến các mặt, công ty quảng cáo, ngôi sao, đạo diễn, tiền kỳ quảng cáo những này, ta cũng không hiểu nhiều lắm trong này môn đạo, ngược chính tự là ảnh hưởng rất lớn đi. Vì lẽ đó, hiện tại đoàn làm phim cũng là tiến nhập một cái chết tuần hoàn nói câu không dễ nghe, hướng hướng người khác sinh khí, đạo diễn hiện tại tìm tới ngươi, cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng bởi vì các phương diện điều kiện ngươi cũng phù hợp duy chỉ có chính là không có danh khí nhưng cũng may phim hành động không cần quá nhiều bảo hí tràn diện đối với phương diện đóng kịch yêu cầu cũng không cao cho nên nói ngươi liền thành trước mắt thích hợp nhất người kia đại khái lúc nào xuất phát phương chính không có kiểu cách nữa đẩy chối từ từ thẳng đến chủ đề nói ra nghe vậy bên đầu điện thoại kia thổ hào đông vui vẻ hướng hướng ngươi đây là đồng ý chuyện này sao? ha ha, quá tốt rồi. về sau ta lã đông cũng có thể ra ngoài khoác lác. hạ tuế đương đại minh tinh là ta lã đông huynh đệ, ta à, đúng, suýt nữa quên mất. hắc hắc, ngươi nhìn ta cái này hưng phấn, kém chút tự quên nói ra phát thời gian. nếu như ngươi đã dưới tốt quyết định, đoàn làm phim bên kia nói càng nhanh càng tốt. hiện tại toàn đoàn làm phim liền đợi đến năm nhân một, nữ phối cũng không khó tìm, đã tìm được. vội vã như vậy phương chính một quái lạ, nhưng sau đó tự bình thường trở lại. Đoàn làm phim hiện tại chậm trễ thời gian quá lâu, đúng là muốn giành giật từng giây. Đêm nay thời gian quá muộn, ngày mai đi, ta bên này yêu cầu làm một chút chuẩn bị. Thổ Hào Đông cũng được, trụ thành phố không có thẳng tới Sim La quốc tế đường biến, muốn tới tỉnh thành mới có khả năng ngồi đến đi Sim La đường biến, đặt trước vé máy bay liền cần chút thời gian. Vậy liền ngày mai ta cùng ngươi cùng lúc xuất phát ta giúp ngươi tiểu tử mua hết vé máy bay đi, yên tâm, tiền này từ đoàn làm phim thanh lý. Phương Chính có chút giật mình, Thổ Hào Đông ngươi cũng đi. Thổ Hào Đông cười hắc hắc, tại trong điện thoại lòng ngực đập đến vang ầm ầm, nói ra, đó là đương nhiên, đại minh tin bên người sao có thể thiếu khuyết một cái người đại diện. Đến lúc đó ngươi vẫn phải theo đoàn làm phim một lần nữa ký một bản hợp đồng, ta lã đông nói thế nào cũng là đi theo trong nhà của ta lão đầu tử gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng thay ngươi xem một chút hợp đồng hay là không có vấn đề. Đương nhiên, lớn nhất quan trọng chính là, ta lã đông lần này lại có thể tìm tới thời cơ, khoảng cách gần nhìn thấy trong lòng ta nữ thần Diệp Thiên Khởi. Phương Chính trong lòng hơi ấm. Hắn biết, thổ hào đông đây là cố ý giả nghiêm túc, không muốn để cho hắn sinh ra thèn thiếu cảm giác. Lã đông, cảm ơn. Nam nhân tình cảm như núi, lẫn nhau không cần quá nhiều phiến tình, chỉ cần ngắn gọn mấy chữ, đủ để nói ra là nam nhân đang lúc thâm hậu nhất tình nghĩa làm phương chính mang theo suy tư rời đi bệnh viện nhân dân trở lại ở tiểu khu lúc nhìn thấy hiểu chuyện vì hắn mở cửa đưa dép lê y y phương chính ánh mắt nhiệt độ màu sắc ngồi sống người xuống nhẹ nhàng vuốt ve dưới y y não đại y y ta khả năng lại phải ra ngoài một đoạn thời gian lần này đi xa nhà thời gian có hơi lâu đại khái muốn một tháng khoảng chừng khoảng thời gian này y y tạm thời trước ở tại thư điếm bên trong. Có lẽ là Phương Chính thỉnh thoảng đi xa nhà một chuyến, tự như đại nhân đi công tác, y y đã có chút thói quen, nàng lưu luyến không rời song thủ ông lấy Phương Chính cái cổ bên ngoài, cũng không có ồn ào, toàn trình tự yên lặng rút vào Phương Chính trong ngực. Sau đó, Phương Chính bắt đầu an bài đi xa nhà chuẩn bị. Chuẩn bị thay đi giặt quần áo. Đi vườn bách thú kiểm tra một lần đông bắc hổ cùng tiểu hồ ly, từ khi hiểu được tu luyện sau, bàn hổ này một thân mập bầu, đã hạ, sinh mệnh tinh nguyên chi khí dị thường hùng tráng, hiện nay lại để hổ heo thú đã không thích hợp. Sau đó an bài y y cùng tiểu hắc đều ở tại tả thiên hộ chỗ, tả thiên hộ ngược lại rất tình nguyện. Lại từng cái theo phúc tiên sinh, yến xích hà bắt chuyện qua. Cuối cùng đi đến đại học thành, tìm lão thần côn muốn tới một chút cải tiến sau tân vận thế hương, lo trước khỏi họa. Cứ như vậy, hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, Hắn theo thổ hào đông trong đêm ngồi xe đi tỉnh thành, sau đó đổi xe quốc tế đường biến bay sim la thủ đô. Chỉ là, Phương Chính đồng thời không biết là, ngay tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, có người tìm tới Phúc Tiên sinh minh điếm. Thành phố, xảy ra chuyện. Thổ hào đông đặt vé máy bay, là từ tỉnh thành cất cánh, thẳng tới sim la thủ đô. 9 giờ rưỡi sáng bay đến 12 giờ rưỡi trưa, trên đường muốn ngồi hơn 4 giờ. Simla Cuối tháng 6 Simla, hay là ở vào mùa mưa thời điểm, dưới phi cơ thời điểm thiên thượng chính đổ mưa to. Simla là thuộc về nhiệt đới khu, cả năm phân rõ nhiệt mùa, mùa mưa cùng mùa khô. Mặc dù bây giờ là mưa mùa, thiên thượng còn tại mưa, nhưng lúc này Simla khí trời, đã là dần dần tiến vào mùa mưa phần cuối, sắp tiến vào mùa khô, vì lẽ đó trong không khí đã xuất thấy oi bức cảm giác. Cũng may trong nước lúc này cũng là tại mùa hè. Ngược lại miễn điên ngồi phi cơ mặt lông lông, che phủ giống chim cánh cụt dưới phi cơ tróc thành bạch trảm kê chật vật hình ảnh phương chính cùng thổ hào đông vừa dưới phi cơ đang muốn đi theo dòng người tiếng về hành lý gửi vận chuyển chúc thủ hành lễ làm bọn họ đi đến một đầu pha lê hành lang lúc bỗng nhiên trong đó có một người du khách phát ra một tiếng kinh hô tên kia du khách cũng là tên châu á người nói phương chính nghe không hiểu lời nói nhưng mở miệng một tiếng tư mật đạt phương chính lập tức nhận ra đối phương quốc tịch đến từ toàn thế giới đều là ta nước du khách phương chính theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại kết quả là liền hắn cũng sửng sốt một chút rốt cuộc biết vì cái gì du khách phản ứng lớn như vậy chỉ gặp có một chiếc cơ hồ không sai biệt lắm đồng thời đến vận tải cơ bên trong giờ phút này đang có từng ngụm thạch đầu quan tài theo vận tải cơ bên trên dở xuống không biết lúc nào phi trường đường băng bên trên đã đậu đầy xe quân đội những cái kia thạch đầu quan tài tất cả đều bị cơ giới thiết bị vận bên trên xe quân đội, chung quanh đứng đầy một vòng phụ trách cảnh giới súng ống đầy đủ quân nhân. Phương Chính Thô Sơ giảng lược khẽ đếm, tự hắn nhìn thấy trước mắt đến thạch đầu quan tài số lượng, liền đã nhiều đến 23 miệng nhiều. Thậm chí, bởi vì mùa mưa đổ mưa to quan hệ, nước mưa xối thạch đầu quan tài, có đại lượng ô trọc bùng theo quan tài, bị cọ rửa xuống tới. Phi trường đường băng bên trên vàng nước chảy ngang. Hướng hướng, những này dân dụng vận tải cơ bên trên làm sao lại vận dưới đến nhiều như vậy quan tài hơn nữa nhìn trên mặt đất những cái kia theo trên quan tài cọ rửa xuống bùn đất nhiều như vậy quan tài sẽ không phải là mới từ đâu chỗ đại hình cổ mộ hoặc là dưới nền đất mốc ra a thổ hào đông cũng tại hiếu kỳ nhìn lấy pha lê hành lang bên ngoài phi trường đường băng thấp giọng hỏi một câu phương chính đồng thời tiếp tục nghi hoặc nói ra có thể dạng gì cổ mộ hoặc là quan tài lại để cho dùng đến nhiều như vậy quân đội đến đây phụ trách công tác bảo an cùng vận chuyển làm việc mà đi đã đều đã có quân đội ra mặt phụ trách bảo an vì cái gì bất trực tiếp từ quân đội máy bay vận tải vận chuyển trực tiếp đáp xuống quân sự phi trường đường băng càng bớt việc phương chính một mực đang nhìn chăm chú pha lê hành lang bên ngoài những cái kia theo dân dụng vận tải cơ bên trên dở hàng xuống thạch đầu quan tài có lẽ những này quan tài là từ cái nào quốc gia trọng đào tới vì lẽ đó giấu ở dân dụng vận tải cơ bên trên, vùng trọng mang về cũng là có khả năng, Phương Chính hững hờ nói. Lại có lẽ những này quan tài bản thân tựu không thuộc về Simla, nơi này chỉ là một cái trạm trung chuyển, chỉ là những này quan tài phía sau chủ người thế lực rất lớn, tự liền một cái quốc gia quân đội cũng có thể ảnh hưởng đến, tỉ như, nước cùng nước hợp tác, nhưng ai biết được. Nếu như ta nhóm nghĩ yên ổn lưu tại Simla, một cái tháng sau an toàn rời đi Simla, ta cảm thấy, chúng ta nên sớm rời đi đầu này hành lang, không được đối những quan tài đó ông có bất kỳ hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Phương Chính cảm thấy câu nói này quá đúng. Khi ngươi ý đồ đi nhìn trộm người khác bí mật lúc, sau lưng của ngươi đồng dạng thêm ra đến một đôi theo dõi con mắt. Không thuộc về sim la. Trạm trung chuyển, thổ hào đông sững sờ. Thổ hào đông tiếp xúc đến tầng diện, cùng phương chính khác biệt vì lẽ đó hắn tư duy còn dừng lại tại quá khứ hòa bình niên đại, cũng là có thể lý giải. Không giống phương chính, hắn suy nghĩ một sự kiện trước, hội vô ý thức chủ động suy nghĩ có thể hay không vừa là theo linh khí khôi phục có quan hệ. Đó cũng không phải nói thổ hào đông tư duy trì độn, mà là nhãn giới. Nhãn giới khác biệt, chỗ đã thấy thế giới cũng khác biệt. Tự hồ là vì nghiệm chính phương chính trước đây, bên này du khách lưu lại không tiếng, rất nhanh gây nên phi trường nhân viên chú ý. Không bao lâu, tự có phi trường nhân viên, mang theo một đội thân mang quân nhân quân phục sim la binh lính, tới khuyên cách lưu lại du khách. Phi trường nhân viên thái độ ngược lại rất khách khí, hắn đảm nhiệm phiên dịch, nói mọi người không được hỗn loạn trong hành lang, ảnh hưởng đến cái khác bình thường du khách. Đồng thời cũng thiện ý nhắc nhở, phi trường đường băng thuộc về quân sự cấm đập khu, vừa rồi có ai đang quay chiếu hoặc ghi hình, đề nghị chủ động xóa bỏ ghi chép để tránh xúc phạm sim la nơi đó pháp luật, tránh cho để đường đi phát sinh không thoải mái. Nếu như nơi này vẹn vẹn chỉ có phi trường công tác nhân viên, khả năng những này quốc ngoại du khách còn biết không phục quản giáo, náo. Nhưng đối mặt với súng ống đầy đủ quân nhân, này từng trương sát khí đằng đằng, tuyệt đối là tiền tuyến dết qua người như như lưỡi đau bén nhọn ánh mắt. Ở đây du khách vỡ ra thành thành thật thật như chim cút, chủ động để trình điện thoại di động, bị quân nhân kiểm tra sau lúc này mới cho đi phương chính cùng thổ hào đông đối với bị kiểm tra điện thoại di động ngược lại không quan trọng chủ động phối hợp chủ động để trình điện thoại di động dù sao bọn họ vốn là không có chụp ảnh hoặc ghi hình có lẽ là phương chính cùng thổ hào đông tích cực phối hợp thái độ thu hoạch được quân nhân hảo cảm quân nhân ngược lại không có quá nhiều khó xử bọn họ chỉ là thoáng kiểm tra sau lại để bọn họ cùng cái khác du khách đi tại chỗ chỉ còn lại có những cái kia đem điện thoại di động chụp ảnh ghi hình du khách, đang tiếp thụ nghiêm ngặt đề ra nghi vấn cùng kiểm tra. Nếu như đến sim la mục đích có chút vấn đề, chỉ sợ sẽ là muốn trực tiếp bị điều về, đường đi ngâm nước nóng. lăn lộn đám người trong đội ngũ, một bên hướng hành lễ gửi vận chuyển chút đi, thổ hào đông một bên nhỏ giọng thầm thì nói hướng hướng, cái này sim la phi trường quả nhiên có vấn đề. Xem ra hướng hướng trước ngươi này hai điểm phỏng đoán, rất có thể đoán đúng. Hiện tại còn thân ở trong phi trường, phương chính không có quá nhiều nghị luận, chỉ nói một câu chờ ra phi trường sau lại nói thổ hào đông lập tức hiểu ý trên đường đi ngậm miệng không nói việc này sau đó một đoàn người thuận lợi vào tay túi hành lý cũng rất gần cùng đoàn làm phim phái tới người chạm mặt toàn bộ chạm mặt quá trình cũng rất thuận lợi ra quán rượu ngồi lên đoàn làm phim ngay tại chỗ mướn được xe tiếp đó bọn họ một đường xóc nảy ngồi mấy cái giờ xe mới rốt cục tới mục đích cách Simla la thủ đô mấy tiếng đường xe bên ngoài khác một tòa thành thị thời gian ban đêm Simla la bầu trời đêm so với trong nước sạch sẽ thanh tịnh sáng tỏ ô nhiễm cũng không có trong nước nghiêm trọng như vậy ngẩng đầu có thể nhìn thấy thưa thất tinh không đây cũng không phải nói Simla la hoàn cảnh quản lý đến cỡ nào cỡ nào tốt chỉ nói là kinh tế rất lại phía sau khu vực không có nhiều như vậy công xưởng ô nhiễm sinh hoạt ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm khí thải ô nhiễm ban đầu tự nhiên diện mạo giữ lại đến tương đối hoàn hảo sau đó chính là vì phương chính đón tiếp tẩy trần kỳ thật nói tới bày tiệc mời khách chẳng nói tới thường ngày bữa tối tụ hội không có nhiều như vậy phức tạp hình thức tại bữa tối bên trên đạo diễn tự mình ra mặt trêu chọc vài câu phương chính cái này thất thiên lý mã rốt cục chịu tiến quân giới điện ảnh và truyền hình thuận tiện đem phương chính giới thiệu cho đang ngồi cái khác ngôi sao bởi vì trước đây tại long đầu hồ thôn đã từng có hợp tác trên bàn cơm không khí, mọi người mặt ngoài chỗ biểu hiện được ngược lại rất hòa hợp, ngay trước mặt đạo diễn, lẫn nhau đều rất khách khí. Phương Chính cũng tại trên bàn cơm, cũng lần nữa gặp được Diệp Thiên Khởi. Diệp Thiên Khởi Ngay sau đó nhân khí lớn nhất hỏa nhiệt, tứ hoa đáng một trong hạng nhất nữ ngôi sao. Vị này tuổi còn trẻ, điện ảnh và truyền hình tốt nghiệp đại học không bao lâu, đã bị định giá trong vòng tứ đại hoa đáng, đồng thời tại điện ảnh và truyền hình, giới ca hát song phát triển tại tứ đại hoa đáng bên trong trẻ tuổi nhất nhàn giá trị chính vào tối đỉnh phong thời kỳ đại minh tinh bây giờ đang là sự nghiệp như mặt trời giữa trưa nhanh chóng bên trên thăng kỳ cũng không biết là có ý hay là vô tình phương chính được an bài vị trí vừa lúc ngồi xuống tại dịp thiên khởi bên người cũng là chính cách đạo diễn gần đây vị trí có lẽ đây là đạo diễn tận lực an bài lấy đó đối phương chính coi trọng ngày đầu tiên tự tự mình hạ tràng vì phương chính dựng nên tại đoàn làm phim bên trong uy vọng đương nhiên phương chính không phải làm càng làm bậy cũng không cho rằng đạo diễn là thánh nhân chủ động vì hắn làm người tốt đạo diễn đối với hắn có hảo cảm đó là có có thể chánh thức có thể làm cho đoàn làm phim bên trong quyền lợi lớn nhất đạo diễn tích cực như vậy vì phương chính hạ tràng nguyên nhân lớn nhất còn tại ở có lẽ đoàn làm phim hiện tại là thật đụng phải khó khăn nhất thời kỳ vì thuận lợi đập tốt bộ phim này đạo diễn có thể tự mình buông xuống tư thái vì phương chính hạ tràn lội bình con đường phía trước đồng dạng cũng là đang cảnh cáo đoàn làm phim những người khác hắn có thể vì thuận lợi quay xong phim tự mình buông xuống tư thái đồng dạng vì thuận lợi quay xong phim ai nếu như ở thời điểm này cố ý cho hắn tìm phiền toái hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay. rất cao hứng có thể lần nữa hợp tác dịp thiên khởi không chỉ có lấy để nữ nhân đều hâm mộ ghen tị dung nhan cũng có được cực tốt người tu dưỡng, nàng không có ngôi sao dở trò hàng hiệu, mà là chủ động duỗi ra một cái nhỏ và dài ngọc thủ. Phương Chính thoải mái hào phóng theo Diệp Thiên khởi cầm một cái tay. Diệp Thiên khởi tay rất nhu, rất mềm, Phương Chính cảm giác mềm mại không xương hẳn là hình dung Diệp Thiên khởi tay. Không biết phần này cao hứng có bao nhiêu cao hứng, Phương Chính nửa trêu chọc mở câu nói đùa, thủ trưởng khinh dính liền ngừng lại lập tức buông ra, cũng không luống cuốn, dám lái đại minh tinh trò đùa, đồng thời cũng biết lễ nghĩa, biểu hiện được quan minh lỗi lạc, thoải mái. Có lẽ là tự liền dịp thiên khởi cũng không nghĩ tới, Phương Chính không chỉ có không có ở trước mặt nàng lúng cuốn, trái lại thế mà ở trước mặt trêu chọc nàng, đó là một loại không giống như là tận lực làm bộ đi ra muốn gây nên khác phái chú ý, mà là phát ra tự thực chất bên trong tự tin và sung mãn tinh khí thần, mới có khả năng biểu hiện ra như thế tự tin và bình tĩnh thông dong. Diệp Thiên Khởi này trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan mỹ lệ không tì vết tú mỹ mặt bên. Trên, xuất hiện hơi hơi giật mình tinh thần. Sau đó, Diệp Thiên khởi cười. Cười đến long lanh rung động lòng người, như tháng ba hoa nở, nhảy mắt thắp sáng trước mắt thế giới. Phương chính ngươi thay đổi, ngươi trở nên như trước kia không đồng dạng. Quắc! Trên bàn cơm một đám chúng nhân một mặt mộng bức, còn có giật mình biểu tình, tự liền còn muốn lấy muốn đem phương chính giới thiệu cho Diệp Thiên khởi đạo diễn đồng dạng là có chút mờ mịt chẳng lẽ cái này đôi người sớm tại ngay từ đầu tự quen biết hiện tại nữ hài tử luôn nói nam nhân căn bản không hiểu chúng ta nữ hài ưa thích như thế nào nam nhân chúng ta nữ hài tử ưa thích chính là nghiêm túc bên trong mang một điểm bất nghiêm túc nhưng điểm ấy bất nghiêm túc còn bất chậm trễ nghiêm chỉnh loại kia có thể các ngươi nữ hài phải chăng có hiểu qua chúng ta nam nhân nội tâm mang đi liền không thể ông ngươi ông ngươi liền không thể mang đi Phương Chính cùng Diệp Thiên khởi bốn mắt nhìn nhau, động tình nói ra. Đối mặt Phương Chính thâm tình lời kịch, Diệp Thiên khởi cặp kia nước kéo trong đôi mắt đẹp, đồng thời chưa từng xuất hiện bối rối hoặc khẩn trương, mặt bên trên vẫn như cũ duy trì lấy lễ phép mỉm cười. Nàng bỗng nhiên nói, ngươi tin tưởng nữ nhân giác quan thứ sáu sao? Bốn tháng không thấy, trên người ngươi so với bốn tháng trước càng thêm tự tin, mặt khác, đạo diễn xác thực không có nói sai, ngươi quả nhiên là toàn thân đều là hí phương chính cùng dịp thiên khởi đôi người đồng thời nhìn nhau cười một tiếng ai cũng không có nhắc lại chuyện lúc trước mà là một lần nữa quay đầu đối mặt đang ngồi những người khác trên bàn cơm những người khác cái này mới kịp phản ứng cảm tình cái này đôi người căn bản cũng không nhận biết mới vừa rồi là tiêu hí chơi đùa đâu hảo 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 ta quả nhiên không nhìn lầm người phương chính ta bốn tháng trước cũng đã nói ngươi là trời sinh hí tinh không cần tận lực tạo hình tự là trời sinh thích hợp ăn giới điện ảnh và truyền hình chén cơm này, ở đây người bên trong tối cao hơn, không ai qua được đạo diễn. Nguyên bản ta còn lo lắng, ngươi lần thứ nhất tự theo nhiều như vậy ngôi sao cùng một chỗ quay chụp, có thể hay không khẩn trương hoặc lúng cuốn, dẫn đến phát huy thất thường, quả nhiên, có thiên phú người là dùng bao nhiêu mồ hôi đều đền bù không được, ta cái này bá nhạc ngay từ đầu liền không có nhìn lầm ngươi, ngươi đến một lần liền theo chúng ta thiên khinh tiêu hí, vừa rồi ta cũng thiếu chút nghĩ đến đám các ngươi đôi người đã sớm nhận biết, nghĩ đến đám các ngươi là thất lạc. Nhiều năm trường cấp 3 ngồi cùng bàn đồng học. Phương Chính Đạo diễn, người đây rốt cuộc là lời ca ngợi hay là nghĩa xấu? Hí tinh cái từ kia hoàn toàn là dư thừa a. À? Bữa cơm này ăn đến coi như vui sướng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Phương Chính theo dịp thiên khởi ngồi cùng bàn tiêu hí quan hệ, Phương Chính đạt được những người khác tán thành một bàn người vẫn còn tính toán trò chuyện vui vẻ bữa cơm này một mực ăn ba bốn tiếng phương chính cũng biết chính mình tiếp xuống nhiệm vụ đến cỡ nào nặng nề cùng muốn phụ trách cụ thể có nào một mực ăn vào đêm khuya mười giờ bữa cơm này mới cuối cùng là ăn xong tại ra đến phòng khách trước phương chính đứng dậy chủ động vì bên người dịp thiên khởi đẩy ra cái ghế thời điểm phương chính đáp lấy những người khác bất chú ý khoảng cách gần lặng lẽ nói một câu dịp thiên khởi rất đẹp tóc đen sáng đến có thể soi gương, mắt như thu thủy, tư thái chỉnh đốn, cả người da thịt trắng noãn như một bộ dương chi ngọc điêu một dạng, đẹp đến mức xinh đẹp trung động lòng người, nàng không nói gì, ngầm hiểu lẫn nhau cười. Theo ngay từ đầu, Phương Chính liền không có tự luyến đến cho là hắn vừa ra trận tự thắng được hạng nhất ngôi sao Diệp Thiên khởi hảo cảm, sau đó cố ý cùng hắn làm hai cái hí tinh. Diệp Thiên khởi hẳn là trước đó theo đạo diễn thương lượng xong, đặc biệt tại trên bàn cơm chiếu cố hắn, dẫn hắn mau chóng dung nhập phạm vi cho nên mới sẽ đột nhiên cùng hắn tiêu hí để hắn càng nhanh đến mức đến những người khác tán thành bữa cơm này chủ yếu là theo mấy vị diễn viên chính đạo diễn bên phía sản xuất cùng mấy vị đoàn làm phim nhân vật trọng yếu cùng một chỗ ăn thổ hào đông cũng không tại căn này trong bao sương làm phương chính trở lại đoàn làm phim an bài quán rượu khách phòng lúc sớm ăn xong trở lại khách phòng thổ hào đông lập tức không kịp chờ đợi hướng lên ôm lấy phương chính hướng hướng, có hay không tại trên bàn cơm nhìn thấy nữ thần của ta Diệp Thiên Khởi? Ta nữ thần Diệp Thiên Khởi có tại ta cấp hình của ngươi bên trên ký tên sao? Rút cuộc làm phương chính vừa mới xuất ra có Diệp Thiên Khởi ký tên Diệp Thiên Khởi ảnh chụp, Thổ Hào Đông đã hưng phấn đoạt lấy tới. Thổ Hào Đông, hay là Trương Ích Đạt nói đúng, thầm mến là sở hữu yêu đương trong lớn nhất tiết kiệm tiền. Thổ Hào Đông phản bác, ngươi thế nào không nói thầm mến là phế nhất giấy? Phương chính được rồi, hay là khi hắn không nói gì đi. Ngay tại đôi người trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên, người đứng tại trong phòng khách, cảm giác khách phòng đều tại lay động, tới đồng thời, cửa sổ ngoại truyền đến âm âm oanh minh thanh âm. Động đất. Đôi người vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, kết quả là nhìn thấy từng chiếc quân đội xe chuyển vận, đang từ trước tử điếm trên đường cái nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nhưng đây không phải quan trọng, trước mắt những này xe quân đội đội xe thấy thế nào làm sao quen thuộc. Hướng hướng, ta làm sao cảm giác, những này xe quân đội chính là chúng ta ban ngày tại trong phi trường nhìn thấy những xe quân đội đó. Năm móa. Những này quân đội xe chuyển vận bên trong lấy, đến lượt không phải là những cái kia thạch đầu quan tài A, à, thổ hào đông kinh ngạc kêu ra tiếng. Kỳ thật không cần thổ hào đông nói, phương chính cũng đã nhận ra những này xe quân đội, chính là ban ngày tại phi trường nhìn thấy những xe quân đội đó. Chi này xe quân đội đội xe rất dài, quân đội xe chuyển vận, bọc thép xe jeep, từng cái chạy tới. Những này xe quân đội đều là đại trọng tải kim loại cự thú, làm giá đi qua lúc, hai bên đường phố công trình kiến trúc một mực hơi hơi lay động, đủ để thấy đội xe này bên trong chỗ vận thạch đầu quan tài đến cỡ nào nặng nề. Mà xe quân đội đột nhiên xuất hiện tại khu vực thành thị, cũng dẫn tới rất nhiều người thị dân cùng du khách, xuất ra điện thoại di động, nhào nhào quay chụp cùng vây xem. Người người mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng kinh hỉ thần sắc, thảo luận nhau nhau cái này có lẽ tự nguồn gốc từ hướng người bình thường đối cường giả sùng bái đội xe rất nhanh chạy qua theo đội xe dần dần đi xa quán rượu trong phòng khách lay động cảm giác rõ ràng giảm bớt rất nhiều đứng ở cửa sổ một mực nhìn lấy đội xe đi xa biến mất tại thành thị góc đường cuối cùng phương chính cùng thổ hào đông xoay người lại chuẩn bị sớm nghỉ ngơi bởi vì sáng ngày mai bắt đầu liền muốn có rất nặng nề quay chụp nhiệm vụ nhưng lại tại Phương Chính vừa mới chuyển thân trở về khách phòng không có vài phút, bỗng nhiên, âm âm. Một tiếng đột nhiên xuất hiện nổ tung, đánh vỡ bầu trời đêm yên bình. Tự liền đặt ở cái bàn nước khoáng trong bình nước, đều rung rẩy một chút. Theo sát lấy, là ngoài cửa sổ trên phố truyền đến bạo động thanh âm cùng thét lên thanh âm. Phương Chính sắc mặt biến hóa, lập tức chạy đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, liền thấy dưới bóng đêm thành thị, có một đoạn đại hỏa tại hừng hực thiêu đốt, nương theo lấy khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế trùng thiên. Nhưng rất nhanh, thành thị bên trong phát sinh càng lớn bạo động, thế mà truyền đến súng ống giao chiến thanh âm, súng chát chúa âm thanh, tại trống trải thành thị bên trong, phát sinh dày đặc giao chiến. Cái này dày đặc tiếng súng một vang, trực tiếp tự đã dẫn phát thành thị bên trong càng lớn bạo động, mọi người tranh nhau chạy trốn, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, kinh hoảng thanh âm, dòng người tự như lít nha lít nhít hát sắc con kiến, theo nổ tung phương hướng nhau nhau hướng quán rượu bên này phương hướng chạy tới. Bởi vì dòng người tán loạn, còn đã dẫn phát mấy trận tai nạn xe cộ. Loạn. Loạn. Tất cả đều loạn. Quán rượu bên ngoài trên đường cái, xa vào một mảnh khủng hoảng trong hỗn loạn. Nhìn lấy trên phố kinh hoảng chạy loạn đám người, phương chính ánh mắt, xuyên qua những này bình dân, cách cửa sổ thủy tinh nóng nhìn hướng đại hỏa thiêu đốt phương xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, này chính là là xe quân đội đội xe rời đi phương hướng, sẽ không phải là có cái gì tổ chức để mắc tới những xe quân đội đó bên trong thạch đầu quan tài a à. Những cái kia thạch đầu quan tài bên trong, đến cùng có cái gì? Thế mà dẫn ra như thế lớn động tĩnh Lúc này, cũng đứng tại phía trước cửa sổ thổ hào đông, trận mắt hốc mồm nhìn phía xa đại hỏa cùng dày đặt tiếng súng, bởi vì quá mức giật mình nhìn không được bạo thô, nằm móa. Thành thị bên trong đấu súng tuy nói trong nước là toàn thế giới duy nhất cấm súng bắn hát nghiêm trọng nhất quốc gia, là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia, có thể phía ngoài thế giới cũng thái hỗn loạn đi, cái này mẹ nó động bất động tự đấu súng, nhìn này đại hỏa thiêu đốt phương hướng, hướng hướng, người nói những xe quân đội đó sẽ không phải thật bị cướp đi. Đây là chỉ phát sinh tại trong phim ảnh hư cấu tình tiết, nghĩ không ra thật tại trong hiện thực diễn ra. Người bình thường chưa từng gặp qua chân thực chiến khu. Tác chiến là muốn người chết còn có đạn lạc. Chẳng trách quá thổ hào đông tâm tình có chút thất thường. Đông Nam Á bên này vốn là một mực rất hỗn loạn, phương chính một mực ngưng lông mày nhìn ngoài cửa sổ nơi xa, đang tại càng đốt càng lớn hùng hùng đại hỏa. Tỷ như dân tộc thiểu số tạo thành ngược chính phủ phần tử vũ trang. Thị trưởng tranh cử người tại nhà hàng ăn cơm bị tay súng nổ đầu súng giết. hắc bang sống mái với nhau, súng ống hỏa lực so với một cái cục cảnh sát còn mạnh hơn cùng lần trước đông nam á trứ danh buôn thuốc phiện quốc gia mới nắm quyền tổng thống xuất động quân đội tiêu diệt toàn quốc buôn thuốc phiện rút cuộc buôn thuốc phiện xuất ra tây phương quốc gia súng ống đạn dược vũ khí có thể trực tiếp cùng nơi đó quân đội khai chiến về sau không phải có người nói những cái được gọi là buôn thuốc phiện ngược chính phủ phần tử vũ trang độc khí bom phía sau đều là có tây phương quốc gia bóng dáng phương chính nhíu mày nói ra cách tây phương thế giới thêm gần trung đông châu phi này mới là chân chính hỗn loạn mỗi ngày đều tại tác chiến, mỗi ngày đều tại người chết, nạn dân trào lưu thành họa, một tòa tòa thành thì bị hỏa lực sang bằng thành phế tích thành trống không. Ngay tại đôi người nói chuyện thời khắc, hả? Phương Chính đuôi lông mày cơ địa hơi nhíu, bởi vì hắn nhìn thấy có một đạo quen thuộc bóng lưng, theo trong tử điếm lao ra, sau đó đem một người theo người nhà chạy tán, ngồi xổm ở quán rượu cửa thuốc thích nữ đồng ôm chạy vào trong tử điếm. Người kia chính là Diệp Thiên Khởi thổ hào đông tự nhiên cũng nhìn thấy nữ thần của hắn diệp thiên khởi thổ hào đông lần này không có tâm tình kích động thế mà rất khác thường thở dài một tiếng cũng không biết đạo lần này rối loạn muốn chết bao nhiêu người chỉ mong có thể thương vong ít nhất đi đúng à loạn thế đó là rất nhiều người phải chết mà vừa lúc này khách phòng ngoại truyền đến dồn dập gõ cửa âm thanh nguyên lai like là đoàn làm phim người tiếp đến quán rượu thông tri bên ngoài bây giờ một mảnh hỗn loạn rất nhiều người thừa cơ phá phách cướp bóc đốt, vô cùng không an toàn. Quán rượu giám đốc khuyên tất cả mọi người lưu tại trong tử điếm tránh tốt, mới là an toàn nhất. Khu giao chiến cách nơi này rất xa, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Mà quán rượu hướng cũng đã sợ cảnh sát có bảo an, thủ trụ sở có cửa ra vào, quán rượu đã đóng cửa, hết sức bảo hộ sở hữu đám khách trọ an toàn. Ngay tại vừa đưa đi thông báo người, đột nhiên, oanh, oanh, lại có hai nơi nổ tung tại thành thị bên trong đột nhiên vang lên phương chính đi vào phía trước cửa sổ xem xét chỉ gặp tại thành thị hai cái khác phương hướng cũng có hỏa quan trùng thiên giấy lên cái này chỉ sợ là sợ tập người đang cố ý chế tạo hỗn loạn phân tán thành thị cảnh lực quả nhiên phương chính tại những khác này hai cái phương hướng nghe được chói tai tiếng còi cảnh sát đang dần dần đi xa mà bên này cũng có gai tai còi cảnh sát chính càng ngày càng gần cảnh sát địa phương trợ giúp rốt cuộc đuổi tới chỉ gặp từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua phi tốc phi nhanh hướng tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng truyền đến phương hướng trên đường đang tại tranh nhau chạy trối chết bình dân cuốn quýt né tránh nhưng mà rất nhanh liền có một màn quỷ dị phát sinh những cái kia chói tai tiếng còi cảnh sát vừa mở nhập khu giao chiến sau rốt cuộc cùng nhau tịch ngòi sở hữu tiếng còi cảnh sát toàn bộ biến mất cái này một màn quỷ dị lập tức liền đưa tới phương chính chú ý Thời gian một giây một giây trôi qua Còi cảnh sát trước sau lại chưa vang lên Thế nào, Thổ Hào Đông cũng nhìn ra Phương Chính thần sắc không đúng, hỏi Phương Chính ngưng trọng nói ra Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện đến Những xe cảnh sát đó đang lái vào khu giao chiến sau Quá an tĩnh sao Từ khi trở ra một điểm động tĩnh đều không có Liền còi cảnh sát thanh âm cũng đều đột nhiên biến mất Thổ Hào Đông nghe xong Lập tức kịp phản ứng Có thể đôi người còn chưa giao nói xong xe jeep độc hữu đại mã lực động cơ tiếng oanh minh như một thất trốc cương phát cuồng giả thú theo khu giao chiến phương hướng lao ra tại hướng quán rượu bên này vọt tới dựa vào đèn đường chiếu sáng nhận ra đó là một cổ quân sự đồ trang bọc thép xe jeep mắt thấy cũng nhanh muốn lái vào trong tầm mắt lúc đột nhiên bọc thép xe jeep tại góc đường dừng lại bất động động cơ oanh minh cũng ngừng xem như tắt lửa thả neo bọc thép xe jeep cái này dừng lại lại không phát động chỉ có hai bên đường phố công trình kiến trúc bên trong, từng đôi kinh hoảng, bất lực ánh mắt lặng lẽ đánh giá bên ngoài thế giới, cùng nơi xa càng bốc cháy càng lớn hỏa thế. Cái này nhất định là một cái đêm không ngủ. Tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh dần dần thưa thớt. Mọi người tại lo lắng Hải Hùng bên trong vượt qua một đêm, thẳng đến tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách mây đen, chiếu rọi đến tòa thành thị, lúc này mới dần dần có mấy đạo thân ảnh to gan xuất hiện tại đầu đường sau đó có càng ngày càng nhiều người hoặc mặc áo mưa hoặc bung dù xuất hiện tại đầu đường khẩn trương nghe ngóng tối hôm qua sự tình lúc này thiên thượng mây đen bao phủ ái nhiệt đới mùa mưa ở phía sau nửa đêm vì mảnh này thổ địa mang đến dồi dào nước mưa đồng thời cũng giống là một đoàn vẽ lo lắng giống như trùng điệp bao phủ tại trong lòng mọi người bên trên đến mức tối hôm qua này một trận đại hỏa từ lâu bị sau nửa đêm mưa to cấp dội tắt phương chính cả đêm đều lưu tại trong tửu điếm đoàn làm phim nhìn bên này cực kỳ, hắn một mực tìm không thấy thời cơ vụng trộm rời đi quán rượu. Tỉnh mịch sáng sớm, đột nhiên. Một tiếng hoảng sợ thét lên, đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Có mấy tên bình dân phối hợp với cảnh sát, đang tại tham dự cứu viện bị phế tích vùi lấp xe quân đội bên trong quân nhân. Có thể những này bình dân vừa phối hợp cảnh sát thanh lý xuất xe quân đội, cũng không biết là trong xe nhìn thấy cái gì khủng bố tràn cảnh, trong đó mấy người rốt cuộc đặt mông ngồi dưới đất băng lãnh trong nước mưa hai mắt hoảng sợ thẳng đến nửa giờ sau tại đoàn làm phim bữa sáng tụ hội bên trên phương chính theo đoàn làm phim thuê đến phụ trách phiên dịch dân bản xứ hướng dẫn du lịch trên người rốt cuộc hiểu được này mấy tên bình dân đến cùng nhìn thấy cái gì nguyên lai like, xe quân đội bên trong binh sĩ đều đã chết nhưng tử tướng quỷ dị thịt cùng nội tạng bộ phận tất cả đều không cánh mà bay lại tình huống cụ thể tự liền tên kia nơi đó hướng dẫn du lịch cũng không có thăm dò được. Thì càng không nói đến quân nhân chánh thức nguyên nhân cái chết, tiếng còi cảnh sát biến mất, tối hôm qua khu giao chiến đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì, khu giao chiến bên kia đã bị nơi đó chính phủ phong tỏa, có cảnh sát kéo cảnh giới tuyến, tuần tra đứng gác. Một trận này bữa sáng, chú định ăn đến sẽ không như vậy an tâm. Trên mặt bàn, người người đều là tâm sự nặng nề. Ngoại trừ phương chính hắn ngược lại đối dị vực phong vị đồ ăn, ăn đến say sương ngon lành. Đạo diễn dường như cũng nhìn ra mọi người tinh thần trạng thái có chút không tốt, có chút mất hồn mất vía, thế là hắn cấp mọi người nghỉ nửa ngày, cấp mọi người nửa ngày thời gian đi tìm về trạng thái, lại đến quay phim. Không phải vậy lấy cái này tinh thần trạng thái, quay chụp đi ra đoạn ngắn cũng là trên lệch cường nhân ý. Tuy nói Phương Chính chỉ là yêu cầu bù đập màn ảnh, thay hoán đổi ban đầu nam nhân một màn ảnh, nhưng cái này bù đập cũng không phải hoán đầu thuật, đơn giản đầu lĩnh một đổi liền có thể lừa gạt qua. Trang cảnh, vai phụ, diễn viên quần chúng các loại, đều là cùng một chỗ muốn bù ống kính. Đây không phải phương chính chuyện riêng. Nếm qua bữa sáng sau, tâm sự nặng nề mọi người, bắt đầu ai đi đường nấy. Mà đáp lấy cái này nửa ngày nghỉ, phương chính cùng đạo diễn cũng đem hợp đồng ký kết xuống tới. Đạo diễn cấp phương chính mở ra điều kiện rất hậu đãi các xê thêm phòng bán vé chia hoa hồng nếu như phim có thể thuận lợi chiếu lên phương chính ít nhất cũng có thể tiến lên trăm vạn khá giả gia đình cấp bậc thoát khỏi nghèo khó thân phận từ đó không kéo quốc gia gdp chân sau phương chính vốn cũng không có danh khí sẽ không như vậy mang đến phòng bán vé lưu lượng vì lẽ đó hắn các xê cũng không cao hắn có thể tham dự điện ảnh phòng vé chia hoa hồng hay là đạo diễn ở trong đó hỗ trợ rất nhiều mới vì hắn tranh thủ được không quá cái này chia hoa hồng trước cầm điều kiện cũng rất hà khắc nhất định phải phòng bán vé đạt tới bao nhiêu sau mới có thể có chia hoa hồng thời cơ hợp đồng sự tình rất nhanh đã định những này đều chẳng qua là râu ria không đáng kể việc nhỏ ký xong hợp đồng sau phương chính dự định xuất quán rượu chuẩn bị tiến đến tối hôm qua mấy cái khu giao chiến nhìn xem hướng hướng ngươi có phải hay không dự định đi tối hôm qua truyền ra nổ tung giao chiến khu vực ngay tại phương chính muốn xuất khách phòng lúc thổ hào đông cũng theo sau kỳ thật không chỉ là phương chính hiếu kỳ khu giao chiến tình huống bên kia thổ hào đông cũng đã sớm trong lòng ngứa như hầu tại cao nếu không phải yêu cầu hắn lưu lại giúp phương chính ký hợp đồng đoán chừng hắn đã sớm không nín được lòng hiếu kỳ trước kia tự xuất quán rượu phương chính không có cự tuyệt thổ hào đông nói lên cùng một chỗ đi theo yêu cầu đôi người cùng một chỗ kết bạn xuất quán rượu có thể nào biết ngay tại phương chính cùng thổ hào đông vừa muốn ngồi dưới thang máy lầu lúc vừa lúc đụng phải ngồi trên thang máy tới dịp thiên khởi, cùng lúc đó đi theo dịp thiên khởi bên người người đại diện. Phương Chính gặp qua dịp thiên khởi người đại diện, mặc dù tiếp xúc ít, cũng không quen thuộc, nhưng hắn biết đoàn làm phim người đều gọi nàng từ tỷ. Phương Chính cũng đi theo mọi người kêu từ tỷ. Dịp tiểu thư, từ tỷ, các ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về sao? Phương Chính lễ phép ân cần thăm hỏi một tiếng. Diệp Thiên khởi trên mặt thần sắc có chút tiêu tụy, rất hiển nhiên, tối hôm qua chuyện phát sinh, đối với rất nhiều người đều là đêm không ngủ, Diệp Thiên Khởi cũng tương tự không có nghỉ ngơi tốt. Bất quá, Diệp Thiên Khởi cũng không có làm dáng, cho dù thần sắc có chút tiêu tụy, vẫn như cũ không mất dịu dàng cùng tốt đẹp tu dưỡng lễ phép mỉm cười nói ra, vừa rồi ta theo từ tỷ xuống lầu, đêm tối hôm qua cứu tiểu nữ hài, giao cho cảnh sát địa phương, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng tìm tới theo tiểu nữ hài tẩu tán phụ mẫu. Diệp tiểu thư quả nhiên là người đẹp, tâm linh càng đẹp, lần này là thổ hào đông đối nữ thần của hắn dịp thiên khởi, chính miệng nói. Đây chỉ là đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Đánh xong chào hỏi, ngồi thang máy, thừa lúc xe buýt, cũng may theo người trong nước tiêu phí, trải rộng toàn cầu, Đông Nam Á tất cả tiểu quốc rất nhiều đầu đường công trình đều đánh dấu có tiếng Trung. Mà đầu năm nay cũng có điện thoại di động phiên dịch phần mềm. Làm dần dần tới gần khu giao chiến, phương chính rốt cuộc minh bạch tới, tên kia phiên dịch hướng dẫn du lịch nói tới phong tỏa là có ý gì. Còn không có tới gần khu giao chiến, mỗi cái đầu đường cuối ngõ, tự đều đã kéo cảnh giới tuyến, chỉ có thể ngăn cách xa xôi khoảng cách, nhìn thấy mấy cái tòa nhà đốt thành cháy đen cao ốc, cùng nổ tung qua đi một chỗ phế tích, đổ nát thê lương, còn có mấy chiếc đốt thành xác không sắc vụn xe quân đội. Phương Chính cảm thấy tối hôm qua giao chiến nên phi thường kịch liệt, bởi vì cho dù là tại khu giao chiến bên ngoài, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái lẻ tẻ vết đạn. Xa như vậy còn có thể nhìn thấy vết đạn, vô pháp tưởng tượng khu giao chiến trình độ kịch liệt. Trừ cái đó ra, nhìn thấy nhiều nhất, tự là một cổ chiếc xe cứu hộ, từng chiếc đái bồng bày xe chuyển vận, ra ra vào vào, cùng, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cảnh sát địa phương, trợ giúp nhân viên y tế cùng một chỗ khiên từng cái băng ca, trên cán cứu thương đều là bị vải trắng che đậy thi thể. Đây chính là phương chính ở ngoại vi, nhìn thấy sở hữu cảnh tượng hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới tối hôm qua này mười mấy chiếc sông vào khu giao chiến bên trong xe cảnh sát. Tự liền những cái kia thạch đầu quan tài cũng toàn đều không thấy. Hướng hướng, nơi này cảnh giới như thế nghiêm, ngăn cách xa như vậy tự kéo cảnh giới tuyến, xem ra tối hôm qua nơi này đấu súng rất kịch liệt, còn có những vận chuyển đó xe, cùng cảnh sát cùng một chỗ giúp khuân vận thi thể, người nói, đêm hôm qua dạ hội sẽ không chết rất nhiều người, thi thể nhiều đến liền xe cứu hộ đều vận không hết cần dùng xe chuyển vận chở đi thi thể, thổ hào đông là dùng tiếng trung theo phương chính thấp giọng trao đổi. Dùng xe chuyển vận vận thi thể, tối hôm qua chết người nên có rất nhiều, chỉ sợ là muốn vượt qua ba chữ số. Phương chính mắt lộ ra suy nghĩ, cũng không tiếp lời. Bởi vì hắn đang nghĩ, xem ra ban đêm muốn tìm thời cơ xuất quán rượu, nhìn xem trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nơi đó chính phủ có hay không giấu giếm cái gì? Buổi chiều Mùa mưa Đông Nam Á, một khi bắt đầu mưa, thiên thượng u ám, luôn luôn không dứt bên dưới. Một chút mấy ngày đều là chuyện tầm thường. Nhưng cũng may trong phim ảnh có mấy cái màn ảnh, chính là muốn tại ngày mưa quay chụp, cái này đoạn ngắn, là tại ngày mưa bên trong triển khai kịch liệt đấu súng, còn có một đoạn phim màn ảnh 5 phút đồng hồ thiếp thân đỏ sức tràn cảnh. Vừa mới mưa sau rừng cây lộ diện, rất là vũng bùn cùng trơn ướt, âm âm, âm âm, một chiếc xe díp tại nhiệt đới rừng cây bên trong nhanh chóng phi nhanh có ít lần đều suýt nửa lật xe. Có thể cuối cùng vẫn không có thể tránh miễn đầu xe đâm đầu vào một chỗ vách núi, tại chỗ đầu xe động cơ đắp bị đụng bay, đó là động cơ phủ xuống hỏa dược tại bào phá sư tinh chuẩn khống chế xuống, động cơ đắp bị hỏa dược nổ bay, đồng thời bốc lên khói đặc. Sau đó là cửa xe mở ra, theo vị trí lái bên trên lăn lông lốc xuống đến một người não đại tại trên tay lái đập đến đầu rơi máu chảy, 20 tuổi người trẻ tuổi. Tự hồ não đại bị mẻ xuất não chấn động, nam nhân theo vị trí lái bên trên rơi xuống sau khi ra ngoài nằm tại dơ giấy bẩn thiểu trên mặt đất bên trong dãy dụ lấy muốn một lần nữa đứng hảo quá đạo diễn rất cao hứng toàn bộ màn ảnh đều rất trôi chảy duy nhất một lần đã vượt qua đạo diễn càng ngày càng cảm giác chính mình là bá nhạc chọn trúng thiên lý mã lúc trước phát hiện phương chính có hy vọng tinh thiên phú quả nhiên không nhìn lầm thiên kim khó mua ngựa cốt đạo diễn ngay tiếp theo nhìn thổ hào đông cũng là càng xem càng thuận mắt. Lúc này Thổ Hào Đông cũng đi theo đoàn làm phim đi ra quay phim. Thế là đạo diễn cũng cho Thổ Hào Đông an bài một cái có thể lộ mặt mười mấy giây vai phụ nhân vật. Mặc dù lộ mặt không nhiều, nhưng cũng đã đem Thổ Hào Đông cười đến không ngậm miệng được. Thời điểm này, đạo diễn đem tại ngày mưa bên trong gặp mưa phương chính gọi tới, mau để cho người truyền cho khăn mặt, loại sách tay ấm đèn, giữ ấm trong chén thế mà còn có một bình nóng hôi hổi gừng canh. Phương Chính hiện tại có thể là đạo diễn trong mắt Hồng Nhân. Phương Chính, mới vừa rồi không có dùng đặc kỹ diễn viên, người trong xe có hay không đụng đầu. Nếu như đầu có không thoải mái, nhất định phải sớm nói ra, đoàn làm phim bên trong có theo đội chữa bệnh xe cùng thầy thuốc, đạo diễn quan tâm hỏi một câu. Phương Chính nói câu không có việc gì, đồng thời xin miễn đưa tới khăn mặt, gừng canh, hắn còn không có như vậy nuông chiều từ bé, hắn để đạo diễn thừa lúc thấy ở trên người hắn buồn như nước vẫn không thay đổi cạn, lập tức quay chụp dưới một tổ màn ảnh. Đạo diễn nguyên bản còn có chút bận tâm, Phương Chính lần thứ nhất ngay ngắn quay phim, có thể hay không chịu không được quay phim vất vả, lúc này mới muốn cho Phương Chính nghỉ ngơi một chút. Có thể Phương Chính chủ động đưa ra, yêu cầu tiếp tục quay phim, đạo diễn tự nhiên là cao hứng. Đoàn làm phim hiện tại đích thật là kéo không tầm thường thời gian. Đạo diễn liên tục xác nhận, gặp Phương Chính không giống như là đang ráng chống đỡ dáng vẻ, đạo diễn kìm lòng không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái không được thế thân diễn viên không sợ tạng không sợ khổ tự mình nằm trên mặt đất bên trong chỉ là có phần này chuyên nghiệp tinh thần ngươi chỉ cần không buông bỏ nghề này về sau nhất định có thể tại ngôi sao hành động trên đường có một phen hành động đạo diễn bắt đầu an bài quay chụp dưới một tổ mang ảnh kịch bản các ngươi đã sớm xem qua lời kịch cũng đã sớm gánh vác phương chính là tân nhân ta đại khái giảng giải dưới đoạn này nội dung cốt truyện Phương chính ngươi chỗ vai diễn nhân vật, mặc danh kỳ diệu bị người một đường đấu súng truy sát, một mực lái xe chạy trốn tới nơi này, tại tông xe thời điểm, ngươi nghe được trong xe có những người khác kêu đau thanh âm, thời điểm này ngươi mới phát hiện những người kia muốn truy sát không phải ngươi, mà là trốn ở xe của ngươi bên trong dịp thiên khởi chỗ vai diễn nhân vật. Đạo diễn kỹ càng giảng giải đoạn này hí làm như thế nào đập, phương chính như thế nào biểu hiện mới có khả năng càng thêm tự nhiên, từng chút từng chút truyền thụ phương chính quay phim kinh nghiệm. Phương Chính khiêm tốn tiếp nhận. Sau đó, làm hết thảy vào chỗ, Phương Chính một lần nữa nằm tại bùn nhão trong đất sau, theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, màn ảnh tiếp tục quay chụp. Phương Chính lung la lung lay leo, xem như đang tại theo não chấn động bên trong khôi phục lại, sau đó hắn mở ra sau khi chỗ cửa xe, phát hiện đến trốn ở SUV chỗ ngồi phía sau, đồng dạng là bị vừa rồi tai nạn xe cộ phá vỡ cái tráng da thịt dịp thiên khởi. Dịp thiên khởi diễn kỹ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đem mới từ não chấn động bên trong khôi phục như cũ hoảng sợ, bối rối, sau đó liều mạng dãy dụa theo một bên khác cửa xe chạy xuống xe hành động cùng bộ mặt biểu tình, một mạch mà thành hoàn thành. Phương Chính lúc này cũng dung nhập nhân vật bên trong, hắn nhất quyền nền ở trên cửa xe, biểu hiện ra bởi vì bị liên lụy tiếng truy sát bên trong tức giận cùng phát tiết, sau đó đi bắt dịp thiên khởi, muốn hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả. Thời điểm này, truy sát tới mấy chiếc xe, cũng đã từ xa mà đến gần nhanh chóng lái tới. Sau đó nội dung cốt truyện, hẳn là trong đó một chiếc xe vọt tới thả neo tắt lửa SUV, sau đó còn lại mấy chiếc xe đứng ở 3 mét bên ngoài, mấy chiếc xe bên trên nhân vật phản diện tất cả đều xuống tới bắt người, thời điểm này sẽ xuất hiện điện phim đầu cái thứ nhất đại cao trào, tại mạng mưa bên trong hiện ra bạo lực cùng Mỹ học chém giết gần người chiến đấu. Có thể bỗng nhiên, Phương Chính phát hiện đến không đúng, mưa thiên sơn lối trượt, trong đó một chiếc xe ngay từ đầu hướng quá nhanh lốp xe trượt phanh lại không có phanh lại thế mà đồng thời có hai chiếc xe nhanh chóng lao đến mà chiếc kia mất khống chế xe vọt tới phương hướng đúng lúc là dịp thiên khởi chỗ đứng tốc độ nhanh như vậy đánh tới người mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc tổn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phương chính không kịp nghĩ nhiều hắn đột nhiên đem dịp thiên khởi kéo người tại chỗ nhảy vọt mà lên âm âm cơ hồ tựu là một giây sau hai chiếc xe đồng thời đụng vào SUV bên cạnh thân xe, bởi vì lực va đập quá mạnh, tại to lớn quán tính tác dụng dưới, thậm chí dưới đầu xe trầm, hai chiếc xe kia đằng sau đuôi xe đều hơi hơi vểnh lên. Cũng đúng lúc này, nhảy vọt lực đạo dùng hết phương chính, âm. Hai chân nửa ngồi tư thế đập ầm ầm xuống, giẫm tại hai chiếc xe kia trên đầu xe, trong ngực một mực ông thật chặt ở dịp thiên khởi, không để cho dịp thiên khởi nhận thương tổn. Phương Chính vừa định muốn buông ra trong ngực Diệp Thiên Khởi, nào biết đạo diễn hai mắt sáng lên nhìn lấy trong ống kính hình ảnh, hô lớn, phương chính. Ngươi trước đừng nhúc nhích. Tự bảo trì cái này thân thể nửa ngồi dẫm tại trên đầu xe bá khí hành động đừng nhúc nhích. Đây mới là ta muốn đánh ra tới hát cô phim hành động tình tiết, ha ha, cái này không có bất kỳ cái gì đặc hiệu dấu vết đặc kỹ hành động, tuyệt đối có thể trở thành năm nay tốt nhất màn ảnh một trong, cái này mới là nam nhân cùng sắt thép lớn nhất chân thực va chạm. Đạo diễn kích động đến đã có chút nói năng lộn xộn. Giờ khắc này đạo diễn, linh cảm như suối phun trào phát, quyết định muốn sửa đổi mấy cái hành động thiết kế, muốn cho phương chính thêm hí tới một lần đại đặc tả. Sau mấy tiếng, nửa đường đã từng nờ dê mấy lần màn ảnh, cuối cùng đem hôm nay nhiệm vụ toàn bộ đập xong. Cho đến lúc này, có người mới nghĩ một vấn đề. Phương chính, ngươi vừa rồi cái kia tại chỗ vọt lên, sau đó tại ba chiếc xe đụng vào nhau trong nháy mắt lại đột nhiên rơi vào trên đầu xe hành động quá mang. Người trước kia có phải hay không tham quá quân, hoặc là quốc gia đội thể thao? Người này nhảy vọt năng lực đơn giản kinh người, ông một người thế mà cũng có thể khiêu cao như vậy, thật không thể tin. Đối mặt một chút nhiệt tình bốn phía quan tâm hắn mọi người, Phương Chính khiêm tốn lập lờ nước đôi hồi đáp, lúc ấy ta cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ biết là cứu người quan trọng, có lẽ là dưới tình thế cấp bách tiềm năng bạo phát, lần này chỉ là vận khí tốt thôi. Lúc này, tên kia phụ trách lái xe tài xế, chủ động tới cấp Phương Chính cùng Diệp Thiên khởi xin lỗi. Quay chụp nhiệm vụ kết thúc, sắc trời cũng sắp tối xuống, đoàn làm phim bắt đầu thu thập trở về thành bên trong quán rượu. Phương Chính ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua đạo cụ sư Phương Hướng. Hết chương 580, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.